Chương 41 Phản ứng của Cao Ca làm Triệu Thiên Vũ trở tay không kịp. Ông ta cũng coi là tay trắng lập nghiệp, nhưng sau thời gian dài thành công, ngồi ở vị trí kia đã lâu, nghe quá nhiều lời tán dương, là con người ác hẳn cũng bành trướng. Ở phương diện này Triệu Thiên Vũ không tính là lợi hại, nhưng đối với vương quốc do chính tay mình thành lập, ông vẫn có tự tin tuyệt đối. Cho nên dù bàn duệ phản đối, ông cũng sẽ chắc chắn Cao Ca đồng lòng trước đề nghị của ông thiếu phu nhân của nhà họ Triệu có nghĩa thế nào? Triệu Bân là con trai một, có nghĩa là cô ta sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của đống tài sản kết xuồng nhà họ Triệu, đừng nói là cả đời cô ta, cho dù 10 đời cũng chưa chắc kiếm được. Mà bây giờ, chỉ cần rút đơn kiện là cô ta có thể có được. Đây không phải là một khoản mua bán, đây là miếng bánh từ trên trời rơi xuống cưỡng hiếp thì sao, không phải chỉ là một vấn đề trên mạng thôi ư. Cho bạn 10 triệu liệu bạn có chia tay người yêu không, đại đa số mọi người sẽ trả lời có. Nhưng gia sản của ông ta đâu chỉ có 10 triệu. Ông không tin cao ca không động lòng. Nhưng Triệu Thiên Vũ chịu nhượng bộ đến thế, trái lại không hề có cảm giác ép buộc. Ông ta rất tán thưởng cao ca. Nhưng những lời này ông ta không nói ra được ở trước mặt chương nhã tỉnh. Đấy là là một doanh nhân thành công, ông ta cũng có bình phán đúng. Nếu ban đầu cao ca liền rút lui, nếu giữa chừng cao ca không chịu nổi áp lực mà từ bỏ, nếu cao ca nghe theo người nhà thỏa hiệp nhận tiền bồi thường thì ông ta chỉ cho rằng đây chỉ là một cô gái bình thường điều thứ nhất ông sẽ cảm thấy cao ca là một người khiếp vía yếu hèn vế thứ hai sẽ cho rằng cao ca không tự lượng sức mình rơi vào vòng xoáy nhưng không cách nào kiềm chế được còn vế cuối cùng lại cho rằng cao ca tham lam nhưng cao ca lại có thể đương đầu hết ông biết nhà họ triệu đã gây ra áp lực gì cho cao ca ông ta dám nói đừng bảo là triệu bân mà ngay cả người thành công như chính bọn họ cũng chưa chắc đã chịu nổi nhưng cao ca lại có thể chính xác là trong thời gian ấy nhờ có luật sư và được người nhà ủng hộ nhưng phần lớn vẫn là do tính cách của cô ấy cô bé này phát hiện bị cưỡng hiếp lập tức báo án ngay rất quả quyết bị người ta hắt canh phỉ nhổ vẫn không sợ thậm chí ngay tại chỗ kiên định phát biểu khiến người qua đường đồng tình có cơ trí dưới áp lực của mọi người đứng dưới nhà ăn số bốn suốt nửa tháng cầu nhân chứng thật bền bỉ dưới sự tấn công của người thân đối mặt với tiền bồi thường một triệu mà vẫn không động lòng có định lực triệu bân không ra hồn gì nếu lấy được cô gái như thế thì thật thích hợp nhưng ông lại lo nếu cao ca gã vào nhà thì sẽ có tâm tư khác sống cuộc sống giàu sang lâu dài sẽ không muốn mất đi nó huống hồ đến lúc đó nhà họ triệu có thể cho cô ta thấy rõ mọi thứ đến lúc đó hẳn sẽ luyến tiếc hơn nữa ông biết rõ thằng bé triệu bân gái bên người nó cả đống nhưng hết lần này đến lần khác lại chỉ hao tâm vì một mình cao ca thậm chí còn không tiếc mà cưỡng hiếp nó như thế đã đủ nói rõ thằng bé thích cao ca rồi không phải đây là tất cả cùng vui mừng sao nhưng chẳng ngờ cao ca lại có phản ứng như thế đúng là phải tan trong buồn bực cao ca bực tức trời đi còn ông ngồi tại chỗ nửa ngày chỉ cảm thấy kinh ngạc ông biết trên đời này có người vì giữ vững nguyên tắc mà bỏ qua tiền tài nhưng đó chỉ là mấy đồng tiền lẻ mà tài sản hơn trăm triệu có thể để bố mẹ bất hòa vợ chồng thành thù anh em cãi nhau cơ hội ở ngay trong tầm tay vậy mà cao ca lại chẳng hề nghĩ ngợi mà bỏ qua ông ta cảm thấy như đang nằm mơ sau hai tháng từ khi báo án lần đầu tiên người nhà họ triệu phát giác được nguy cơ ánh mắt suốt ngày nhìn lên trời của họ cuối cùng cũng chịu nhìn xuống sau đó mới phát hiện chuyện này không hề đơn giản như bọn họ đã nghĩ họ quá tự tin vào tiền bạc quá đổi ngây thơ rồi nhưng đã quên một điều, tiền không phải là vạn năng, người yếu thế chưa chắc đã mềm. Có trận mắng của Cao Ca, trái lại ngày tháng của Bàn Duệ khá hơn rất nhiều, Triệu Thiên Vũ lại đến tìm anh ta lần nữa, cẩn thận hỏi xem liệu có thể bào chữa vô tội để được thả hay không, dù lúc ấy Bàn Duệ không dám nói gì dị nghị, nhưng có thể sau chuyện này tám phần cũng sợ phải gánh trách nhiệm nên suy nghĩ rất lâu. Lần này lại có cơ hội, anh ta liền lấy can đảm mà đề nghị, chuyện này không dễ lắm, Cao Ca rất cương quyết cô ta sẽ không thỏa hiệp. Nhưng khả năng xoay chuyển của vụ án này cũng rất lớn, dù sao lúc đó hiện trường phát hiện vụ án, chiếc xe kia đã bị thiêu hủy rồi, dù Cao Ca đã lập tức báo án nhưng Triệu Bân đã tắm rửa qua cho cô ta, cảnh sát không tìm được bằng chứng trực tiếp chứng minh bị cưỡng hiếp. Thật ra chúng ta có thể đi từ góc độ suy đoán vô tội, để thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng. Nguyên tắc suy đoán vô tội là nguyên tắc bảo vệ nhân quyền trong các vụ án hình sự. Phản ứng đầu tiên của chương nhã tỉnh chính là không được, con trai tôi không thể ngồi tù được, vô tội là vô tội. Suy đoán vô tội là cái gì, lỡ bị xử thì sao? Bàn duệ hết cách, chỉ có thể nhìn Triệu Thiên Vũ, vào lúc này anh ta cũng sợ, lúc trước anh ta thề son sắc là bởi vì nhà họ Triệu có quyền thế, nhưng giờ đây, những quyền thế đó không những không làm cao ca lụi bước mà còn khơi dậy căm hận của quần chúng, đưa lại hiệu quả ngược. Bây giờ toàn bộ trường học ở thành phố Tần đều có người ủng hộ Cao Ca, trên mạng cũng toàn là người ủng hộ cô ấy. Bàn Duệ cảm thấy, nói không chừng vào ngày ra tòa đó còn có người sẽ dăng biểu ngữ trợ uy cho xem. Dưới tình hình này, đương nhiên anh ta muốn tự vệ rồi, anh ta giải thích với Triệu Thiên Vũ là thế này, trước mắt cơ quan công tố đã có nhân chứng và vật chứng. Nếu chúng ta cố chấp không để ý đến những bằng chứng ấy rồi bào chữa vô tội thì rất dễ bị mất thiện cảm từ phía bồi thẩm đoàn, sẽ cho rằng chúng ta đang lãng phí tài nguyên tư pháp, không tôn trọng bọn họ. Kỳ thực đưa ra chứng cứ, để thẩm phán phán đoán thì khá hợp lý. Triệu Thiên Vũ không cân nhắc qua điều này, chỉ hỏi, ai là thẩm phán? Bàn Duệ cũng biết ông muốn tìm quan hệ, bèn nói, họ Chu, tên Chu Chính, tôi đã gặp người này mấy lần rồi, khoảng 40 tuổi, là một người rất ngay thẳng, rất nhiều người gọi ông ta là Chu Thanh Liêm. Lời này của anh ta đã quá rõ, đừng nghĩ đến mấy chuyện đừng ngang ngõ tắt gì cả, về mặt này nhà tống phỉ có ưu thế hơn, trực tiếp tìm đội hình kiên cố nhất, nhà họ triệu không có biện pháp gì. Đúng như dự đoán, triệu thiên vũ cao mày, nghĩ ngợi rồi hỏi anh ta, chỉ đành phải theo số trời thôi ư. Không có cách gì tăng hảo cảm sao. Bàn Duệ đã sớm nghĩ đến vấn đề này, thật ra có thể nộp trước cho tòa án một khoản bồi thường tỏ lòng thành, anh ta thấy chương nhã tỉnh nhảy cẩn lên thì vội vàng giải thích, không phải tiền bồi thường nhận tội, không phải nói cao ca tự nguyện quan hệ tình dục sao? Đây là chúng ta dựa vào chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, an ủi tinh thần cô ta. Triệu Thiên Vũ nghe thấy thế bèn gật đầu. Thế là trước một tuần ngày mở phiên tòa, Cao Ca nhận được thông báo. Nhà họ Triệu đã nộp lên tòa án 200.000 là phí an ủi tinh thần cho cô. Cao Ca nghe thế lập tức nổi giận, nói thẳng, an ủi cái quỷ, bọn họ đang vờ việc mà thôi. Vào lúc này mọi người đang dùng cơm với nhau, mẹ cao lập tức vỗ vai cao ca con gái nhà gia giáo sao lại nói thế chứ cao ca buồn bực triệu thiên vũ còn tưởng mình nhiều ý hay lắm nhưng không biết cao ca ghét chết đi được vừa nghe chỉ muốn gây chuyện cơn tức phải nín nhịn cả ngày nên chẳng thể nào nhẫn nhịn nổi nữa cao ca còn chưa giải thích thì tống phỉ đã gấp một miếng thịt gà cho cô tức giận cũng là chuyện rất bình thường cảm thấy bọn họ đã được lợi còn khoe tài giờ phút này cao ca thấy tống phỉ đúng là quá hiểu mình sau đó lại nghe Tống Phỉ nói, nhưng chuyện này một mặt là khoe tài, mặt khác, Cao Ca à, đó cũng cho thấy bọn họ đang sợ. Họ đang tìm đường lui cho mình. Đây là tin tốt, yên tâm đi. Cao Ca. Tống Phỉ nhàn nhã bình tĩnh nói, Cao Ca yên tâm hẳn. Ngày mở phiên tòa là ngày 20 tháng 1, vốn Tống Phỉ và mẹ Cao không muốn để Cao Ca lên phiên tòa, nhưng sau một hồi suy nghĩ, Cao Ca vẫn muốn chính mắt nhìn đám đó ở tòa án cuối cùng vẫn yêu cầu lên tòa trên mạng có không ít người cổ vũ cô có người nói sẽ đến cửa tòa án cổ vũ cô có người lại bảo sẽ ở trên mạng đợi tin tốt thật ra cao ca biết vào ngày xét xử chưa hẳn đưa ra kết quả nhưng cô vẫn vô cùng cảm kích những người này không khí ngày đó cũng rất kỳ lạ rõ ràng mấy hôm trước đã có tuyết rơi gió lạnh thổi bốn phía mẹ cao còn lẩm bẩm trời như thế ai mà đến chứ e là phóng viên cũng không đến chiếu nói gì người đến xem, đúng thế, mẹ Cao rất có lòng tin với Tống Phỉ, hận không thể để thiên hạ đều biết sau khi xét xử xong, nhân tiện chụp lại dáng vẻ khổ sở của đám người nhà họ Triệu. Kết quả mới rạng sáng ngày hôm sau, trời quang mây đẳng, tại một thành phố đang trong mùa đông không có chút khói bụi nào, trời xanh ngay trên đỉnh đầu, mây trắng như vậy cá phiêu bồng trên trời, là khí trời đẹp nhất trước giờ. Lúc Tống Phỉ đến đón, anh còn cho Cao Ca xem Weibo của mình. Sáng sớm nay anh đã chụp một tấm ảnh bầu trời, không ghi thêm dòng cáp sận gì cả, nhưng bên dưới có hơn một nghìn bình luận, tất cả đều có chung một ý, ông trời có mắt. Bỗng Cao Ca cảm thấy, dường như cuộc sống đã sáng bừng lên. Bọn họ lái hai chiếc xe, Tống Phỉ và Cao Ca đi một chiếc, còn La Hải lái một chiếc khác chở hai bà mẹ. Kỳ thật Cao Ca vẫn có chút hồi hộp, trên đường đi không hề lên tiếng. Hôm nay cô mặc áo khoác dài màu trắng, càng để lộ nét đơn thuần. Tống Phỉ lén nhìn cô mấy lần, trong lòng có mùi vị chẳng thể nào nói ra, cuối cùng lại biến thành lời an ủi, có từng nghĩ đến việc báo đáp anh thế nào nếu thắng kiện không. Cao Ca bị hỏi mà đờ đẫn, dĩ nhiên cô phải cảm ơn Tống Phỉ rồi, nhưng cô không biết nói gì cho hợp cả. Đưa tiền thì cô không có bao nhiêu, nhưng nếu đưa thứ khác, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, dường như chẳng có gì thích hợp cả. Dáng vẻ sững sờ của cô trông thật đẹp, đôi mắt tròn vo lấp lánh như chú thỏ nhỏ ngay người tống phỉ không nhìn mà cong môi sau đó mới nói đúng là không có lương tâm còn nghĩ chưa ra nữa dĩ nhiên cao ca muốn từ chối nhưng tống phỉ không cho cô cơ hội nếu không thì thế này đi em đồng ý với anh một chuyện cao ca hỏi chuyện gì cơ tống phỉ đáp thắng thì sẽ nói cho em biết cao ca không ngờ tống phỉ lại còn vòng vo như vậy lúc này không còn căng thẳng nữa mà là tò mò là chuyện gì vậy Tống Phỉ rất kiên định, mãi đến tòa án vẫn không tiết lộ nửa lời, còn nhân lúc dừng xe mà hỏi cô, này, rốt cuộc có đồng ý không? Cao ca có thể làm gì đây? Chỉ đành phải gật đầu, được à. Lúc này Tống Phỉ mới đắc chí dục cô xuống xe, kết quả hai người vừa xuống thì chiếc xe bên cạnh bật mở cửa. Thật là trùng hợp, người xuống lại là Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tỉnh. Hai bên vật lộn với nhau đã hai tháng, nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt nhau đầy đủ như thế. Cao ca không có ấn tượng tốt gì với bọn họ, chỉ nhìn lướt qua rồi quay đầu đi, nói với Tống Phỉ, chúng ta đi thôi. Trái lại chương nhã tỉnh nhìn Cao ca mà trong mắt như muốn bắn ra lửa, hận không thể xông lên xé xác cô ra. Trong lòng bà ta, Cao ca không phải là người bị hại gì cả, mà là đầu sỏ không biết nặng nhẹ, hại con trai bà ta phải ngồi trại giam. Có điều chương nhã tỉnh cũng biết, vốn trong mắt nhìn của mọi người, Triệu Bân không chiếm được lý, nếu như bà để lộ ra bất kỳ hành động gì không thỏa đáng thì sẽ càng khiến Triệu Bân gặp bất lợi hơn. Bà ta nhẫn nhịn, cuối cùng trợn mắt nhìn Cao Ca rồi nói, "Chúng ta đi." Đội ngũ hai bên nhanh chóng xuất hiện ở cửa, phóng viên lập tức bao vây, Tống Phỉ vừa dùng cơ thể cản lại cho Cao Ca vừa che chở cô đi vào trong. Hai người rảo vội bước chân, khó khăn lắm mới thoát được sự bao vây của đám phóng viên mà đi vào tòa án, bước lên bậc tam cấp, chuẩn bị đi vào chợt nghe thấy âm thanh không biết từ đâu truyền đến, cao ca cố lên. Cao ca cố lên. Nhất thời bước chân cao ca khựng lại, tống phỉ cũng dừng bước, hai người quay đầu lại nhìn, liền phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mà bên ngoài đã có một đám đông tụ tập, trong số bọn họ có cả học sinh sinh viên, cao ca trông thấy lâm thiến thiến, còn cả vài người lớn tuổi nữa, cao ca không quen bọn họ, nhưng bọn họ đều dơ băng rôn, lại còn có người đánh máy trên giấy A4 rồi in ra, trên đó viết, Cao ca chúng tôi ủng hộ bạn. Cao ca cố lên, rồi sau đó còn hô khẩu hiệu nữa. Có lẽ thấy Cao ca dừng bước nên khí thế của bọn họ càng lúc càng dâng cao, bắt đầu vẫy vẫy vật cầm trong tay. Tại không gian bên ngoài đây, có bầu trời cao vút, có dòng xe qua lại trên phố phường, lại còn có nhiều phóng viên người qua đường và người đến xem như thế nữa. Kỳ thật giọng của bọn họ không tính là lớn, nhưng Cao ca lại thấy điếc tai nhức ốc, cô thật sự không ngờ lại có người đến cổ vũ cô như thế trong một thoáng kia ánh mắt cô nhạt nhòa tống phỉ vỗ vai cô mà khuyên em nhìn đi có nhiều người ủng hộ em như thế trên mạng còn có nhiều người hơn nữa đang ủng hộ em hôm nay chúng ta sẽ thắng đi thôi cao ca gật đầu đi cùng tống phỉ từng bước từng bước đi vào nơi cô đã chờ đợi hai tháng tòa án là một nơi trang trọng nghiêm túc dù khí thế hai bên có lớn đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ phải tiết chế lại đầu tiên là trình lên thông báo mở phiên tòa sau đó mới có thể vào tòa án tham gia xét xử đến khi thư ký tuyên bố toàn thể đứng dậy thẩm phán đợi nhân viên cùng hai bên nguyên cáo bị cáo đi vào thì mới được ngồi xuống bên nguyên cáo gồm ba người công tố viên châu vũ luật sư tống phỉ cùng cao ca ngồi xuống ghế nguyên cáo còn phía bị cáo chính là bàn duệ và trợ lý luật sư của anh ta vì là xét xử không công khai nên ngoại trừ nhân viên cần thiết ra thì chỉ có người giám hộ và người đại diện pháp luật mới có thể dự thính nên hàng ghế ngồi bên dưới chỉ có ba người một người là mẹ của Cao Ca, còn mẹ Tống và La Hải thì chờ bên ngoài. Hai người còn lại chính là Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tỉnh. Hai bên gặp nhau dù đỏ mặt tí tai, chỉ là vừa ngồi xuống là có thể thấy mẹ Cao và Chương Nhã Tỉnh nhìn nhau với ánh mắt kẻ thù. Nếu không phải đây là nơi trang nghiêm thì Cao Ca có thể chắc chắn mẹ Cao sẽ xông lên. Dĩ nhiên rất nhanh, Chương Nhã Tỉnh thôi hầm hè hai mẹ con họ. Khi tòa án tuyên bố kỷ luật xong, thẩm phán yêu cầu yêu cầu đưa bị cáo Triệu Bân vào tòa án. Sau đó, Triệu Bân bị nhốt hơn 2 tháng được dẫn ra ngoài. Hẳn cuộc sống trong hai tháng qua với hắn không hề tốt đẹp tí nào, chỉ ít cao ca chỉ dùng mắt thường là có thể nhận ra, hắn ta đã gầy còn 30 cân. Gò má cũng vì vậy mà hóp vào, càng để lộ đôi tai khỉ nhọn hoắc xấu xí của hắn. Quần áo cũng không còn vừa người nữa vì bây giờ tôn trọng và đảm bảo nhân quyền nên hắn không phải mặc quần áo tù nhân mà là một bộ đồ bình thường. Có thể người mua quần áo đã lâu rồi chưa được gặp hắn nên mua dựa theo kích thước cũ, nhưng không ngờ hắn lại gầy như vậy. Người này mặc áo len trắng cùng quần dinh, vốn để bản thân tỏ vẻ rất vô tội, nhưng hôm nay bộ quần áo mặc trên người trở nên rộng thùng thình. Cộng thêm dáng vẻ xấu xí kia của hắn và sắc mặt u quốc lại càng khiến hắn thêm phần hung ác. Vào lúc hắn đi ra, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, như thể không thích ứng được với nơi như thế này. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía, người trông thấy đầu tiên là vợ chồng Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tĩnh. Đôi vợ chồng này gần như lập tức kích động, Chương Nhã Tĩnh không chút do dự đứng lên, thất thanh nói, các người đã làm gì với thằng bé thế hả? Sao nó lại gầy đến mức này? Bân bân, bân bân ơi, mẹ ở đây, bân bân, con nói cho mẹ biết, có phải bọn chúng đánh con không? Bà ta vừa khóc vừa xông lên phía trước, nhưng nhanh chóng đã bị cảnh sát vũ trang ở bên cạnh cản lại nhưng chương nhã tỉnh không chịu buông tha đáng tiếc một người đàn bà sống trong nhung lụa làm sao có sức mà vùng ra khỏi cánh tay của một người đàn ông cường tráng kia chứ cho dù bà ta vì con trai mà dùng hết sức lực thì vẫn uổng công thẩm phán nhanh chóng gõ búa hai cái triệu thiên vũ ở bên cạnh cũng đau lòng vì con trai không hề dời mắt khỏi người triệu bân chút nào nhưng thấy chương nhã tỉnh sắp bị đưa ra ngoài thì chỉ có thể kéo bà ta lại thấp giọng nói nhỏ giọng lại nào em muốn ra ngoài hả chương nhã tỉnh chớp mắt nước mắt chảy xuống bà nghẹn ngào tức tưởi mà nói em em quá đau lòng bà ta nắm cánh tay triệu thiên vũ mà lắc anh có thấy không anh có thấy không hả sao thằng bé lại gầy thế chứ triệu thiên vũ nghe thế thì mắt cũng đỏ lên ông chương nhã tỉnh an ủi bà ta không sao đâu nghe trước đi đã sẽ không có chuyện gì đâu nhưng bên này ồn ào như thế cao ca cũng không nhịn được mà nghiêng đầu đưa mắt nhìn có điều trước sau triệu bân đều không nhìn sang bên đó mà là đưa mắt nhìn chằm chằm cao ca ánh mắt hắn ta rất chân thực dù cao ca không nhạy cảm thì vẫn có thể nhận ra luồng bất thiện toát lên từ hắn theo cái nhìn kia cô không chút do dự nhìn lại trong chốc lát tòa án còn chưa bắt đầu thẩm tra xử lý mà hai người bọn họ đã bắt đầu đối mặt với nhau rồi bọn họ không cần lên tiếng không cần bất cứ trao đổi nào chỉ dùng ánh mắt thôi vẫn có thể diễn tả được ý của mình cái nhìn của triệu bân là đầy căm hận hắn hận cao ca dám báo cảnh sát lại dám kéo hắn ta xuống nước đối xử với hắn ta như thế còn ánh mắt của cao ca chính là sung sướng anh dám khinh tôi làm nhục tôi phỉ báng tôi nhưng giờ đây lại bị nhốt trong trại tạm giam không gặp được người thân phải chịu biết bao đau khổ thể trọng sụt rất nhanh mà nói không chừng từ hôm nay trở đi phải chuyển đến một nhà tù khác phải nói là hai bên còn chưa mở lời mà khói súng đã ngập tràn triệu bân đứng nhiên nhanh chóng được xác minh thân phận rồi nói rõ quyền lợi với hắn ta cuối cùng phiên tòa đã chính thức bắt đầu đầu tiên là do công tố viên đọc đơn khởi tố sau đó bị cáo và nguyên cáo bắt đầu trần thuật lại nội dung trong đơn khởi tố triệu bân là người đầu tiên lên tiếng hắn ta hắn giọng sau đó mới nói tôi với cao ca không hề giống như lời công tố viên nói là quan hệ người theo đuổi và được theo đuổi thực tế hai chúng tôi vẫn luôn lén lút liên lạc mặc dù ngoài mặt cô ta không chịu thừa nhận nhưng giữa chúng tôi thường xuyên có quan hệ tình dục cao ca vừa nghe thì lập tức trợn mắt nhìn hắn ta nhưng hắn vẫn không đổi sắc kỳ thực lúc trước tôi thật sự nghiêm túc theo đuổi cô ta bạn học trong trường tôi đều có thể làm chứng khi đó tôi còn từng xếp nến thành hình trái tim để tỏ tình từng đàn guitar hát tặng cô ta thậm chí còn tặng rất nhiều hoa hồng nữa nhưng Cao Ca thấy không dựa vào tôi được nên vẫn luôn không đồng ý, sau này tôi mới biết cô ta có bạn trai, là bạn cấp 3 với nhau, sau khi lên đại học thì hẹn hò. Tôi cảm thấy nếu cô ta đã như vậy rồi thì việc gì tôi phải ngày ngày sắp lại cô ta nữa. Nên vào kỳ nghỉ hè đầu tiên sau khi biết cô ta, cũng chính là từ tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái, tôi không hề liên lạc với cô ta. Nói thật thì, điều kiện nhà tôi rất tốt, muốn theo đuổi thì theo, còn dù không theo đuổi cũng không sao. Khi đó tôi cũng vì chuyện này mà không vui, kết quả vào tháng 9 khai giảng đi học, Cao Ca lại liên lạc với tôi. Mới đầu cô ta còn xấu hổ, nhưng thấy tôi nghe không hiểu lắm thì mới nói rõ là mình muốn tiền. Có thể do hoàn cảnh sinh sống mà nhìn con người cô ta có vẻ rõ ràng, nhưng thật ra lại rất khôn vặt. Cô ta cho rằng tôi không thể nào thật lòng nên mới có quan hệ không công khai với tôi, cô ta còn muốn giữ lại người bạn trai kia. Tôi vốn không muốn, nhưng thật sự vì thích cô ta nên đồng ý chỉ thế thôi, hai chúng tôi vì vậy mà tiến đến quan hệ tình nhân. Nhưng cho dù là thế, tôi vẫn còn thích cô ta, nhiều lần công khai tặng đồ đắt tiền cho cô ta, túi sách này đồng hồ này cái gì cũng có. Có điều cô ta vẫn luôn giỏi vờ việc trước mặt người ngoài, cũng từ chối đấy, nhưng sau đó lại nhận ngay, nhưng vì sợ bỏ trong ký túc xá sẽ mất nên đều để ở chỗ tôi cả, còn có một phần thì đưa về nhà dấu vân tay của cô trên túi sách đồng hồ đã được trình làm bằng chứng rồi. Về sau quan hệ thay đổi? Vì tôi phát hiện ra, dù tôi có đối tốt với cô ta đến mấy thì cô ta vẫn liên lạc với bạn trai cũ. Sau đó quan hệ giữa chúng tôi trở nên gay gắt hơn. Có lúc sẽ dùng vài thứ kích thích, tôi nghĩ dù sao cô cũng không phải của tôi, tôi đã đưa tiền thì phải lấy lại cho đủ vốn. Nhưng cô ta thì sao, vì muốn có nhiều tiền hơn nên đồng ý thật, quan hệ cứ duy trì mãi đến đầu tháng 10. Rồi vào tối hôm ngày 13 tháng 10, hôm đó là ngày trao giải ca hát cho tân sinh viên của trường chúng tôi, Cao Ca là MC. Hai ngày trước chúng tôi mới cãi nhau, cũng vì bạn trai cô ta nên tôi muốn chia tay, nhưng cô ta lại không chịu. Nhưng hai ngày không liên lạc, tôi thật sự nhớ cô ấy, biết hôm đó cô ấy ở hội trường nên lái xe đến tìm. Nhưng tức một nỗi là tôi đợi cô ta ở dưới lầu cả đêm, kết quả khi kết thúc, cô ta vừa thấy tôi liền lập tức đi ra từ cửa khác. Cũng may bạn học của cô ta nói to nên tôi mới phát hiện ra. Tôi lái xe chạy đến, dù giận thật nhưng lại không thể bỏ đi được, liền mời cô ta cùng đi ăn cơm. Mới đầu cô ta không chịu, sau đó bạn cô ta là Trương Manh khuyên nên mới đồng ý, chúng tôi bèn đến nhà ăn số 4. Ngồi một lúc thì cô ta bắt đầu chế độ ăn ở đó không ngon, tôi bèn đưa cô ta lên xe đi ra ngoài ăn cơm. Kết quả xe còn chưa ra khỏi cổng trường thì cô ta đã đổi ý, có thể do không có ai, bảo là đồng ý quan hệ. Rồi tôi mới đưa thuốc kích dục đặt trên xe cho cô ta, tự cô ta uống, sau đó thì như thế. Thật ra vào lúc bình thường, mọi lần kết thúc xong tôi đều đưa cô ta về, cho dù không về thì cũng để cô ta đợi ở nơi thích hợp, nhưng hôm đó khi gần xong thì cô ta có vẻ tỉnh táo lại, gọi tên bạn trai. Tôi tức điên lên, liền ném cô ta lại sau núi, sau đó cô ta tỉnh dậy thì báo án. Chuyện chính là như vậy những điều triệu bân nói rõ ràng là nói dối đã được dày công chuẩn bị nhưng chính xác vẫn có rất nhiều chuyện bị mắc cút ví dụ như đúng là hắn ta theo đuổi cao ca từng xếp nến đàn guitar tặng hoa hồng cũng đúng vào thời điểm nghỉ hè năm ngoái không hề có bất cứ liên lạc gì với cô cũng từng tặng quà đắt tiền thật mặc dù cao ca không đồng ý tránh hắn như tránh bò cạp nghỉ hè còn đổi cả số điện thoại nữa chưa từng muốn những món quà đắt tiền kia bao giờ nhưng vấn đề là những điều này xen lẫn giữa thật giả thì khó mà nói rõ được triệu bân nói xong đứng tại chỗ dáng vẻ hiền lành hệt như coi mình là người đàng hoàng vậy cao ca nhìn hắn cho dù biết đây là một trận chiến khó khăn nhưng cô cũng chẳng ngờ lại nghe được lời nói dối hoang đường như thế khó trách nhiều người bị hại của án cưỡng hiếp lại không tham gia bởi vì như thế không những làm vết thương trên người chảy máu lần nữa mà là dùng dao đâm hai phát nói với người khác biết chính bạn tự làm tổn thương mình cô cố gắng đè nén cơn giận của mình xuống sau đó nghe thấy thẩm phán nói mời nguyên cáo tiến hành trình bày nội dung trong đơn khởi tố lúc này cô mới hít thở một hơi thật sâu bắt đầu đáp lại trước đó tống phỉ đã tả qua nội dung phiên tòa cho cô biết cô không thể hỏi ngược lại triệu bân được công việc này chỉ có thể do tống phỉ hoàn thành điều cô có thể làm là miêu tả lại tỉ mỉ chính xác sự thật cưỡng hiếp cao ca cũng như triệu bân bắt đầu trần thuật lại từ khi hai người biết nhau vào ngày 15 tháng 5 năm 2016, tôi làm MC dẫn khai mạc trong tiết mục văn nghệ ở trường. Sau khi kết thúc Triệu Bân đến sau hậu trường tặng hoa, tỏ ý bảo rất thích tôi, muốn hẹn hò với tôi. Tôi đã sớm nghe nói đến nhờ ta, là con trai độc nhất của tập đoàn tài chính Triệu Thị, vừa vào nhập học đã lái Bentley, đúng là người có tiền. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn ta chỉ gặp tôi một lần vào học kỳ 2 năm 2, khi ấy đã qua lại với rất nhiều cô gái trong trường, nên tôi cho rằng nam sinh như thế chỉ là muốn chơi bời mà thôi nên tôi mượn cớ nói đi tìm bạn học để rời đi sau đó hắn ta vẫn chưa từ bỏ ý định thường xuyên chặn đường tôi trên đường đi học còn lấy được số điện thoại của tôi từ chỗ bạn học gửi tin nhắn gọi điện thoại cho tôi ngay trước mặt các bạn học tôi đã từng rất nghiêm túc nói với hắn ta tôi đã có bạn trai rồi không muốn qua lại với hắn ta nữa nhưng hắn ta vẫn nhất quyết dây dưa với tôi thậm chí còn đến mức không để tôi đồng ý mà thắp nến đàn hát tặng hoa ở ngay trong trường, ép tôi đồng ý qua lại với hắn, nhưng tôi trước sau vẫn một mực từ chối, cho đến tận kỳ nghỉ hè năm 2016, vì để tránh hắn tôi mới đổi số điện thoại. Nhưng cũng chỉ có được cuộc sống bình yên 3 tháng như thế. Tôi nhậm chức bộ phận văn nghệ ở trường, rất nhiều người đều có số của tôi, rồi hắn ta cũng nhanh chóng có được. Sau đó lại bắt đầu một vòng quấy rối mới, gửi tin nhắn nói những lời rất mập mờ, hứa hẹn rất nhiều, hơn nữa còn bắt đầu chạy đến trước mặt mọi người mà tặng quà đắt tiền cho tôi, nhưng tôi đều từ chối cả. Giữa tôi với hắn ta, ngoài mấy lần hắn ta tìm đến cửa thì không hề có bất cứ âm thầm tiếp xúc nào, cũng chưa từng chủ động nhắn tin cho hắn ta. Vào buổi tối ngày 13 tháng 10, tôi làm MC cuộc thi ca hát cho tân sinh viên, sau khi kết thúc tôi cùng bạn học Trương Manh đi xuống, phát hiện ra Triệu Bân lại cố thủ ở dưới lầu thế nên tôi mới đổi hướng, đi ra từ cửa Tây. Tôi vốn muốn cách xa hắn ta, nhưng Trương Manh lại gọi tên tôi lớn quá làm đã động đến Triệu Bân. Tôi lập tức đi ngay, nhưng bị hắn lái xe chặn đường lại, sau đó mới nói với tôi là cảm thấy dư chính ép không ngọt, đã nghĩ thông rồi, hy vọng không yêu đương được thì có thể làm bạn, cùng tôi ăn bữa cơm cuối cùng. Tôi bị hắn ta cuốn lấy cả nửa năm, hơn nữa cảm thấy đến nhà ăn trong trường, bên cạnh còn có bạn cùng phòng, cũng an hoàng nên tôi đã đồng ý kết quả sau khi đến nơi đó chuẩn bị thức ăn xong triệu bân nói chuyện rất khách khí đầu tiên tự mình uống cạn một ly rượu trắng nói là tự phạt hắn ta hỏi tôi uống gì tôi mới nói là sữa chua sau đó hắn bảo cùng ly với tôi xong thì hãy xem nhau như là bạn thế là tôi uống một hớp sữa chua tiếp đó tầm mắt trở nên mơ hồ tôi chỉ nghe thấy trương manh la lên đầy thất thanh sau đó nữa thì không biết gì đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã lắc lư trên xe bị ném ra băng ghế sau em họ triệu bân là tống gia cường đang lái xe triệu bân ngồi ở ghế phụ tôi có thể thấy toàn thân đau nhức sau đó bọn chúng dừng xe lại triệu bân hỏi tống gia cường ở đây có camera không tống gia cường bảo không bọn chúng liền đưa tôi xuống triệu bân còn nói với tống gia cường là bảo mày lên mà không chịu đợi đến khi vất tôi và đồ của tôi lại thì chúng lái xe rời đi sau đó tôi bò dậy báo án cuối cùng cao ca nói rõ cho đến bây giờ tôi chưa từng qua lại với triệu bân thậm chí cũng không hề lén gặp mặt lần nào tôi không chủ động gọi điện hay nhắn tin gì với hắn ta cả càng chưa từng nhận một món quà nào của hắn là hắn ta theo đuổi rồi cưỡng hiếp tôi trong nội dung tường thuật đều có người có thể làm chứng kỳ thật phần trần thuật của cao ca có thể đoán được cô đúng là đã trải qua nhiều chuyện như vậy người xung quanh ai cũng đều biết mà đó cũng là điều triệu bân đã biết vì để thoát tội mà hắn cũng đối chọi rất hay gắt nên sự thật mà hai người trình bày hoàn toàn trái ngược nhau thẩm phán nhanh chóng tiến hành đưa ra quyết định sau đây tòa án bắt đầu điều tra do luật sư đại diện của người bị hại đặt câu hỏi cao ca không khỏi căng thẳng nhìn anh theo lý mà nói hẳn lúc này tống phỉ phải tập trung toàn bộ tinh thần nhưng anh lại có thể cảm nhận được ánh mắt của cao ca thậm chí còn cho cô ánh mắt an ủi rồi lúc này mới bắt đầu hỏi triệu bân cậu biết cao ca như thế nào triệu bân đi xem khai mạc chương trình văn nghệ tống phỉ là cậu chủ động triệu bân đúng tống phỉ lúc ấy có trao đổi số điện thoại không triệu bân không có tống phỉ tại sao triệu bân cô ta không đồng ý tống phỉ lần thứ hai cậu gặp cô ấy là khi nào triệu bân sau giờ học ngày hôm sau tống phỉ cậu đã làm gì triệu bân nói muốn hẹn hò với cô ấy tống phỉ cô ấy có đồng ý không triệu bân không đồng ý tống phỉ còn lần thứ ba triệu bân tối hôm đó tống phỉ cậu đã làm gì triệu bân tôi đến dưới ký túc xá cô ấy cố thủ tống phỉ có gọi điện thoại không triệu bân có tống phỉ lấy được số điện thoại từ đâu triệu bân từ bạn học cô ấy là trương manh tống phỉ cao ca trả lời cậu thế nào Triệu Bân, cô ta bảo mình có chuyện, sẽ không xuống. Tống Phỉ, từ ngày 15 tháng 5 cho đến 20 tháng 6, tổng cộng cậu đi tìm Cao Ca mấy lần? Triệu Bân, không biết. Tống Phỉ đạt được mục đích, trực tiếp tổng kết, vậy để tôi nói cho cậu biết, trên bản in lịch sử cuộc gọi cho thấy, trong vòng 35 ngày, tổng cộng cậu đã gọi 123 cuộc điện thoại. Trong đó Cao Ca nghe mấy một lần, chính là vào ngày 16 tháng 5, ngày đầu tiên cậu gọi đến nói chuyện được 5 giây thì cúp máy. Sau đó chưa từng nhận điện thoại của cậu đúng không? Triệu Bân nhìn luật sư bàn duệ, chỉ có thể nhắm mắt trả lời, đúng. Tống Phỉ, cậu có gửi tin nhắn cho cô ấy không? Triệu Bân, có gửi. Tống Phỉ, nội dung là gì? Triệu Bân, chỉ tỏ ý muốn lui tới với cô ta. Tống Phỉ, có từng quấy rối không? Triệu Bân do dự rồi cắn răng nói, không có. Đều là tình. Tống Phỉ cười, cậu chỉ cần trả lời có hoặc không. Cậu vẫn luôn tiến thành quấy rối. Trong khoảng thời gian 35 ngày, nội dung tin nhắn do cậu gửi vô cùng trắng trợn, cao ca, anh muốn hôn em cao ca, anh vừa nghĩ đến em là cứng ngay, những tin nhắn có phải do cậu gửi không? Triệu Bân. Phải, nhưng mà. Tống Phỉ, nghỉ hè năm 2016 dài gần 3 tháng, cậu chủ động không liên lạc với cao ca. Triệu Bân rất tự tin về điểm này. Đúng. Tống Phỉ, trên thực tế, vào ngày 20 tháng 6 khi Cao Ca về nhà, cậu đã gọi cho cô ấy 12 cuộc, cô ấy tắt máy, cậu gửi tin nhắn. Cậu đã viết thế này, Cao Ca, em đừng hòng trốn anh, cho là anh không tìm được em ư, có đúng hay không? Triệu Bân. Đúng, nhưng vì... Tống Phỉ phớt lờ hắn, nói tiếp, thưa thẩm phán, đương sự của tôi cũng vì cậu ta uy hiếp nên vào ngày đó mới xuống tàu, đổi số điện thoại ở ngay khu kinh doanh bên cạnh ga tàu, cũng khóa luôn số điện thoại cũ. Đây không phải là bị cáo chủ động thôi quấy rối đương sự của tôi, mà là do cậu ta không liên lạc được. Trong mùa hè ấy, đương sự của tôi không liên lạc với bất cứ bạn học nào, đến mồng 1 tháng 9 cô ấy về trường thì số điện thoại mới được bạn bè biết. Cùng ngày hôm đó cậu liền gọi điện đến, có phải không? Triệu Bân bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Đúng. Tống phỉ, cao ca từ chối không nghe máy triệu bân đúng tống phỉ trong bản trần thuật của cậu có nói cao ca vì tiền mà lén lút liên lạc với cậu muốn tiến hành quan hệ mua bán tình dục xin hỏi vì sao cô ấy lại cần tiền triệu bân tôi không biết tống phỉ nếu cậu thích cô ấy vậy cậu có từng hỗ trợ về tài chính không triệu bân có tống phỉ cô ấy cần bao nhiêu tiền triệu bân ngay ra tôi không biết tống phỉ liền hỏi hắn nói cách khác rõ ràng cô ấy cần tiền cậu có thể cung cấp cho cô ấy nhưng đồng thời cô ấy không muốn làm bạn gái cậu cũng không chịu tiếp nhận nhưng lại sẵn lòng nhận quà đắt tiền của cậu thuận tiện bán thân kiếm tiền điều này quả thật quá hoang đường đáng tiếc không phải phiên tòa công khai nếu không nhất định sẽ có người cười triệu bân cũng cảm thấy không đúng nhưng một khi đã nói dối thì cần vô số lời nói dối khác che đậy bàn duệ yêu cầu bào chữa có tội dĩ nhiên hắn không đồng ý cũng chỉ có thể đi từng bước đến mức này. Hắn nhắm mắt nói, đúng, nào ai biết. Tống phỉ ngắt lời hắn hỏi tiếp, nhưng trong danh sách ghi chép cuộc gọi của tôi, tất cả các cuộc gọi của cậu cô ấy đều không nghe máy, bị đưa vào danh sách đen, hai người liên lạc với nhau thế nào. Triệu Bân, là tan lớp gặp mặt nói. Tống phỉ, chỉ hai người các cậu. Triệu Bân, đúng. Tống phỉ, lần đầu tiên là ở đâu? Cái này. Triệu Bân nghĩ ngợi, Trưa ngày 17 tháng 9, ở Thư viện. Tống Phỉ, vậy từ lúc nào hai người xảy ra quan hệ lần đầu? Triệu Bân, cùng, cùng ngày hôm đó. Tống Phỉ, ở đâu? Triệu Bân, ở nhà tôi. Tống Phỉ, một lần bao nhiêu tiền? Triệu Bân, một, một nghìn tệ. Tống Phỉ, đưa bằng cách nào? Triệu Bân, tiền mặt. Tống Phỉ, sau đó đến trước ngày 13 tháng 10 xảy ra chuyện, Tổng cộng hai người đã tiến hành mua bán tình dục bao nhiêu lần và ở đâu? Triệu Bân, năm sáu lần gì đó, không nhớ rõ lắm, đều ở nhà tôi. Tống Phỉ, hai người không liên lạc qua lại với nhau, làm sao cậu tìm được cô ấy? Triệu Bân, thì thì tan học gặp phải. Tống Phỉ, hay nói cách khác, vào thế kỷ hiện đại 21 này, hai người mua bán tình dục nhưng không dùng điện thoại để liên lạc, mà chỉ nhờ vào duyên phận xem có thể gặp được hay không. Một lần như thế là một ngàn tệ, tổng cộng cao ca lấy được từ chỗ cậu năm sáu nghìn tiền công. Có đúng thế không? Triệu bân lau mồ hôi. Đúng. Tống phỉ, cậu tặng cô ấy quà đắt tiền, bề ngoài cô ấy không muốn nhưng đều cất đồ ở chỗ cậu. Triệu bân, cô ta sợ bị bạn trai biết, cũng sợ người khác nói ra nói vào. Tống phỉ, cô ấy có thích không? Triệu bân, thích. Tống phỉ, thưa thẩm phán, trên thực tế, vào ngày 17 tháng 9 Cao Ca không thể có quan hệ với cậu ta được, ngày hôm đó đang trong kỳ kinh nguyệt của cô ấy. Trong phần mềm điện thoại của cô ấy có ghi chép rất cặn kẻ làm bằng chứng. Thứ hai, nhà Cao Ca cũng không giàu có gì, nhưng bố mẹ của cô ấy đều có công việc, vào khoảng tháng 9 trong nhà cũng không cần tiền. Mà trong thời gian đó bản thân Cao Ca cũng không cần khoản chi nào lớn cả, từ phần mềm thanh toán và thẻ tín dụng của cô ấy cho thấy vào tháng đó tổng cộng cô ấy nợ 1.326 tệ, khoản nợ trước đó đều đã được trả hết. Mà đồng thời, bởi vì từ năm đầu tiên đi làm thêm dẫn chương trình ở công ty tổ chức hôn lễ mà số dư tài khoản của cô ấy là hơn 29 tệ. Hay nói cách khác, đương sự của tôi không hề thiếu tiền, cũng không gặp phải nguy cơ kinh tế nào, nhưng đột nhiên tính tình thay đổi nhanh như thế, từ lúc mới ban đầu là kiêu ngạo không chấp nhận làm bạn gái của đối phương cho đến khi đồng ý trở thành quan hệ bạn tình với đối phương từ đó lấy được năm sáu nghìn tệ khoản tiền này cũng không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào thay cô ấy được cũng sẽ không làm số tiền lớn cô ấy gửi ngân hàng tăng lên còn chính mình thì như ăn phải mật đắng rõ ràng điều này không hề hợp lo gì triệu bân khó khăn nuốt nước bọt nhìn về phía bàn duệ hắn ta chưa bao giờ biết tòa án thẩm vấn sẽ là như thế Rõ ràng Tống Phỉ không có ý định bỏ qua cho Triệu Bân. Anh hỏi tiếp, cậu nói vào ngày 13 tháng 10, cậu gây gỗ với Cao Ca, cô ấy vẫn không đồng ý công khai quan hệ với cậu, hy vọng giữ quan hệ tình nhân ngầm này là vì muốn tiếp tục qua lại với bạn trai đúng không? Triệu Bân, đúng. Tống Phỉ, tại sao cô ấy lại để ý người bạn trai này? Triệu Bân, vì gia cảnh rất tốt, thành phần trí thức rất coi trọng danh tiếng, hơn nữa bọn họ định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Tống Phỉ, dù cậu rất giận nhưng cậu vẫn thích cô ấy Quyết định hòa giải với cô ấy Sau đó đến dưới hội trường đại học tần chờ cô ấy Mặc dù trước đó cô ấy không muốn Nhưng nhờ có trương manh bạn cùng phòng khuyên Nên đồng ý đến nhà ăn số 4 Sau đó cô ấy bảo thức ăn không ngon Đây là do cô ấy chủ động đề nghị ư Triệu bân, phải Tống phỉ Trong suốt quá trình cô ấy ra khỏi cửa Vẫn luôn giữ tỉnh táo Triệu bân mất tự nhiên, phải Tống phỉ ở trên xe hai người lại quan hệ với nhau lần nữa cô ấy cũng biết và đồng ý với chuyện này triệu bân phải tống phỉ cậu dùng thuốc với cô ấy cũng là cô ấy đồng ý triệu bân phải tống phỉ sau đó cô ấy lâm vào tình trạng hôn mê mà gọi tên bạn trai cũ cậu tức giận mới ném cô ấy lại ở sau núi triệu bân phải tống phỉ thưa thẩm phán từ lời khai của nhân chứng cho đến lời trần thuật của bị cáo và nguyên cáo Chúng ta đều có thể biết, thời gian bọn họ dừng lại ở nhà ăn số 4 quá ngắn, mà dựa vào khảo sát hiện trường cho thấy, dù là ban ngày có nhiều người qua lại trong trường thì từ hội trường cho đến nhà ăn số 4, từ nhà ăn số 4 cho đến địa điểm bọn họ dừng xe cũng cần khoảng 10 phút, huống hồ là ban đêm ít người đi. Hay nói cách khác, mâu thuẫn mà hai người các cậu không giải quyết được trong mấy ngày qua, cộng thêm 10 phút ở trên lầu dưới lầu là có thể hoàn toàn giải quyết được, đến nỗi đạt tới mức đồng ý làm tình đúng không triệu bân khó chống đỡ đúng cô ta cậu chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi tống phỉ nói vậy thì bị cáo mời cậu nói lại với tôi nếu cao ca vì bạn trai mà không muốn công khai quan hệ của hai người thậm chí không tiếc gây chuyện với người bao nuôi mình là cậu mà liều chết giữ bí mật này như thế cô ấy chỉ là bị ném lại ở ngọn núi sau trường tại sao lại không tiếc mà để lộ quan hệ của hai người lựa chọn báo cảnh sát thậm chí vào ngày hôm sau ở phòng ăn còn nói với tất cả mọi người rằng cô ấy bị cậu cưỡng hiếp cách làm đúng nhất của cô ấy không phải là nên mặc quần áo tử tế tìm một chỗ trú đến ngày thứ hai làm như bình thường xuất hiện trước mặt mọi người sao cô ấy sợ mất đi người bạn trai này nhà bạn trai lại rất coi trọng thanh danh cô ấy không sợ bọn họ biết mình bị cưỡng hiếp mà không muốn cô ấy nữa sao cô ấy có nhiều bí mật như vậy nhưng lại tố cáo cậu cô ấy không sợ cậu tiết lộ quan hệ của hai người ư Bàn Duệ nhanh chóng phản đối, thưa thẩm phán, tôi phản đối, những điều đó chỉ là suy luận, không liên quan đến sự thật vụ án. Tống Phỉ nhanh chóng đáp lại, thưa thẩm phán, đây là suy luận hợp lý, nếu quả thật theo như lời bị cáo nói, cao ca tình nguyện phát sinh quan hệ, lại còn kiếm được tiền mà không chịu chia tay với bạn trai, như thế chẳng lẽ mới bị bỏ rơi một lần mà có thể so đo cơ thể quan trọng hơn sao? Tôi cho rằng đây là mấu chốt liên quan đến vụ án này, bị cáo cần cho tôi lý do trọn vẹn thẩm phán suy tư mấy giây rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, mời bị cáo trả lời. Triệu Bân đã hoàn toàn hoảng hốt, nói dối chính là nói dối, cho dù lúc hắn bị lời cảm thấy rất hoàn hảo không tì vết, nhưng thật ra vẫn có đáng đo. Hắn không giải thích được, chỉ có thể trả lời, không biết. Câu trả lời của Triệu Bân đầy sơ hở, Tống Phỉ đã đạt được mục đích, rất tự nhiên kết thúc thẩm vấn, nói với thẩm phán, thưa thẩm phán, tôi đã hỏi xong. Thẩm phán nhìn sang bàn duệ, sau đây đến luật sư bào chữa đặt câu hỏi. Bàn Duệ mau chóng đứng lên, anh ta nhìn Tống Phỉ, Tống Phỉ không có biểu cảm nào, vẫn giống những lần lên tòa trước đây, lạnh lùng nhìn anh ta như nhìn một con kiến nhỏ bé. Thái độ này làm bàn Duệ tức giận trong lòng, chuyện thu kiện lần trước lại hiện lên, cả người bắt đầu ý chí chiến đấu sôi sục. anh ta cũng không phải là người ăn chay, lúc này chỉnh đốn lại suy nghĩ, bắt đầu đặt câu hỏi với Triệu Bân, bị cáo, tôi sẽ hỏi cậu mấy câu hỏi, hy vọng cậu có thể thành thật trả lời rửa sạch tội danh cho mình rốt cuộc triệu bân cũng thở phào vội vàng trả lời được bàn duệ cậu nhiều lần gọi điện cho cao ca cao ca có từng bày tỏ rõ ràng trong điện thoại là tôi không thích anh xin đừng gọi cho tôi không triệu bân trả lời ngay không hề bàn duệ cậu nhiều lần gửi tin nhắn cho cao ca bao gồm cả câu anh vừa nghĩ đến em liền cứng cao ca có vì vậy mà mắng cậu trả lời cậu đừng gửi tin nữa không triệu bân không hề bàn duệ cậu hai lần thông qua bạn học của cao ca dễ dàng lấy được số điện thoại của cô ấy bạn học của cô ấy có nói với cậu là cao ca không cho phép bọn họ cho cậu biết số của mình không triệu bân không hề bàn duệ hay nói cách khác quan hệ của các cậu vẫn là cậu theo đuổi cô ấy không từ chối cũng không chủ động sao triệu bân đúng bàn duệ nhanh chóng tổng kết từ khi bị cáo bắt đầu tiếp xúc với nguyên cáo đã không để lộ thái độ từ chối Mặc dù rất ghét bị cáo nhưng trong vòng 35 ngày ngắn ngủi, gọi 123 cuộc, thậm chí còn gửi rất nhiều tin nhắn có nội dung bậy bạ và uy hiếp, nhưng nguyên cáo vẫn không lên tiếng ngăn cấm cậu, thậm chí là kéo cậu vào danh sách đen, không cho cậu làm phiền cô ấy nữa, mà là tình nguyện chịu đựng khổ sở vì bị làm phiền. Ngày ngày để mặc điện thoại mình đổ chuông, thậm chí để mặc những tin nhắn mình ghét cứ nằm vậy ở trước mắt mình. Chưa từng thông qua trả lời mà thể hiện bất mãn sao? Triệu Bân trả lời, đúng. Cao ca quá tức giận, cô không trả lời tin nhắn của hắn là vì không muốn cho hắn cơ hội, cô cũng đã từ chối ngay trước mặt rồi. Đương nhiên Tống Phỉ có thể cảm nhận được kích động của cô, bèn trở tay tắt micro mà nhỏ giọng trấn an Cao ca, yên tâm đi, có anh đây. Bên phía bàn Duệ tiếp tục đặt câu hỏi, sau tháng 9, cô ấy chủ động tìm cậu yêu cầu tiến hành mua bán tình dục. Triệu Bân, đúng. Bàn Duệ, hai người liên lạc với nhau thế nào? là cậu chủ động. Triệu Bân, đúng, tôi có thời khóa biểu của cô ta, tính đến trước cửa phòng học của cô ta, cô ta vừa thấy tôi là biết. Bàn Duệ, cũng chính là chỉ cần cậu muốn thì cô ấy đều không từ chối. Triệu Bân, đúng. Bàn Duệ, tối ngày 13 tháng 10, sau khi hai người cãi nhau thì cậu đi tìm cô ấy, có phải cũng vì cô ấy không chủ động nên cậu mới chủ động đi xin lỗi không? Tống Phỉ lập tức phản đối, thưa thẩm phán, tôi phản đối đấy là mớm cung bàn duệ cũng không khoan nhượng thưa thẩm phán tôi cho rằng đây là khuôn mẫu sống chung của hai người họ là mấu chốt của vụ án này thẩm phán đáp phản đối vô hiệu mời bị cáo trả lời triệu bân đã hiểu được ý bàn duệ lập tức trả lời đúng thế đều là tôi chủ động bàn duệ hỏi tiếp theo kinh nghiệm của cậu cậu đoán có thể cô ấy sẽ tha cho mình nên cậu mới đi triệu bân trả lời ngay đúng thế tôi biết có thể cô ta sẽ tỏ ra không muốn nhưng chỉ cần tôi nói tốt vài câu thì cô ta sẽ tha cho tôi ngay sự thật chính là như vậy đến nhà ăn thì cô ta nổi giận nhưng vừa lên xe đã cười nói với tôi cô ta đều làm dáng cho bạn học xem thôi bàn duệ hỏi có thể cho là như vậy đây là đây là giao dịch hai người cùng hiểu mà không nói giống khuôn mẫu sống chung ngay từ đầu chỉ cần cậu chủ động thì cô ấy sẽ đồng ý hai người cũng có thể làm tình đúng không Tống Phỉ lập tức phản đối, thưa thẩm phán, tôi phản đối, đây là mớm cung. Bàn Duệ giải thích, thưa thẩm phán, tôi cho rằng đây là khuôn mẫu sống chung của hai người họ, là mấu chốt của vụ án này. Thẩm phán nhanh chóng đáp lại, phản đối hữu hiệu, mời luật sư bào chữa đặt câu hỏi khác. Bàn Duệ không biết làm thế nào, chỉ đành hỏi theo hướng khác, cậu nói, cao ca, đừng tưởng em có thể trốn được anh là anh không tìm ra em, cậu biết địa chỉ nhà cô ấy không? Triệu Bân, biết. Tôi ở hội học sinh, địa chỉ nhà cô ta được ghi rất rõ. Bàn Duệ, như thế, vào nghỉ hè năm 2016 khi cậu không liên lạc được với cô ấy, cậu có đi tìm cô ấy không? Triệu Bân, không có. Bàn Duệ, tại sao? Triệu Bân, nhà tôi có tiền, còn nhiều cô gái muốn hẹn hò với tôi. Bàn Duệ, nhà cậu có bao nhiêu tài sản? Triệu Bân đưa lưng về hàng ghế dự thính nên không thể thấy được mặt Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã Tỉnh nhưng đối với đứa con trai độc nhất như hắn thì câu trả lời này rất đơn giản có nguyên một tập đoàn hàng năm nộp thuế hơn trăm triệu không đưa ra thị trường đều thuộc về nhà chúng tôi bàn duệ cậu là con trai độc nhất những tài sản này đều do cậu thừa kế triệu bân gật đầu ngay đúng bàn duệ hiện nay một năm cậu có bao nhiêu tiền tiêu vặt triệu bân mau chóng trả lời một triệu nếu như có mua thứ gì lớn ví dụ như muốn mua xe mua phòng thì trong nhà cũng sẽ chi ra bàn duệ bởi vì tài sản rất nhiều nên cậu không thiếu bạn giường tống phỉ lập tức phản đối tôi phản đối thưa thẩm phán câu hỏi này không liên quan đến vụ án bàn duệ giải thích thưa thẩm phán đây là mấu chốt xem triệu bân có cần tự mình phải cưỡng hiếp một cô gái hay không tôi cho rằng có liên quan đến vụ án thẩm phán cũng nhanh chóng đáp lại phản đối hữu hiệu mời luật sư bào chữa chú ý cách đặt câu hỏi của mình. Bàn Duệ liếc nhìn Tống Phỉ, mà Tống Phỉ lại vô cùng bình tĩnh ung dung, chỉ có cao ca nhìn anh ta với cặp mắt sáng ngời, bên trong tràn đầy thịnh nộ. Đôi mắt kia quá sáng, bàn Duệ gần như nhìn sang chỗ khác, hắn giọng một tiếng rồi hỏi tiếp, bị cáo, giữa tháng 6 đến tháng 9 năm 2016, cậu có bạn gái không? Chia tay qua lại lâu mau thế nào? Tình một đêm mấy lần? Triệu Bân, có ba người, chia tay khoảng hai tháng cũng có người quay lại tình một đêm khoảng đôi ba lần bàn duệ tổng kết ngay hay nói cách khác cho dù cao ca không tìm cậu cậu cũng không thiếu bạn tình đúng không triệu bân nhanh chóng trả lời đúng thế bàn duệ lại tổng kết nói cách khác bị cáo là người thừa kế duy nhất của tập đoàn một năm nộp thuế hơn trăm triệu một năm có khoảng một triệu tiền tiêu vặt bình thường có rất nhiều cô gái muốn qua lại cùng cậu cậu cũng đồng thời qua lại với nhiều cô gái hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể có tình một đêm cũng không cần thiết phải mạo hiểm ngồi tù mà đi cưỡng hiếp một nữ sinh đúng không cuối cùng triệu bân cũng thở phào đáp đúng thế bàn duệ đã đạt được mục đích cũng kết thúc thẩm vấn nói với thẩm phán thưa thẩm phán tôi đã hỏi xong rồi ngay sau đó thẩm phán gõ búa tuyên bố bây giờ phiên tòa nghỉ tạm dừng chiều nay sẽ tiếp tục phiên tòa thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng lỏng ra Lúc này Cao Ca mới có thời gian nhìn đồng hồ đeo tay, đã 11 giờ rồi. Cảnh sát tòa án bên kia nhanh chóng đưa Triệu Bân đi, Triệu Thiên Vũ và Chương Nhã tỉnh đồng loạt nhào đến, nhanh chóng rối loạn cả lên. "Không sao đâu, sẽ không để bọn họ được trao đổi đâu." Tống Phỉ giải thích, "La Hải đã đặt quán cơm rồi, chúng ta đi ăn trước thôi." Anh vỗ vai Cao Ca, Cao Ca nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện trong anh rất tự tin, không biết vì sao, Cao Ca chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đúng thế, tuy bàn duệ không biết xấu hổ, nhưng vẫn là tống phỉ lợi hại hơn. Cao ca vừa đứng lên là lập tức mẹ cao đến đón, siết chặt tay cao ca, vừa thương xót nói, ngoan, có mẹ đây. Rồi sẽ bị bắt thôi con, vừa không kiềm chế được căm hận, quay phát đầu về phía triệu bân rời đi, hung hăng chửi thề một tiếng. Bên kia triệu thiên vũ và chương nhã tỉnh cũng không muốn rời đi, nhưng không thể không tách ra con trai được, để mặc cảnh sát đưa triệu bân đi, vừa ngoái đầu lại thì trông thấy cảnh ấy lúc này lửa giận trong lòng bùng lên chương nhã tỉnh gần như muốn xông đến kết quả bị triệu thiên vũ ngăn lại mẹ cao thấy thế bèn dứt khoát dừng lại nhìn chương nhã tỉnh đầy sung sướng xem thường bà ta nếu tôi là ba thì sẽ không còn mặt mũi nào mà làm ầm lên ở đây đâu cái loại con trai xấu xa kia chính là do có bà mẹ xấu xa như bà dạy dỗ bà còn dám mắng chửi tôi à chính là bà hại chết hắn ta bà nói xong rồi mới đưa cao ca và tống phỉ ra ngoài cao ca quay đầu lại nhìn chương nhã tỉnh đứng tại chỗ hiển nhiên là không nghe thấy những lời đó bà ta còn đang bận nổi giận với triệu thiên vũ quát ông ta vì ngăn mình trái lại triệu thiên vũ lại vô cùng nặng nề có thể thấy ông ta hiểu rõ nhưng hiểu cũng không có nghĩa là biết làm người ta cũng biết rất nhiều đạo lý có điều đến khi áp dụng lên mình thì những đạo lý đó chẳng qua là để trưng bày mà thôi như triệu thiên vũ có thể mở rộng xí nghiệp làm sao có thể không biết cái gọi là cắt thịt chứ rõ ràng triệu bân đã làm sai chuyện nếu như lúc đầu không nhận sai thì có thể còn giữ tia may mắn trong lòng nhưng đã đến phiên tòa thẩm vấn rồi thì còn nguy hiểm hơn nhưng rõ ràng tình cảm đã khiến bọn họ quá mù quáng mù quáng tin vào thứ gọi là sức mạnh của đồng tiền mù quáng tin rằng vận may của ông ta vẫn tốt như thế đợi đến khi ra ngoài không còn thấy đôi vợ chồng kia đâu nữa mẹ cao mới dùng hết sức lực kéo con gái sang một bên mà khen ngợi tống phỉ quanh năm bà toàn buôn bán lẻ tiếp xúc với rất nhiều người lời tuy thẳng thừng nhưng đầy yêu thích đến nỗi một người kiếm sống bằng đầu lưỡi như tống phỉ cũng không chịu nổi lúc không có mẹ cao mới lén nói với cao ca gì đúng là lợi hại cao ca thấp giọng giải thích với nhờ vốn làm buôn bán mà có lúc phải dựa vào tài ăn nói để làm quen rồi lại phải công bằng như thế khách mới đến nhiều tới khi đi ra ngoài thì la hải đã chờ sẵn đi theo tống phỉ cùng bảo vệ cao ca thoát khỏi vòng vây của cánh phóng viên nửa câu cũng không nói nhiều đưa cô lên xe đến quán cơm đã đặt sẵn đợi đến khi la hải lái xe cao ca mới nhìn ra bên ngoài ở cửa vẫn còn rất náo nhiệt triệu thiên vũ và chương nhã tỉnh bàn duệ đi ra cánh nhà báo lại kéo nhau vây đến hẳn bọn họ đã nói gì đó nên mới tụ tập lại một chỗ còn những người ủng hộ cô đã giải tán có lẽ mỗi người cũng bận chuyện riêng của mình cao ca nhìn về phía bên kia sau đó chợt nhìn thấy một bóng người lóe lên cô gần như hạ cửa xe xuống ló đầu ra ngoài nhìn nhưng ở đây đã là đường chính đúng vào giờ giữa trưa ăn cơm nên có rất nhiều người qua lại mới đó đã không thấy tâm hơi đâu mẹ cao ngạc nhiên hỏi cô hạ cửa xe làm gì thế con thấy gì à cao ca lẩm bẩm hình như là bố con nhưng giờ không thấy bóng dáng đâu nữa mẹ cao nghe thấy thế cũng vội nhìn ra ngoài cửa nhưng không tìm được người có thể là ông ấy đấy không phải bà nội con muốn lên tòa làm chứng sao nhất định là bắt ông ấy đưa đến rồi ông ấy không gặp con mới đúng làm gì có ý tốt muốn gặp con cao ca cũng biết điều đó nghĩ cũng phải là cô tự mình đa tình rồi luôn nghĩ vào thời điểm quan trọng thế này dù sao bố ruột cũng phải đến thăm nhưng quên mất còn có bà nội bà nội luôn quan trọng hơn so với cô mẹ tống đã chờ ở trong quán cơm bọn họ ăn một bữa đơn giản nói lại chuyện sáng nay ở tòa án mẹ cao lại nhân tiện khen tống phỉ thêm lần nữa sau đó mới về để phiên tòa buổi chiều bắt đầu lần này là đến khâu đối chứng cao ca có rất nhiều bằng chứng đầu tiên là thư giám định của bên phá y chứng minh lúc ấy trên cơ thể cô có nhiều chỗ bị thương bên ngoài âm đạo bị kéo còn bên trong thì hư hại hơn nữa còn phát hiện dược tính trong cơ thể cô có thuốc mê điều này bàn duệ đã giải thích cao ca với triệu bân đã quy ước dùng thêm thuốc để tăng thú tính trong khi làm tình đều là do cao ca tự nguyện bằng chứng tiếp theo chính là đoạn video tìm được triệu bân và tống gia mạnh lôi cao ca từ trong xe ra vất lại ở ngọn núi sau trường hơn nữa còn nói những lời cho thấy có phát sinh quan hệ bàn duệ giải thích đúng là đã xảy ra quan hệ nhưng đây đều do cao ca tự nguyện không thể xem là cưỡng hiếp lượt thứ ba chính là lời khai của nhân chứng trần kiều chu tử phương và lâm thiến thiến ngay sau đó trần kiều được đưa đến mặc dù nhìn cô ấy có vẻ căng thẳng nhưng vẫn khá bình tĩnh từ từ bước đến sau khi nhìn xung quanh một vòng thì đứng yên ở hàng nhân chứng đầu tiên là luật sư bào chữa hỏi bàn duệ nhanh chóng hỏi lúc đó cô đứng canh ở cửa sau trần kiều trả lời đúng vì để tiện cho phục vụ bàn duệ lại hỏi tôi đã hỏi ông chủ của các cô rồi tổng cộng chỉ có hai nhân viên phục vụ cô không thể nào chỉ phụ trách một phòng bao được chỉ là cô nhân lúc giữa bận rộn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thấy cao ca nên cho rằng là hôn mê trần kiều lập tức phản bác không phải đúng là chỉ có hai nhân viên nhưng cả nhà ông chủ cũng làm việc nên tổng cộng có sáu người triệu bân là người có tiền ông chủ không dám đắc tội với hắn nên mới bảo tôi không cần phải làm gì cả chỉ cần đứng canh ở cửa phòng bao là được nên tôi mới nhìn thấy mới nghe thấy đều là sự thật rõ rành rành không phải thỉnh thoảng Bàn Duệ không tìm được gì để khai thác từ đây nên dĩ nhiên đến lượt của Tống Phỉ. Câu hỏi của Tống Phỉ rất đơn giản, xin cô trình bày lại chuyện đã nghe thấy ngày hôm đó. Trần Kiều trả lời ngay, hôm đó bọn họ đi lên, hai người nam đi trước, còn hai cô gái đi sau. Sau khi vào phòng bao thì nghi phạm lên tiếng xin lỗi đầu tiên, sau đó uống một ly rượu. Tiếp đến hắn hỏi mấy người cao ca uống gì, có sữa chua không, à đúng rồi, chỗ chúng tôi không bán sữa chua nên chắc chắn đó không phải là đồ ở nhà ăn chúng tôi cao ca nói là sữa chua sau đó hắn mới bảo muốn uống một ly với cao ca rồi sau này sẽ không dây dưa với cô ấy nữa hai người cùng làm bạn sau đó mấy giây thì tôi nghe thấy bên trong có giọng nữ hét lên nửa tiếng rồi im bặt tôi vốn định đi vào thì kết quả lại thấy nghi phạm ông cao ca đi ra ngoài cả người cao ca mềm nhũng như sợi mì dựa hẳn vào người hắn ta đã không còn tỉnh táo gì nữa tóc cô ấy lắc lư qua lại theo bước chân hai mắt nhắm chặt, cần người sốc lên mới đi được. Mà cô gái còn lại đi theo một nam sinh khác đi ra, sắc mặt vô cùng khó coi, đi đứng bình thường không có gì khó khăn. Rồi họ nhanh chóng rời khỏi nhà ăn. Chỉ có vậy mà thôi. Mà từ góc độ của Chu Tử Phương thì lại thấy cao ca hôn mê bị đưa xuống. Thẩm phán nhanh chóng hỏi, luật sư bào chữa có ý kiến gì không? Bàn Duệ lập tức đứng dậy trả lời, đầu tiên tôi muốn nhắc nhở tòa án chú ý, cậu ta đang ở trong tình trạng nôn nóng đi vệ sinh thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên hay nói cách khác cậu ta quan sát chỉ là tình cờ liếc nhìn có ai biết liệu có chớp mắt không chu tử phương rất lợi hại trực tiếp phản bác lại anh ta không có người đàn ông nào thấy gái đẹp mà chớp mắt cả sau đó người đi vào là lâm thiến thiến nội dung làm chứng của cô ấy là mỗi lần cao ca gặp triệu bân đều từ chối rất rõ ràng nói mình đã có bạn trai rồi không muốn qua lại với hắn ta cũng chưa từng nhận bất cứ món đồ nào bàn duệ nói thẳng tôi phải nói rõ một điều đó là cao ca không phải người trước sau như một trên diễn đàn trường học lan truyền rộng rãi một vài tấm hình đi tiếp khách hoàn toàn không hợp với hình tượng gái ngoan thường ngày của cô ta lời nói bên ngoài của cô ta cũng không thể đại diện cho suy nghĩ nội tâm được trong bản trần thuật trên tòa án vừa rồi mặc dù cô ta tuyên bố không hề thích hay thậm chí là rất ghét triệu bân nhưng trong 35 ngày Triệu Bân gọi điện nhắn tin làm phiền, cô ta cũng không từ chối không block không chỉ trích. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ rằng Cao Ca chỉ là đang ra vẻ từ chối mà thôi. Không thể tin tưởng hoàn toàn vào điều này được. Liên tiếp 8 bằng chứng đều bị bàn duệ bắt bẻ từng thứ một, sau đó đến thời điểm nghi phạm trình bằng chứng lên, có điều bằng chứng của bọn họ rất ít. Đầu tiên là mấy món quà đắt tiền, chính là những món đồ Cao Ca cất ở nhà Triệu Bân, bên trên có dấu vân tay của Cao Ca. Tống Phỉ vừa nhìn đã hỏi thẳng, xin hỏi tổng cộng trên đó có bao nhiêu dấu vân tay. Đây cũng có số liệu chính xác, nhưng chỉ lác đác ở đế túi sách và phần cuối tay cầm. Tống Phỉ đặt câu hỏi tiếp theo, vừa rồi trong khâu trần thuật, nghi phạm từng nói cao ca rất thích những thứ này. Nếu như là một món đồ bạn rất thích, lại không thể đem đi ra ngoài cho người khác nhìn, chẳng lẽ ở trong nhà cũng sẽ không cầm lấy mà thưởng thức sao? Mà một vài dấu vân tay lát giác đó đã nói rõ, đây chẳng qua là thứ đồ cô ấy thỉnh thoảng chạm vào nếu đúng à là thứ cô ấy không thích thì điều này khá mâu thuẫn với những lời nghi phạm đã nói nếu đúng là không phải đồ của cô ấy thì cô ấy sẽ không đụng đến sau đó bàn duệ đưa bằng chứng thứ hai lên lần này là lời khai của nhân chứng người đầu tiên là trương manh cô ta vừa bước ra là cao ca đã không nhịn nổi sao cậu ta còn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở đây vậy sắc mặt trương manh cũng không khá gì Cô ta không nhìn xung quanh đầu tiên mà là nhìn vợ chồng nhà họ Triệu, sau đó mới quét nhìn xung quanh, lúc đi ngang qua Cao Ca, ánh mắt hai người rất tự nhiên chạm nhau. Cô ta không có chút ấy nấy nào, thậm chí còn nuốt nước bọt, ưỡn ngực. Vậy là rốt cuộc vẫn muốn nói dối sao? Nếu đây không phải là tòa án thì Cao Ca thật sự muốn đứng lên chửi cô ta. Câu hỏi đầu tiên mà Tống Phỉ đặt ra rất đơn giản, quan hệ của cô với Cao Ca là thế nào? bình thường khi trương manh nói chuyện rất chói tai không biết là do đã sớm chuẩn bị hay câu hỏi này quá đơn giản mà nói rất điềm tĩnh cô ta đáp là bạn cùng lớp ở cùng một phòng ký túc xá đồng thời chúng tôi còn là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ ở trường đều là mc dẫn chương trình những hoạt động cao ca làm mc khá nhiều lúc tôi rảnh thì sẽ giúp nên vì công việc mà qua lại với nhau quan hệ cũng coi như thân thiết nhưng không ngờ câu hỏi thứ hai của Tống Phỉ lại xuất hiện chỗ khác thường. Vào tháng 3 năm trước, cô từng vì bất ngờ có thai mà sinh non. Bàn Duệ ở đối diện lập tức từ chối, câu hỏi này không liên quan đến vụ án. Nhưng Tống Phỉ không hề hoảng hốt, anh giải thích, thưa thẩm phán, đây là tình tiết quan trọng thay đổi quan hệ giữa Cao Ca và Trương Manh. Nếu như không làm rõ chuyện này thì rất khó tin tưởng được lời khai của cô ấy. Thẩm phán nghĩ một hồi rồi nói, tiếp tục đi. Tống Phỉ lập tức quay đầu lại hỏi tiếp: "Trương Manh, lần sinh non đó là do Cao Ca giúp cô? Hơn nữa sau tháng 10 năm ngoái là khi Cao Ca bị cưỡng hiếp, vì cô có mặt ở hiện trường nhưng lại không ki cứu, thậm chí còn để mặc cô ấy bị đưa đi, cho rằng cô lấy oán trả ơn nên hai người mới xảy ra cãi vã." Cô ấy tiết lộ chuyện đó nên khiến trong lòng cô nảy sinh bất mãn, đã từng ở nơi công cộng nói với các bạn học rằng, "Có Cao Ca thì không có cô, cô cũng sẽ không để cô ấy được sống tốt hơn mình." Mồ hôi lạnh trên trán trương manh lập tức lăn xuống. Đúng là cô ta từng nói thế. Nhưng nếu là thái độ như thế thì ai có thể tin được lời làm chứng của cô ta đây? Trương Manh chỉ thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô ta không có cách nào cãi lại chuyện này được. Cô ta bị người giàu bỏ rơi, sau khi chuyện phá thai bị lộ thì thật sự sống không nổi, đi trên đường đều sợ bị người ta nhìn thấy, đến nhà ăn ăn cơm cũng sợ bị người khác chỉ trỏ, phải về nhà đợi mấy hôm mới quay lại trường nhưng có không ít lời đồn đại về cô ta, ít nhất mấy nam sinh có ý định muốn theo đuổi cô ta đã không còn hành động gì, đi trên đường cũng sẽ có người lén nhìn mà nói về cô ta, lúc ấy cô ta chỉ cảm thấy một ngày quá đen tối, đương nhiên càng hận cao ca hơn, nên mới nói ra câu, có cao ca không có tôi, tôi sẽ không để cao ca sống tốt hơn khi trước mặt mọi người. Nếu như bảo lúc đầu cô ta không dám ủng hộ Cao Ca vì sợ, thế thì sau đó đã trở thành căm giận. Tiếp đó, khi người nhà họ triệu tìm được cô ta, đồng ý có thể tiến hành giao dịch tiền bạc thì cuối cùng căm giận đó đã biến thành đổi chát. Lúc đó cô ta không cảm thấy có gì thua thiệt cả, dù sao cũng chính cao ca đâm thủng ô cửa sổ giấy mà nàng ta luôn muốn bảo vệ, bồi xấu danh tiếng của cô ta một cách triệt để, khiến cô ta không cách nào đặt chân đến trong trường được, chẳng qua đấy chỉ là những thứ cao ca bồi thường cho cô ta mà thôi. Hơn nữa nhà họ triệu có tiền như thế, mời được luật sư giỏi thì sao có thể thua được nhưng rồi dần dần khi cô ta biết cao ca bị bọn lưu manh quấy rối nhưng vẫn không từ bỏ khi từ đằng xa thấy bất kể là mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu giữa ban rưa hay mưa như thác đổ gió lớn kịch liệt cao ca vẫn đứng ở cửa nhà ăn số 4 tìm nhân chứng cảm giác chắc chắn của cô ta hơi hạ xuống cô ta cũng sợ lỡ cao ca tìm được nhân chứng thì làm thế nào đây nhất là khi tin tức có người sẵn lòng làm chứng lan đến trương manh lập tức rơi vào khủng hoảng cô ta bắt đầu nghĩ nếu như Cao Ca thắng thật thì cô ta sẽ phải chịu trừng trị thế nào đây? Làm giả nhân chứng sẽ có hình phạt thích đáng, có thể phạt tiền, bị giam, nghiêm trọng thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lúc đó cô ta bắt đầu nghe ngóng xem rốt cuộc Cao Ca có bao nhiêu phần trăm có thể thắng kiện, sau đó phát hiện kết quả không hề tốt như cô ta tưởng tượng. Lúc này Cao Ca mới biết, luật sư của Cao Ca chính là luật sư nổi tiếng ở thành phố Tần, luật sư bàn duệ mà nhà họ triệu thuê đã từng bại dưới tay tống phỉ hơn nữa tống phỉ còn đối xử với cao ca rất tốt thậm chí còn để cô ấy đến ở tại nhà mẹ mình còn thậm chí sau khi nhà họ triệu tìm một đám lưu manh tống phỉ dứt khoát đưa cao ca vào ở nhà tại công kiểm pháp lúc này trương manh mới hay tống phỉ còn có bối cảnh như vậy cao ca so với nhà họ triệu thì cô chỉ là một nữ sinh đại học bình thường không tiền không thế thậm chí cô còn không tìm được một người có chức vị ở trong thành phố này nhưng có tống phỉ rồi thì mọi chuyện đã khá xa Cao ca hoàn toàn có thể chống lại nhà họ triệu. Phản ứng đầu tiên của Trương Manh chính là nhà họ triệu lừa cô ta. Bàn Duệ và Tống Phỉ cùng đánh kiện, nhất định bọn họ phải biết chuyện nhà Tống Phỉ lợi hại đến đâu, nhưng bọn họ lại che giấu điều đó, lừa cô ta nhận được tiền rồi, sẽ không bước xuống thuyền được nữa. Huống hồ, cô ta còn phát hiện ra, lúc này Cao Ca đã chẳng còn là Cao Ca mà mọi người trong sân trường chỉ trỏ cười nói nữa, dường như trong lúc cô ta lơ đảng, mọi người trong trường đều bắt đầu ủng hộ Cao Ca, thậm chí mỗi một trường đại học ở thành phố Tần đều có người ủng hộ Cao Ca, bọn họ liên tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thành thế lớn đến mức làm cô ta kinh hãi. Cô ta bắt đầu trằn trọc trở mình không chập mắt ngủ được, sau đó cuối cùng lấy hết dũng khí để ngửa bài với nhà họ Triệu, nói là không muốn làm chứng nữa, nhưng chương nhã tỉnh chỉ nói một câu, bà ta cười hiếp mắt nói, được thôi. Cô sợ đắc tội với Cao Ca, vậy có thể đắc tội với nhà họ Triệu sao? đây đâu phải là bằng lòng rõ ràng là uy hiếp cô ta không dám trả tiền lại chỉ có thể nhắm mắt đi tiếp giữa chừng lâm thiến thiến thay mặt cao ca ném cành ô liu ra thật ra lúc đó dù cô ta hận cao ca nhưng cũng rất sợ ngồi tù có điều cô ta không có cách nào chỉ có thể từ chối ý chỉ muốn hòa bình thế nên ngày hôm nay cô ta mới đứng ở đây cô ta siết chặt lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi dưới câu hỏi lần thứ hai của tống phỉ điều này có phải là thật không cuối cùng cũng gật đầu trả lời, thật. Trả lời tất cả những câu hỏi này đều rất thuận lợi. Tống phỉ nhìn cô ta nói, lúc đó Cao Ca đưa cô đến bệnh viện, hơn nữa còn cho ứng 2.300 tệ tiền thuốc, sau đó đưa cô về lại ký túc xá, vì cô không muốn để người khác biết nên cô ấy luôn giấu giếm không kể với ai. Trương Manh chỉ có thể đáp, vâng. Tống phỉ hỏi, còn cô tại ngày thứ hai sau khi vụ án xảy ra, cô đã chỉ trích cô ấy vì tiền mà vu khống triệu bân ở trước mặt mọi người, thậm chí khi cao ca phản bác lại cô còn về phòng ném hết tất cả đồ của cô ấy xuống nền nhà muốn đuổi cô ấy ra khỏi phòng cô vì kẻ giàu mà không tiếc mang thai lại khinh thường ở chung với người như cô ấy đúng không đây là sự thật trương manh chỉ có thể nói vâng điều tống phỉ muốn chính là đây căn bản anh không cần hỏi trương manh về sự thật kia anh chỉ cần chứng minh con người trương manh này rất không đáng tin lập tức anh nói tôi chỉ hỏi đến đây sau đó đương nhiên là luật sư bào chữa bàn duệ ra trận anh ta cung là luật sư sao có thể không biết ý định của tống phỉ chứ có nghĩa là con người trương manh không đáng tin dù nói quan tòa sẽ cố gắng công bằng sẽ không để bị người ngoài quấy nhiễu nhưng đó là một người là người thì có mến chuộng huống hồ vị thẩm phán ngồi trên kia còn nổi tiếng ghét ác như thù đáng tiếc vốn vụ án kiểu này không thể tìm được nhiều bằng chứng trương manh lại là nhân chứng tận mắt nhìn thấy ở hiện trường cô ta không được thì có thể làm sao đây chẳng lẽ nghe tống gia cường nói sao tống gia cường có thể là người giúp triệu bân cưỡng hiếp cao ca là đồng lõa hay là em họ của triệu bân thì lời của cậu ta càng không thể tin tưởng sau khi hỏi xong sự thật ngày hôm đó người lên tòa làm chứng chính là một người quen khác của cao ca bà nội cao nhân chứng hai bên đều phải xin trước thời hạn nên mấy ngày trước cao ca cũng đã biết bà nội của cô chịu làm chứng cho triệu bân lúc tống phỉ nhận được tin này sợ Cao Ca tức giận nên mới gọi cô ra nói riêng, nhưng phản ứng của Cao Ca chỉ có một, đó là bật cười, sau đó cảm ơn Tống Phỉ, còn lại chẳng có gì quá mức. Tống Phỉ sợ cô chỉ là gượng cười nên còn khuyên, ở đây ngoài anh ra không có ai khác cả, em có khổ sở thì cứ nói, đừng nhẫn nhịn. Nguyên câu của Cao Ca chính là, không có gì khó chịu cả, từ nhỏ đến lớn bà ta chưa từng quan tâm đến em, mặc dù trên danh nghĩa là bà nội, nói lời này có thể làm anh cảm thấy máu lạnh, nhưng thực tình mà nói thì bà ta chính là kẻ địch của mẹ con em hơn nữa hai ngày trước còn gây chuyện thành ra mức đó chia hết số tiền bồi thường của người bị cưỡng hiếp là em đây thậm chí không tiếc cho em nghỉ học còn gì có thể thất vọng hơn được nữa chứ tống phỉ thấy cô không giống giả vờ thì mới tin có điều chuyện này truyền đến tai hai bà mẹ mẹ tống và mẹ cao một người có học thức còn người kia thì không lại chưa từng đoàn kết với nhau về chuyện này như thế mỗi người một câu mắng chửi cả buổi tống phỉ trố mắt đứng nhìn nên hôm nay bà cao đến làm chứng cao ca lại vô cùng lạnh lùng nhìn bà ta mặc áo mới nhìn bà ta run run bước đến nhìn bà ta hoảng sợ nhìn quanh cuối cùng khóa ánh mắt trên mặt cô hẳn bà ta muốn nói gì đó cao ca đoán chắc là đồ chết tiệt gì gì đó hồi trước ở nhà bà ta cũng thường hay gọi cô như thế nhưng tám phần là được người ta dặn dò nên mới nhẫn nhịn bà ta đứng vững tống phỉ đi đến đặt câu hỏi lời khai của bà ta rất đơn giản bà ta làm chứng chính xác cao ca đã cho nhà tiền hơn nữa còn không tính là ít bà ta hỏi cao ca tiền từ đâu ra thì cao ca chỉ nói là có người con trai cho nó nguyên câu của bà ta là dáng rất đẹp từ nhỏ đã có mấy thằng con trai theo đuổi nó rồi đúng là loạn tống phỉ đi đến hỏi bà ta câu đầu tiên bà có quan hệ gần gũi với cao ca không bà lão nghe theo lời dặn trả lời ngay gần chứ tôi là bà nội của nó thương còn chưa hết tống phỉ lại hỏi bố mẹ cao ca vừa mới ly hôn nguyên nhân chính là do chồng cả ngày chỉ quan tâm mọi người mà quên gia đình mình gần như ăn ở lớn lên ở nhà bà chưa bao giờ lo liệu cuộc sống của vợ con bà lão đâu ngờ lại nhắc đến chuyện ly hôn vốn dĩ chuyện này đã làm bà ta tức giận lập tức bùng nổ mẹ nó cao vu thành là con trai tôi sinh ra nó không phục vụ tôi thì phục vụ ai hả tiền nó kiếm được không cho tôi thì cho ai hả Triệu Tuấn Hồng là cái đồ đàn bà độc ác, không chịu để nhà chúng tôi sống tốt đây mà. Tống Phỉ lại hỏi tiếp, nhưng Triệu Tuấn Hồng và Cao Vu Thành đã kết hôn rồi, bọn họ và Cao Ca mới là người một nhà. Nếu Cao Vu Thành đưa toàn bộ tiền lương cho nhà thì hai mẹ con họ phải sống thế nào? Bà lão vừa nghe liền nổi giận, sao không thể sống được chứ? Nó chỉ sinh được mỗi đứa con gái, không ly lôn là cho nó mặt mũi lắm rồi, lại không thể nối giỏi tông đường, còn muốn tiền của đàn ông à? nó mơ hay thật đấy. Ngay sau đó Tống Phỉ hỏi ngược lại, bà không thích con gái. Thật ra cháu trai hay cháu gái cũng như nhau. Anh không nhắc đến tên Cao Ca, bà lão cũng làm gì nghĩ được điều đó, Lai còn đang bực bội nên buộc miệng nói, như nhau cái rắm, cháu trai đó chính là người của nhà họ Cao chúng tôi, còn cháu gái chỉ là bát nước đổ đi. Có thể giống được sao? Ngay đến cửa tôi còn không cho phép nó đặt chân vào nữa là, cả mẹ nó nữa, ngày ngày chỉ biết gọi bố nó về nhà. Bà ta vừa dứt lời, bàn duệ ở bên cạnh lập tức đặt tài liệu lên bàn, biết bà lão đã bị lừa rồi. Đúng như dự đoán, nghe thấy Tống Phỉ hỏi ngược lại bà lão, không phải bà rất gần gũi với Cao Ca sao? Sao lại không cho vào cửa? Không vào cửa thì Cao Ca đưa tiền cho bà thế nào, sao có thể thật lòng nói cho bà biết tiền từ đâu đến được? Nhất thời bà lão ngẹn giọng, lắp bắp một lúc rồi nhanh chóng bị một câu, nó thì sẵn lòng đến tống phỉ đã đạt được mục đích không hỏi thêm gì nữa mà kết thúc đối chất sau đó bàn duệ vốn muốn đưa ra câu hỏi nhưng vấn đề là bà lão đó chỉ trả lời những câu bọn họ dạy đều chứng minh quan hệ của hai bà cháu rất tốt nhưng giờ chắc chắn không thể hỏi được nữa rồi anh ta bèn hỏi hai câu không quan trọng mấy rồi kết thúc sau đó luật sư hai bên có thể phát biểu tổng kết hiện tại tống phỉ chiếm ưu thế hơn lúc này chẳng qua là thừa thắng truy kích lại xuất sắc nổi trội còn bàn duệ mặc dù bây giờ vẫn chưa tuyên án nhưng cũng biết rõ các khâu trong ngày hôm nay đã xảy ra vấn đề rồi nên tuy tổng kết cũng tạm coi là có lý có cớ nhưng khí thế lại không bằng đợi hai bên nói xong phiên tòa ngày hôm đó mới kết thúc triệu thiên vũ và trương nhã tỉnh vẫn cứ nhìn theo con trai cao ca giúp tống phỉ dọn đồ xong mới đi theo mẹ cao ra bên ngoài kết quả vừa ra đến hành lang thì bất ngờ gặp phải bàn duệ cắp túi vội vã rời đi thấy bọn họ bàn duệ trận mắt hậm hực nhìn sau đó rảo nhanh bước chân hơn. Tống phỉ nhỏ giọng nói với Cao Ca, nhất định là sợ đôi vợ chồng kia không hài lòng nên mới chạy trước. Khổ thế chứ. Cao Ca đáp lại, anh ta phải biết đạo lý đó chứ, hẳn sẽ không trở thành nô tài của nhà họ Triệu. Trái lại Cao Ca cảm thấy bàn duệ làm luật sư cho Triệu Bân là chuyện bình thường, dù sao luật sư cũng là một nghệ, chẳng qua cô coi thường bàn duệ vì muốn thắng kiện mà làm ra những chuyện kia, đơn giản chính là tiếp tay cho giặc. Người như thế thường tự cho là thông minh, nhưng kỳ thực lại là kẻ ngu ngốc nhất, sớm muộn gì cũng sẽ bị chính mình hại chết. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên đợi như cũ, lúc mấy người cao ca đi ra thì lập tức súng đến. Cao ca và Tống Phỉ vẫn im lặng, trực tiếp đi vào xe, lái thẳng về nhà Tống Phỉ. Vốn hôm nay định đánh một trận trực diện, ý của mẹ Cao là muốn mời mẹ Tống và Tống Phỉ một bữa tiệc lớn, coi như là cảm ơn bọn họ. Kết quả Tống Phỉ lại nói: lúc này còn đang ở đầu gió ngọn sóng tuy chúng ta đi ăn mừng cũng không sao nhưng nếu có người cố ý nhìn thấy thì nhất định sẽ nói móc này nọ nữa ví dụ như là nói chúng ta ăn mừng trước giờ lại có người sẽ nói có phải do chúng ta biết tin trước rồi hay không có phải đút lót gì đó không cháu nghĩ vẫn nên chờ kết quả đã đúng là kiện tụng chẳng dễ gì cao ca chịu oan ức rất lớn nhưng nếu như vậy thì lại làm tống phỉ mất mặt mẹ cao làm gì muốn thêm phiền phức cho họ chứ thế là đồng ý Kết quả về đến nhà, mẹ cao và mẹ tống lại cùng nhau bắt tay loay hoay ở trong bếp. Cao ca và tống phỉ đều muốn giúp, nhưng kết quả lại bị đuổi ra ngoài. Còn la hải nhìn hai người họ, cảm thấy dù mình có làm gì ở phòng khách cũng không hợp cho lắm, thế là mới nói xe không sạch nên đi rửa xe, để mình chạy trước. Sau đó chỉ còn lại mỗi cao ca và tống phỉ. Bật tivi lên, cũng chẳng biết là nhà đại nào chiếu chương trình âm nhạc, ca sĩ hát một bài rất vui vẻ rất hợp với bầu không khí ngày hôm nay, đến cao ca cũng không nhìn được mà ngâm nga hát theo. Tống phỉ cứ thế nhìn nàng, không lên tiếng quấy rối thời khắc này. Chợt cao ca cảm thấy sai sai, đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Tống phỉ không hề đỏ mặt mà còn khen cô, em hát hay lắm. Cao ca mất tự nhiên, ánh mắt tống phỉ nhìn cô rất thẳng, dù bà cao nói dối đầy miệng nhưng có một câu nói rất đúng, từ nhỏ đến lớn cao ca đã đẹp rồi, nam sinh theo đuổi cô rất nhiều từ khi cô học tiểu học đã bắt đầu có người tỏ tình rồi có dũng cảm tiến đến có ngại ngùng xấu hổ còn có cả kiểu im lặng nhìn cô như thế này tống phỉ lại không chút che giấu làm sao cao ca có thể không nhận ra chứ nhưng ánh mắt như vậy lại thật mê người nhất là người đàn ông này cả ngày hôm nay đều đứng trước mặt cô thể hiện mặt cơ trí và mạnh mẽ của mình sao cô có thể không tán thưởng được chứ thế là bầu không khí trở nên lúng túng cao ca ồ một tiếng em là mc mà vốn dĩ có giọng nên ca hát cũng không thành vấn đề. Người đàn ông như Tống Phỉ rất biết nhân lúc mà chen vào, dứt khoát nói, nếu không hôm nào đó chúng ta đi hát đi, dẫn cả mẹ anh và mẹ em đi nhé. Trong lòng cao ca rối loạn, tuy không rõ manh mối lắm nhưng lại thật sự muốn đi, chính là đã động tâm rồi, nên khi đáp lại thì có phần do dự, em không biết mẹ em. Tống Phỉ cũng không phải là người mặt mỏng, Cao ca còn chưa tìm được lý do thì anh đã lớn tiếng gọi với vào phòng bếp mẹ ơi dì ơi, cao ca hát hay quá, hôm nào đó bốn người chúng ta cùng đi hát đi. Mẹ Tống và mẹ Cao cùng đồng thanh, được. Cao ca sững sờ, nhìn vào phòng bếp rồi lại nhìn Tống Phỉ, hỏi anh, đây không phải là chuyện anh nói phải đồng ý với anh đấy chứ. Tống Phỉ nghe thế liền bật cười, nở nụ cười thật đẹp mắt, sửa tóc rối lại cho Cao ca rồi mới nói, sao em biết. Đó là một ngạc nhiên lớn đấy. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha cao ca cũng muốn biết là ngạc nhiên gì nhưng tống phỉ nhất quyết giữ bí mật nên cô đành phải thôi dĩ nhiên bữa cơm tối hôm đó rất vui vẻ mà ngay ban đầu cũng là như thế rồi mỗi lần ăn cơm túng tụng lại mẹ tống sẽ kể những chuyện vui gặp phải với các chị em gái còn mẹ cao sẽ nói những gì kia thật lợi hại bà không làm được những việc đó chỉ có thể đi theo học lõm được chút chính là rất náo nhiệt nhưng hôm nay lại không như thế trước đó là cố ý tạo dựng náo nhiệt ai ai cũng sợ tẻ nhạt nên mới đua nhau nói chuyện, nhìn thì có vẻ thoải mái chứ thực chất rất căng thẳng. Cao ca đã sớm nhận ra, chỉ là không dám nói ra, cô biết bọn họ có lòng tốt, nghĩ hết cách để cô được thoải mái, đừng nghĩ đến những chuyện đáng ghét kia, yêu cầu của bọn họ không hề cao, chỉ cần cô cười là được. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người không ai đóng kịch cả, không phải là kiểu vắt hết óc hận mình không thể đem chuyện trong suốt 24 giờ vừa qua để nói, mà là bọn họ ngồi ở đấy, cuối cùng đã thành dáng vẻ nên có. Mẹ Tống xem tivi như bình thường, gần đây đang chiếu phim gia đình cẩu huyết rất ho, bà vừa ăn vừa mắng, chỉ nói xem điều này sao có thể chứ, mẹ ruột không thương con mình mà thương con nhà người khác. Có ngu không cơ chứ? Dù có cảm thấy đứa bé kia đáng thương thì cũng nên đối xử ngang hàng chứ, có đúng không nào? Mẹ Cao rất tự nhiên tiếp lời, điều này cũng chưa chắc, không phải cái người tôi đã ly hôn đó đều một lòng vì mẹ sao? Chuyện của cao ca lớn như thế mà một người đàn ông như ông ta lại không thể làm trụ cột, lại còn hùa vào với mẹ mình tính toán chúng ta. Do nhanh mồm nhanh miệng quá nên mới buộc miệng nói ra, sau đó mẹ cao nhanh chóng nhận ra, cao ca cũng có mặt. Nhưng khi bà thấy cao ca trông như không có chuyện gì thì cũng thản nhiên vỗ vai con gái, nhất định hôm nay con đã thấy ông ấy rồi, đã đến tận cửa tòa án rồi mà còn không biết liên lạc cổ vũ con, sau này mẹ sẽ mặc kệ ông ấy. Rồi bà lại quay đầu sang nói chuyện với mẹ Tống, vừa xem tivi vừa mắng. Cao ca và Tống Phỉ đưa mắt nhìn nhau, rất ăn ý cùng lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ ăn cơm tiếp. Đợi khi cơm nước xong xuôi, hai bà mẹ nói đã hẹn đến quảng trường khiêu vũ rồi, bảo hai người họ dọn bàn đi, còn mình thì lấy túi sách rồi đi ra ngoài. Cao ca nói, anh đi nghỉ đi, để em làm được rồi. Tống Phỉ vào phòng bếp lấy hai chiếc tạp về ra, đưa cho Cao ca một chiếc, em đừng quên là lần đầu tiên em vào nhà, chính anh xuống bếp nấu sủi cảo cho em ăn đấy. Anh rất tranh về chuyện nhà cửa đấy, có anh đây thì chắc chắn là làm ít công to. Vừa nói Tống Phỉ vừa quay đầu qua, đưa tấm lưng dày rộng về phía Cao Ca, không khách khí mà nói, cột dây lại hồ anh. Cao Ca nhìn anh một cái, tuy thường ngày hai người gặp nhau rất nhiều, nhưng vì có vụ án nên không trò chuyện sâu lắm, cũng không thoải mái chung đụng thế này. Sao con người này có thể tự nhiên đến vậy chứ? Có điều, dáng người tống phỉ thật là đẹp. Vai rộng eo nhỏ, chỉ đứng đối diện Cao Ca thôi mà vẫn có thể cảm nhận được bắp thịt cuồn cuộn dưới lớp áo của anh. Thực ra Cao Ca và Tống Phỉ cũng chưa từng tán gẫu qua lại chuyện riêng tư của hai bên, nhưng ngày nào La Hải cũng đi theo cô, mặc dù hai người nói chuyện không nhiều lắm nhưng không biết bắt đầu từ hôm nào, thỉnh thoảng La Hải sẽ nhắc đến Tống Phỉ. Đúng thế, La Hải là fanboy của Tống Phỉ. Từ miệng của anh ta, bạn có thể nghe được những từ ngữ hoa mỹ khen ngợi tống phỉ ví dụ như năng lực của anh rất ưu tú đã từng thắng những vụ kiện nào rồi có thể cải tử hồi sinh những vụ kiện nào lại còn ẩn chứa kính nể anh nữa trong số đó thân hình tráng kiện do tập thể dục quân năm là hạng nhất dùng lời la hải mà nói thì bản thân tôi tập võ sau này không ai quản nữa dù không từ bỏ nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lười biếng còn luật sư Tống trừ khi vội vã chân không chạm đất 24 giờ không thể ngủ thì hầu như ngày nào cũng đi. Cô không biết đâu, anh ấy có cơ ngực và đường nhân ngư đấy, ta, à, còn cả tám múi mà đám nữ sinh các cô vừa nghe là ré lên nữa, phải tập giữ lắm đấy. Lúc nói lời này, chẳng qua là hãy chỉ xuất phát từ bản năng fanboy mà thôi, e là không nghĩ rằng sẽ có một ngày Cao Ca đột nhiên nghĩ đến những lời đó. Có lẽ thấy Cao Ca không nhúc nhích nên Tống phỉ thúc giục, sao thế? Cao ca xấu hổ ồ lên một tiếng, cầm hai đầu dây nhẹ nhàng thắt nút sau lưng, lúc sửa lại còn vô tình chạm vào cơ thể tống phỉ, đúng là rất trắng chắc, nhưng cô rút tay về rất nhanh, nói một câu, được rồi. Kết quả cao ca cũng không ngờ, tống phỉ xoay người cầm lấy chiếc tạp về còn lại, nói với cô, lại đây, để anh thắt giúp em. Cao ca muốn từ chối, dọn mấy bát đũa thôi mà đeo tạp về làm gì. Nhưng mà xui quỷ khiến thế nào cô lại không lên tiếng, để mặt tống phỉ trồng tạp về qua đầu cô Sau đó thắt dây ở sau lưng Trong khoảnh khắc đó Tống phỉ đã đứng ngay sau lưng cô Khoảng cách lớn nhất giữa hai người chỉ có hai ba cm Cao ca nghe thấy tiếng tim đập thình thịch Gần như ngay lập tức trở nên rất gần Nhưng cũng được Tống phỉ thắt tạp về xong thì lại trở lại bình thường Anh rửa bát Cao ca dọn nhà Chưa gì đã làm xong Tống phỉ cũng không có ý định đi Ngồi không trong phòng cả nửa ngày Hình như anh đang tìm sách ở trong phòng Kết quả một lát sau sách hai chiếc túi, nói với Cao Ca, em sách giúp anh một tay đi, nhiều quá cầm không hết. Cao Ca nhìn sang, vội thư vân bước đến, Tống Phỉ nói, cái này khỏi, cầm hộ anh cái túi đi. Cao Ca liếc mắt nhìn, thật ra sách túi cũng không phải chuyện gì lớn tốn nhiều sức, trong lòng cô mơ hồ có một cảm giác, chỉ là không muốn phá nên vân một tiếng, rồi đi đến cầm lấy túi Tống Phỉ, theo anh ra cửa. Trong thang máy không có ai, hai người cứ thế đứng được một hồi thì tống phỉ hỏi cô nghĩ đông này có về quê không cao ca đã bàn qua chuyện này với mẹ năm nay sẽ không về dù sao cũng ly hôn rồi gian hàng của mẹ ở chợ rau cũng đã trả lại còn nhà thì sau khi ly hôn đã bị khóa rồi bây giờ về đi dọn đồ thì không nói làm gì vấn đề là không có người thân thì về làm chi cao ca bèn nói không về hai ngày nay em đã xem nhà rồi định thuê nhà ở có thể mẹ em phải ở bên này một thời gian ngắn tống phỉ rất vui vậy thì tốt quá nhưng không cần phải dọn ra ngoài đâu bình thường mẹ anh chỉ có một mình hai mẹ con em ở đây bà còn vui hơn anh hay làm thêm giờ nên lần nào trong nhà cũng chỉ có mình bà lạnh lẽo quá thật ra ở đây rất thoải mái nhưng làm gì có đạo lý đưa mẹ vào ở nhà người khác chứ cao ca chỉ cười cao ca không phải là người khách khí đôi câu với người ta thì sẽ đổi tính cô rất có chủ kiến nên tống phỉ cũng không ép lúc này anh mới nói mục đích thật sự ra đã nghỉ đông rồi hai ngày này cũng không có chuyện gì em đến sở luật sư của anh làm thêm mấy ngày đi cao ca ngẩng đầu nhìn tống phỉ chỉ nghe thấy anh nói cuối năm bên anh khá là bận hồ sơ trong một năm qua phải sửa lại hết con người la hải qua loa quá cậu ta không thích làm mấy việc đó cho lắm nên em đến giúp anh đi hơn nữa tống phỉ lại nói ở nhà đợi kết quả phán quyết cũng dày vò quá đi làm việc khác cũng coi như phân tâm chuyện nhà cửa em đừng vội anh sẽ bảo la hải tìm giúp em cậu ta là người địa phương nên biết rõ giá thị trường hơn em cao ca tính nói gì đó thì tống phỉ cắt ngang thật ra anh rất muốn nói kế hoạch sau này của em với em có điều anh vẫn chưa nghĩ xong gần đây lại vội quá xong vụ của em là còn rất nhiều vụ khác đang chờ nữa nếu em tới thì coi như có thời gian hơn cơ hội hai ta trò chuyện cũng nhiều hơn cao ca học ngành quản lý thuộc chuyên ngành tài chính tuy công việc không tính là tốt nhưng đã từng được rất nhiều đàn anh đàn chị bồi dưỡng trước khi xảy ra chuyện cao ca thử nghĩ nếu không tìm được việc thì cô sẽ làm mc dù sao điều kiện gia đình không được tốt cô vẫn cần công việc có lương cao nhưng sau khi xảy ra chuyện cô không nghĩ đến lần nào nữa tống phỉ vừa nhắc đến thì cao ca ngay người kế hoạch nghề nghiệp của cô ư rất ít khi thấy cao ca có vẻ thắc mắc như thế tống phỉ bật cười em đừng căng thẳng, chỉ là suy nghĩ của anh thôi, nói chuyện mới biết được. Sao nào, có đến sở luật sư không? Thả nhiều mọi câu như thế, sao Cao Ca có thể không đồng ý được chứ, cô chỉ đành gật đầu. Lúc này thang máy đã đến, đây là khu cũ nên không có ga ra ngầm, xe tống phỉ đậu ở ngay trước tòa nhà, không ngờ vừa ra thì gặp phải mẹ tống và mẹ Cao đi dạo về, tống phỉ cũng không dây dưa gì nhiều, chào hỏi xong bèn lái xe rời đi nhưng không ngờ anh vừa mới đi thì mẹ cao đã nói cao ca này bố con ở cổng tiểu khu đấy nói muốn gặp con cao ca nghe vào nhưng không tin đấy là sự thật hỏi ngược lại ai cơ mẹ cao nói bố con cũng không biết làm sao mà tìm được nơi này nữa mẹ còn đang theo dì tống con đến quảng trường khiêu vũ mà cứ thế bị ông ấy kéo lại đòi gặp con cho được mẹ với dì tống nói ông ấy cả buổi nhưng không chịu nghe may mà còn chưa đi theo đấy ông ấy nói nếu con không ra thì tối nay ông ấy sẽ không đi đây không phải là ăn và sao không phải cao ca không muốn gặp ông lắm nhưng nếu tối qua trước vụ kiện nếu ông đến thăm cô con gái sắp phải lên tòa đến khích lệ cô thậm chí cũng chẳng cần nói gì chỉ cần đưa tay sờ đầu cô là đủ có khi cô sẵn lòng đúng thế chỉ là sẵn lòng chứ không phải tha thứ dù sao vào thời khắc quan trọng kia cao ca cũng hy vọng có được lời chúc phúc từ bố ruột nhưng không hề có ông ấy không đến ông không những không đến mà còn đưa bà nội đi làm nhân chứng cho nghi phạm vậy thì bây giờ đến còn gì mà nói đúng vậy chẳng qua bố cô là có hiếu đến độ ngu muội ngay từ đầu đã không cảm thấy có lỗi với cô có thể có lúc không cố ý làm tổn thương nhưng so với cố ý thì còn đau đớn hơn cao ca từ chối thẳng không muốn gặp nói rồi cô nghiêng đầu rời đi mẹ cao và mẹ tống cũng không ngăn cô con bé phải chịu thiệt thòi chẳng lẽ chỉ vì cái gọi là cha con mà phải nhẫn nhìn sao làm cha mẹ cũng chẳng phải dễ cao vu thành đứng ở cổng tiểu khu nhìn trăng sáng từ từ lên cao nhìn đám người náo nhiệt dần dần tản đi nhìn thấy cuối cùng chỉ còn lại một mình ông vì lạnh nên đã ngồi xổm xuống đất bảo vệ đã quan sát ông rất lâu nên đi ra hỏi đã muộn thế này rồi anh còn ở đây làm gì cao vu thành nhìn ông ta rồi lại nhìn vào căn nhà ở trong tiểu khu không lên tiếng mà nghiêng đầu sải bước trời đi ngày hôm sau cao ca đi tìm la hải nhờ tìm nhà hộ cô cô vốn muốn chuyển đi sớm sớm nhưng tống phỉ lại nói bây giờ vẫn chưa kết án không chừng nhà họ triệu còn có chiêu trò gì nữa vẫn là ở đây an toàn hơn cao ca làm phiền nhà họ tống suốt cũng ngại nhưng mẹ cao lại lo lắng thật trong lòng bà người nhà họ triệu chẳng khác lan sói hổ báo tí nào hơn nữa mẹ tống cũng không nỡ đành phải ở lại cô không có việc gì nên cũng rảnh bèn đến văn phòng luật sư đường Tống của Tống Phỉ giúp đỡ. Lúc này không phải La Hải đến đón mà Tống Phỉ tự mình đến. Theo lời của Tống Phỉ thì dù sao cũng thuận đường, dạo gần đây tên kia bận việc không ngớt, cho cậu ta nghĩ. Còn mẹ Tống lại quá đổi sung sướng, vừa múc cháo cho con trai vừa nói, đúng thế, một mình Cao Ca đi mẹ cũng không yên tâm, còn đến đón con bé cũng vừa khéo có thể ăn sáng. Cao Ca cảm thấy trọng điểm của mẹ Tống chính là ở ý cuối cùng nên cũng không có cảm giác gì còn tống phỉ lại thấy trọng điểm của mẹ là câu phía trước lại còn nhìn cao ca một cái thấy cô không có phản ứng gì liền nghĩ cô nhóc này đúng là lạnh nhạt mà không hay rằng đến chút cảm giác cũng không có ăn sáng xong hai người cùng lái xe đến văn phòng luật sư cao ca khá là căng thẳng dù sao đây cũng không phải trong chuyên ngành của cô lại càng không hiểu gì về nghề luật sư sợ mình không làm được gì tống phỉ chỉ nói đơn giản lắm nghe theo anh là được Đợi khi đến nơi, Cao Ca cứ tưởng Tống Phỉ sẽ sắp xếp mình đến văn phòng trợ lý gì đó. Kết quả không ngờ Tống Phỉ lại trực tiếp dẫn mình đến văn phòng của anh. Cao Ca đã đến căn phòng này mấy chuyến nên khá là quen thuộc. Vô cùng lớn, chùng 30-40 mét vuông, bàn làm việc của Tống Phỉ kê ngay dưới cửa sổ, trên tường đều là kệ sách. Trong phòng chỉ có ghế salon và bàn trà nhỏ ở giữa là nơi còn có thể ngồi, lần đầu Cao Ca tới cũng chính là ngồi chỗ này nói chuyện và ký hợp đồng với Tống Phỉ có điều chẳng hề nghĩ đến, hơn 2 tháng sau, thời gian trôi qua, cơn căm phẫn đã dần lắng xuống từ khi phiên tòa kết thúc, mà giờ đây Tống Phỉ chỉ vào nơi đó nói, em cứ ngồi đó là được. Thế là nơi đây biến thành ghế riêng của cô. Tống Phỉ đã có chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng gọi một trợ lý khác đưa hồ sơ đến, sau đó nói với Cao Ca, có hai chuyện, một là giúp anh sắp xếp thứ tự lại chút, thứ hai là anh hy vọng em có thể đọc kỹ, thậm chí anh còn đưa sổ sang cho Cao Ca, nhớ ghi chép lại. Cao ca khá mông lung, nhưng cô rất tin tống phỉ, nếu đã để cô làm thì tuyệt đối không phải là việc gì vô dụng, thế là cô gật đầu ngồi xuống. Hồ sơ không tính là nhiều lắm, chỉ bày nửa bàn tràn mà thôi, nhưng thời gian của những tập hồ sơ này lại không hề thống nhất, ngay cả túi đựng bên ngoài cũng không giống nhau, có cái là giấy dai dùng chỉ may lại, có cái còn bọc trực tiếp trong giấy dai, còn có mấy tập dùng hộp giấy đựng kỹ. Có cái đã ố vàng, cảm giác phải hơn 20 năm rồi, có cái thì rất mới, hẳn chỉ là hai năm gần đây. Cao ca tiện tay cầm tập đầu tiên lên, là một bì thư lớn làm bằng giấy dai. Cô nhìn lướt qua mặt bìa, phát hiện có viết mấy chữ, công việc văn phòng luật sư Tân Sương. Không phải là công việc ở văn phòng luật sư của Tống Phỉ sao? Lại nhìn xuống bên dưới nữa, phát hiện ngày tháng viết bên trên là ngày 12 tháng 5 năm 2002. Là đồ đã hơn 15 năm. Rồi thấy bên cạnh có một dòng chữ chú thích không to lắm, khiến cao ca đột nhiên tập trung tinh thần trên đó viết ba chữ án cưỡng hiếp cao ca cảm thấy kỳ quái nghiêng đầu nhìn tống phỉ chỉ thấy tống phỉ đã vùi đầu vào làm việc còn đang gõ chữ không biết đang làm gì nhưng rõ ràng không phải là thời điểm để quấy rối cao ca cũng không hỏi nữa tiếp tục đưa tay cầm tập thứ hai tập thứ ba rồi tập thứ năm cô phát hiện bên trên đều có ba chữ này hơn nửa văn phòng luật sư lại không giống nhau có thể thấy rõ đây là do Tống Phỉ thu thập được, toàn bộ là hồ sơ xử lý án cưỡng hiếp từ các văn phòng luật sư khác. Tim cao ca đập thình thịch, dường như cô hơi hiểu ra ý của Tống Phỉ rồi. Cô đặt mấy tập đó xuống bàn lại, mở hồ sơ đầu tiên ra. Nhưng đồ bên trong lại ít đến không ngờ, chỉ có một tờ giấy mỏng tan, hồi đó máy tính vẫn còn chưa lưu hành nên đều viết tay cả, trên đó viết, chu ít quyên, nữ, 22 tuổi. Tối ngày 1 tháng 5 tan làm về nhà thì bị người quen kéo vào bùi có cưỡng hiếp, đến hỏi ý kiến nếu báo án thì có sự kiện được không, có thể bắt người lại không. Nhưng hai ngày sau lại rút đơn, từ bỏ. Hai chữ từ bỏ này làm tim cao ca quặn thắt. Cô đưa tay lấy tập hồ sơ thứ hai. Đây là một văn phòng luật sư khác, ngày tháng là ngày 19 tháng 11 năm 2011, người lần này là một học sinh trung học, cô ấy tên Châu Kỳ, chỉ mới 16 tuổi, cô bé bị nam sinh cùng trường cưỡng hiếp mẹ cô bé không chịu từ bỏ trực tiếp báo an văn phòng luật sư này chính là luật sư đại diện vụ kiện dân sự của họ nội dung tỉ mỉ hơn bản đầu tiên có rất nhiều cuộc đối thoại giữa cô gái và luật sư cao ca lại nhìn xuống dưới nữa ánh mắt khóa chặt vào màn đối đáp ở giữa luật sư hỏi cô bé hình như em không muốn tiếp xúc với tôi lắm em không muốn bồi thường sao cô gái nói không phải chẳng qua là mất hứng quá thôi luật sư hỏi cô tại sao cô bé đáp phiền quá em không muốn tố cáo nữa được không luật sư cho cô bé hay em đã báo án rồi hơn nữa đã lập án điều tra giờ cũng sắp mở phiên tòa đến nơi rồi không phải em muốn là có thể bỏ được áp lực của em lớn quá sao trong hồ sơ không phản ánh được thái độ lúc đó của cô gái nhưng cao ca cảm thấy hẳn cô bé sẽ nghĩ một lúc rồi mới trả lời vâng trong trường đều chỉ trỏ vào em cả, mấy bạn cũng không chơi với em nữa. Bọn họ đều ngầm nói em là gái đĩ, nói em bẩn, là đứa không biết xấu hổ. Em không chịu nổi nữa. Đến đây thì tờ giấy kết thúc. Cao ca lật xem tiếp, đều chỉ một ít ghi chép, nhưng đến khi lật đến trang phía sau thì cô ngẩn người, bên trên viết, ngày 1 tháng 1 năm 2012, Châu Kỳ nhảy lầu tự sát. Hồ sơ đó vẫn chưa kết thúc. Cao ca đoán dù người đã chết nhưng vẫn phải kiện tiếp, nhưng dù có bồi thường nhiều tiền đến đâu thì liệu còn có ít không? Cô lại nhìn hàng chữ kia, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Đúng thế, cô bị cưỡng hiếp, cô đã báo án, thậm chí cô cũng đã lên tòa rồi, nhìn thấy thắng lợi ngay trong tầm mắt. Nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn đến thế, có thể bọn họ không đủ kiên cường, mà đây cũng chẳng phải là nhược điểm gì, trời sinh người ta đã có tính cách ấy, có thể không chịu nổi dư luận có thể không gặp được người chịu trách nhiệm, có thể không gặp phải luật sư mạnh như Tống Phỉ, có thể không có bạn học như Lâm Thiến Thiến, cũng có thể không có bà mẹ một lòng vì con như mẹ cô. Khả năng lớn nhất là, từ đầu đến cuối bọn họ đều sống trong ánh mắt lông lời đùa cợt của người khác, dưới những thương tổn ấy, nếu không vì sợ mà lùi bước thì cũng đã không bỏ mình. Không phải bọn họ không dũng cảm, mà là đáy lòng sạch sẽ không chịu nổi dơ bẩn như thế. Không ai giúp được bọn họ, cũng không có ai đi nói với những người vây xem Chỉ trỏ đùa cợt kia rằng Ngầm miệng của các người lại Không biết từ lúc nào Tống Phỉ đã đứng ở sau lưng cô Thấy cảm xúc cô có vẻ kém thì mở miệng hỏi Xem đến đâu rồi Hơn bao giờ hết Cao ca càng hy vọng lúc này Tống Phỉ có thể nói gì đó Cô nghiêng đầu đi chỗ khác Cũng không ngại ánh lệ trong mắt mình mà hỏi Tống Phỉ Anh không phải em muốn giúp mà là cố ý để em nhìn những thứ này đúng không? Tống Phỉ trả lời Ừ anh vỗ lên tập hồ sơ, đây đều là anh mặc dày nhờ quan hệ của anh với bố mà mượn từ các văn phòng luật sư về đấy, là những vụ án cưỡng hiếp mà bọn họ đã nhận trong gần 20 năm qua. Chỉ có chừng đó thôi. Một là vì án cưỡng hiếp là vụ án của công tố nên ít khi mời luật sư, mặt khác là vì nguyên nhân. Nhưng quan trọng là tỷ lệ báo án rất thấp. Trong nghề có giải thích thế này, tỷ lệ báo án cưỡng hiếp là một phần mười, mà xác suất đưa phạm nhân cưỡng hiếp vào tù lại là một phần mười của tỷ lệ trên hay nói cách khác cao ca à chúng ta đã làm một chuyện trong xác suất một phần một trăm ấy nhưng chuyện này cũng không bình thường bị cưỡng hiếp chính là bị hại tội phạm cưỡng hiếp chính là tội phạm không báo án thì chỉ làm cho chúng ngày càng phách lối ngày càng không chút kiên dè dạ hơn mà thôi sẽ có nhiều người phụ nữ hay thậm chí là đàn ông bị xâm hại nhưng mà hoàn cảnh lại không cho phép cao ca à Hai tháng qua từ lúc em bắt đầu đi trên con đường này, em đã bị người ta hát canh làm nhục ngay trước mặt mọi người, bị bạn cùng phòng phỉ bán ở nơi công cộng, lại còn có rất nhiều người nói về em nữa, nhà của nghi phạm đến làm phiền quấy rối, thậm chí còn bị gia đình cản trở, mỗi một kiểu đều sẽ khiến người bị hại chùng bước. Nên anh nghĩ, nếu như chúng ta thắng kiện, nếu như em đồng ý, thì chúng ta có thể làm chuyện như thế. Chúng ta sẽ giúp đỡ những người bị hại muốn báo án nhưng lại chùng bước kia, chúng ta sẽ nói với toàn thể mọi người rằng nên đối đãi với người bị hại bằng thái độ như thế nào đây là một chuyện rất có ý nghĩa mà cần phải làm anh có thể phụ trách về mặt luật pháp còn em chịu trách nhiệm diễn thuyết phổ biến lúc anh nói những lời này rất nghiêm túc nhưng lại vô cùng quyến rũ anh hỏi cao ca em có đồng ý giúp anh không cao ca suy nghĩ rồi hỏi anh đây là yêu cầu mà anh nói lúc trước sau tống phỉ cười nếu như nói đến thỉnh cầu trước khi mở phiên tòa đó thì anh sẽ tăng thêm một câu nữa đó là anh muốn cùng em kề vai tác chiến cho đến già em có đồng ý không cao ca nhìn anh trong lòng rung động nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế lại càng không ngờ sẽ nghe được lời tỏ tình vừa trịnh trọng lại động lòng người đến thế cô muốn nói như những người bình thường rằng anh không chê em bị cưỡng hiếp sao người nhà anh sẽ nghĩ thế nào chúng ta nên tìm hiểu rõ với nhau hơn đã nhưng rồi lại phát hiện, chẳng thể nào thốt lên những lời đó được. Người đàn ông như thế, ngay đến lời tỏ tình cũng đặc biệt đến vậy, cho dù không muốn anh thì Cao Ca vẫn sẽ chọn công cuộc kia, huống hồ cô đều thích cả hai, tại sao cô phải từ chối chứ? Cô mỉm cười, như đóa hoa khẽ bung cánh, gật đầu nói, "Em đồng ý." Trên đời này vẫn có nhiều cô gái mạnh mẽ như Cao Ca, nhưng phần lớn mỗi một cô gái bị hại đều là Chu Ích Quyên hoặc Châu Kỳ chỉ mong mỗi một người trên thế giới này đều có thể bình an. Câu trả lời của Cao Ca làm Tống Phỉ quá đổi mừng rỡ, nhưng cả hai người họ đều có băn khoăn, một là cảm thấy tòa án vẫn chưa tuyên án, tuy hẹn hò với luật sư là quyền tự do, nhưng nếu bị người cố ý bắt bí thì cũng rất phiền toán, nên muốn chờ sau khi mọi thứ đã lắng xuống mới công khai quan hệ. Hay là còn hai bà mẹ đó nữa, vẫn nên tìm thời gian ở riêng, mỗi người tự nói thì sẽ ổn hơn, tốt nhất là sau khi mẹ con Cao Ca chuyển ra ngoài đã định xong quan hệ, dù hai người không lộ rõ nhưng có rất nhiều mặt đã trở nên thân mật một cách tự nhiên hơn. Ví dụ như ngày hôm sau La Hải muốn đến thay ca nhưng lại bị Tống Phỉ báo, cậu cứ bận việc của mình đi, gần đây anh hay về nhà ăn sáng nên thuận đường chở Cao Ca đi được. La Hải không tài nào hiểu nổi, thời gian của Tống Phỉ rất quý báu, nhất là khi làm cái nghề này, thường phải làm thêm giờ ban đêm, buổi sáng anh có ngủ được bao nhiêu đâu, mà bây giờ chỗ ở của anh còn không gần chỗ mẹ Tống nữa cho dù sáng sớm xe ít nhưng cũng phải mất 20 phút, hơn nữa ăn xong còn đi về, ít nhất phải lãng phí mất một tiếng, đây đâu phải là tác phong của Tống Phỉ. La Hải đã theo anh một năm rưỡi, cũng coi như rất quen thân với anh, không nhịn được hỏi Tống Phỉ một câu, không phải gần đây anh muốn đuổi em đi đấy chứ. Tống Phỉ đập anh ta một phát, khen còn không kịp chiếu đuổi đi cái gì. Điều này là sự thật, văn phòng luật sư đường Tống luôn phát hiện rất tốt, Gần đây vì anh nhận vụ án của Cao Ca mà có không ít tiếng tâm trong xã hội, chỉ ít mấy tiếng mắng chửi anh lấy tiền không biết xấu hổ của mấy tháng trước đã không còn, hình hình phía cộng sự của anh cũng không tệ, hai người đang bàn nhau cho thuê nửa tầng lầu còn lại để mở rộng quy mô. La Hải nghe thấy không đuổi người thì rất vui vẻ, còn hỏi một câu, sao em cảm thấy anh không thoải mái như vậy nhỉ? Tống Phỉ chỉ nói, chuyện cậu nên biết rồi sẽ biết thôi. Không có La Hải làm phiền, Ngày ngày Tống Phỉ đều sớm tối về nhà ăn cơm, thuận tiện đưa đón Cao Ca. Buổi tối, nếu như không có chuyện gì thì sẽ nán lại trò chuyện với mẹ đôi ba câu, nhưng thật ra chỉ muốn có nhiều thời gian ở bên Cao Ca hơn mà thôi. Trái lại mấy ngày nay mẹ Tống không tài nào chịu nổi, bà nói với Tống Phỉ, con đừng ở lại nữa, buổi tối mẹ không theo con đâu, còn muốn khiêu vũ lắm đây. Tống Phỉ không hề có vẻ gì là bị đả kích, lại còn rất nghe lời buổi tối vẫn đến nhưng đối tượng ân cần đã biến thành mẹ cao. Mẹ tống không là lùng gì tống phỉ, nhưng mẹ cao lại không như thế, tống phỉ đẹp người lại có bản lĩnh, giúp con gái bà rồi tính cách lại tốt nữa, nói chuyện rất dễ nghe, bà thích còn không kịp nữa là. Hai người vui vẻ trò chuyện, có lúc tống phỉ còn xuống bếp giúp cao ca dọn trái cây lên, cao ca sẽ nói, anh làm gì thế? Tống phỉ chỉ trả lời, phòng ngừa chu đáo. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối năm đã đến. Nếu là Tết ông táo thì chỉ cần mua đại ít đồ ăn là được rồi. Dẫu sao bây giờ đều là siêu thị 24 giờ, muốn ăn lúc nào ăn cái gì cũng đều mua được. Nhưng không phải nhà còn có hai người lớn sao? Hai người họ đều có suy nghĩ năm nay phải trôi qua thật tốt, muốn trổ tài, muốn náo nhiệt, muốn đa dạng, muốn quét xui xẻo đi, nên đón một năm mới. Thế nên là, Tống Phỉ cởi Âu phục mặc đồ thể thao vào, bị bắt lau cửa kính dọn nhà còn Cao Ca bị sai xuống lầu mua cà rốt để làm thịt viên. Kết quả cô vừa ra cổng tiểu khu thì có người đột ngột đứng bật dậy, cô khiếp hồn khiếp vía lùi về sau, nhưng khi người đó ngẩng đầu lên thì Cao Ca mới phát hiện, không ngờ là bố cô. Bây giờ cũng đã 29 tháng chạp rồi, vậy mà ông vẫn chưa về nhà. Nhà bà nội Cao Ca rất chú trọng truyền thống, truyền thống ăn Tết của nhà bọn họ khá phức tạp, bắt đầu vào tháng chạp là mỗi ngày phải làm những công việc không giống nhau. Đó cũng là lúc bố cô vắng mặt ở nhà nhiều nhất, ông luôn sang nhà bà nội giúp đỡ, quét dọn vệ sinh mua rau mua thịt mua đồ Tết. Hơn nữa tay nghệ bố cô còn rất tốt nên phải nấu thức ăn, chiên đồ Tết cả kiểu, vẫn bận suốt đến 29 tháng chạp, rồi qua ngày 30 thì gọi cô và bố mẹ cùng đến nhà bà nội ăn cơm. Đợi ăn xong, rửa dọn đều là công việc của cả nhà bọn họ. Bố! Sao bố không về nhà? Cô rất đổi ngạc nhiên, phải biết là cho dù sau khi cô lên đại học, một học kỳ không gặp ông, nhưng phần lớn thời gian bố cô vẫn bận biểu ở nhà bà nội, ngay đến việc gặp cô cũng phải tranh thủ mới gặp được. Sao lúc này lại chịu ở lại thành phố tầng đây? Vào lúc này đã là mùa đông giá rét, Cao Vu Thành bị cống không ít, ngay đến nói chuyện cũng có chút lắp bắp, cả nửa buổi mới thốt ra được một câu, bố đợi con đã mấy ngày rồi. Cao ca cảm thấy kỳ lạ, hỏi ông, bố chờ con làm gì? năm nay con với mẹ không về nhà đâu sẽ ăn tết ở đây cao vu thành bèn nói bố cao ca à có phải con rất hận bố không hỏi xong ông cứ nhìn cao ca gió lạnh thổi qua làm chấp mũi cao ca đỏ bừng cô nhìn cao vu thành mà chẳng nói gì cô không biết nên trả lời như thế nào nên lúc trước mới chọn né tránh không gặp sao cô có thể tha thứ được vào lúc cô cần sự trợ giúp nhất cho dù là người xa lạ cũng đứng ra giúp cô thế nhưng bố mình lại đứng về phía bà nội kéo chân sau ngụy tạo chứng cứ cô không phải thánh nhân cô không có cách nào tha thứ được nhưng dường như nói gì cũng đều vô ích cả cho dù cô nói hết cho bố cô thì thế nào chứ đây là người đã bị cái hiếu tẩy não từ nhỏ đến lớn sống trên đời chỉ biết báo hiếu bà nội cô dù cho đã hủy hoại gia đình mình có lỗi với con gái của mình quan niệm ông khắc sâu trong xương là sai lầm nhưng chẳng lẽ quát đôi ba câu thì có thể sửa lại ư ừ, đó chẳng qua là quất lên da thịt mà thôi đợi qua cơn đau thì sẽ lại quay về tình trạng cũ cao vu thành đợi mãi mà không có được câu trả lời của cao ca e là trong lòng ông hiểu rõ cũng biết có thể ông sẽ không lấy được đáp án lúc này ông mới đưa một chiếc giỏ ở sau lưng đến bố không về làm cho con vài món chiên cho con ăn tết đón năm mới tốt vào nhé ông nhét giỏ vào tay cao ca còn dặn cô Đừng ở nhà người ta lâu quá, sẽ phiền đấy. Mẹ con không muốn về nên con thuê nhà cho bà ấy đu. Cao Ca muốn nói gì đó nhưng lại nghe ông nói tiếp, bà nội con còn đang ở nhà chờ bố. Chiều nay chỉ có một chuyến xe cuối cùng, bố định nếu không đợi được con thì sẽ đặt đồ ở chỗ bảo vệ, ông lão đó cũng không tệ. Không ngờ lại gặp được con rồi. Thôi bố đi đây. Hai chữ bà nội làm Cao Ca nuốt toàn bộ lời vào bụng, cô gật đầu nói, bố đi thông thả vì chút tình tiết này mà ngay đến đi mua cả trốt chẳng có tâm tình mua về còn bị mẹ cao mắng một hồi cũ này cũng bị dập không biết chọn gì cả cao ca chỉ cười mà không giải thích rõ còn giỏ đồ kia cô đã xem rồi vì còn mùa đông nên vẫn chưa hư cô đứng tại chỗ rất lâu đang nghĩ đây cũng là một phần tâm ý của bố cô nếu không cầm lên thì bất hiếu quá nhưng nghĩ đến việc mấy món này chiên ở trong nhà bếp của bà nội thì cô lại chẳng còn chút khẩu vị nào huống hồ cũng năm mới rồi cô không muốn mẹ cô khó chịu nên bèn chia cho bác bảo vệ lễ cuối năm này vô cùng náo nhiệt không biết mẹ tống đã mua cho cao ca bộ quần áo mới từ lúc nào là áo len màu đỏ sậm màu sắc quần áo hài hòa êm dịu rất đẹp cao ca thấy trông có vẻ đắt nên định từ chối nhưng tống phỉ lại lén nói với cô sau này còn nhiều nữa em cũng có cơ hội mua cho mẹ anh thì cô mới nhận mẹ tống thấy cô nhận quà thì vô cùng vui vẻ lại còn kéo cao ca vào phòng mặt giúp Kết quả lúc đi ra, Tống Phỉ cố ý đi cạnh cô, mẹ Tống vỗ tay, đẹp lắm, hai đứa đứng với nhau hợp lắm. Nam thanh nữ tú, chị nói xem có phải không? Bà còn quay sang hỏi mẹ Cao. Nhưng mẹ Cao không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười cười. Buổi tối ăn bữa cơm giao thừa xong, người một nhà cùng ngồi lại nhìn đêm xuân, qua 10 giờ mới đi ngủ. Đợi đến khi tắt đèn, mẹ Cao thấp giọng rỉ tai với Cao Ca, Tống Phỉ đúng là không tệ vì con cũng tốt nữa nếu con có thể tìm được nhà này thì tốt quá nhưng bà là mẹ ruột nhất định sẽ ủng hộ con gái mình nhưng có một số việc không thể không cân nhắc cao ca biết bà có suy nghĩ gì cô muốn nói nhưng nhớ ra vừa khuyên tống phỉ mình cũng không nên làm hỏng thế là dựa đầu vào hõm vai mẹ cao nhỏ giọng nói với bà mẹ à mẹ phải tin là xui xẻo nhất đã qua rồi đằng sau đó sẽ là con đường bằng phẳng Mẹ cao vỗ bả vai gầy của con gái, xúc động nói, đúng thế, nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên. Chính xác là càng ngày càng tốt, bao gồm cả quan hệ của Cao Ca và Tống Phỉ. Ngày 30 anh không đi mà ở lại thư phòng. Lúc 3 giờ sáng, Cao Ca đang mơ màng thì bị tin nhắn đánh thức, người này gửi tin nhắn hỏi, tuyết rơi nhiều lắm sao? Cao Ca thấy thế thì nhìn ra ngoài cửa sổ, vì kéo rèm cửa nên vốn dĩ không nhìn thấy, chỉ có thể thấy bên ngoài rất sáng nhưng không phải là đèn đường. Cô khoác áo vào đi đến, lặng lẽ vén rèm ra, đúng như dự đoán, không biết từ lúc nào mà chỉ mới một lúc như thế, trên cây trên đất ở góc phòng đã được phủ trắng phau. Cô chỉnh âm rung, chụp tấm hình gửi cho Tống Phỉ. Hai giây sau, Tống Phỉ trả lời lại, chúng ta xuống dưới đi. Cao ca chỉ cảm thấy lúc đọc tin nhắn này, chẳng hiểu sao mí mắt đuôi mắt lại cứ thấy buồn cười, nhanh chóng hồi âm, vâng. Mẹ Cao còn đang ngủ, lại còn ngáy nữa, xem chừng đã ngủ say rồi. Cao ca âm thầm mặc quần áo vào, ông áo khoác ra khỏi phòng thì đã thấy Tống Phỉ đứng chờ trong phòng khách. Thấy cô đi ra liền suỵt một tiếng, cũng không mở đèn mà đưa cô đến sảnh cửa, cúi đầu cầm giày cô đặt ở bên chân, còn định khoác áo vào cho cô, cao ca xấu hổ muốn lùi về sau nhưng bị Tống Phỉ giữ lại. Đợi mặc giày xong, lặng lẽ khép cửa lại, lúc bị Tống Phỉ kéo tay đi vào thang máy, cao ca còn lén nhìn mình trong gương, mặt đỏ bừng như trái táo đỏ. Cô còn lén nhìn Tống Phỉ, kết quả lại bị phát hiện, Tống Phỉ nói với cô, cứ quan minh chính đại mà nhìn là được rồi, thật ra tuy không có dấu hiệu gì, nhưng trên thực tế, anh chỉ vào mình, đã là người của em rồi, hoan nghênh đến lấy dùng. Cao ca nhìn anh, Tống Phỉ cũng nhìn Cao ca, đợi khi thang máy xuống tầng 1, hai người đi ra ngoài thì bên ngoài tuyết rơi trắng ngần một vùng. Tuyết lớn gió cũng lớn, vốn không hợp để dạo chơi, chỉ đứng bên ngoài chút thôi cũng đã lạnh cống rồi tống phỉ khá tiếc nuối trái lại cao ca cảm thấy không tồi ban đêm như thế ngắm tuyết nghe gió lại có người mình thích đứng bên cạnh dường như chẳng còn gì tốt hơn ở đây không có camera đột nhiên cao ca tiếp câu ban nãy của tống phỉ nếu đã là của em thì có thể sờ thử cơ bụng không la hải nói có tám muối tống phỉ nghe thế thì nhìn cô vốn cao ca chỉ nói đùa nhưng cái nhìn mặn nồng này của anh lại làm cô nghiêm túc theo sau đó, trong tiết trích gào của gió rét, Tống Phỉ kéo cô đến gần, sức lực khá lớn, cô lão đảo ngã vào lòng Tống Phỉ, hai tay đặt lên ngực anh. Cô nghe thấy Tống Phỉ nói, em tự đến thăm dò là được rồi, không cần hỏi la hải, anh sẽ ghen đấy. Cao ca chưa kịp trả lời thì trước mắt tối sầm lại, môi bị chạm đến. Đến ngày hôm sau, lúc mẹ Cao dậy còn hỏi Cao ca, tối qua sao con đi vệ sinh lâu thế, mẹ tỉnh hai lần đều không thấy người đâu. Cao ca nhìn tống phỉ đang hạ bánh sủi cảo, thấp giọng nói, ấy, mẹ nằm mơ rồi đấy, chứ đi có một lúc thôi. Mẹ Cao liền tưởng thật. Vì tuyết rơi nhiều nên ngày Tết này mọi người đều làm ổ trong nhà, càng đông càng vui, huống hồ còn có hai người có tình ý nữa. Thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã đến mồng bảy, văn phòng luật sư của Tống Phỉ lại bắt đầu đi làm, trên tòa cũng đã đi làm lại, vào ngày mồng 8 này, cách phiên tòa lần trước 17 ngày, cuối cùng tòa án cũng có tin tức, chuyện này làm ảnh hưởng khá lớn đến xã hội, tòa án quyết định sẽ tổ chức thông báo tin tức phiên tòa thẩm án của bang, thời gian là 9 rưỡi sáng ngày mốt, cũng chính là ngày mồng 10. Cùng lúc đó, nhận được thông báo còn có người nhà bang. Dĩ nhiên, người quan tâm đến thông báo này không chỉ có mỗi bọn họ mà còn cả trương manh ngụy tạo bằng chứng và đồng lõa tống gia cường. Sau cái Tết âm lịch khổ sở nhất bọn họ phải trải qua trong đời, rốt cuộc cũng nên đón đợt sống cuối cùng. Sáng sớm ngày mồng 10, thư phán quyết được gửi đến địa chỉ hiện tại của cao ca vì đã sớm biết được tin nên tống phỉ cũng không đi làm mà sáng sớm đã đến đây cùng chờ với cao ca đợi người đưa thư phán quyết đi mẹ tống và mẹ cao súng lại trước tống phỉ ngẩng đầu nhìn chỉ có cao ca đứng ở đằng xa nhìn lại trên mặt cô là nét thấp thỏm mâu thuẫn chưa từng thấy dễ dàng nhận ra mặc dù mọi người đều có lòng tin vào chuyện này nhưng đến thời khắc công bố câu trả lời cuối cùng vẫn là căng thẳng lo lắng. Mẹ cao đời không kịp nữa rồi, thúc giục tống phỉ, mở ra xem xem sao, không được, tim gì đập mạnh lắm rồi, e có khi lên đến trăm hai mất. Cháu chờ chút, vừa nói bà vừa lấy chai thuốc trợ tim từ trong túi ra, uống mấy viên rồi mới dục tiếp, nhìn xem nào. Bà còn quay đầu sang nói với Cao ca, con gái à, mẹ xem trước dùm con nhé. Con cứ chờ tin tốt của mẹ đi. Tống phỉ nhìn Cao ca, thấy cô không phản đối thì xé phong thư ra. Bên trong là mấy tờ giấy A4 có đóng dấu, trên đó viết mấy chữ to thư phán quyết hình sự. Nơi đề tên người gửi là cơ quan công tố thành phố Tần tại Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tần, đằng sau đó là tin tức của bị cáo toan. Nội dung này có đến mấy trang, đại khái đều là nội dung trên tòa, mẹ cao sốt ruột nói luôn, lật đến trang cuối xem kết quả đi. Tống Phỉ Vân lời, trực tiếp lật đến trang thứ tư. Chỉ thấy trên đó viết, Phán quyết như sau, bị cáo ban phạm tội cưỡng hiếp, tuyên án tù 10 năm, tước đoạt quyền chính trị 10 năm. Mẹ Cao vừa nhìn lập tức hô lên, thắng rồi. Sử 10 năm, thắng rồi. Ngay đến mẹ Tống cũng kích động, nắm lấy thư phát quyết, vừa nhìn vừa vẫy nói, là thật không sai, thắng rồi. 10 năm. Cao ca à đừng lo nữa, đến xem đi nào, chúng ta thắng rồi. Lúc này Cao ca mới lão đảo tiến về phía trước, sau đó bị mẹ Tống nhét thư vào trong tay. Tại giây phút này, tầm mắt cô gần như trở nên mơ hồ, cô nhìn một cái, đúng là mấy chữ kia, sợ nhìn nhầm nên lại vô chớp mắt nhìn lần nữa, đúng như dự đoán, vẫn là mấy chữ đó. Là thật, đã có phán quyết rồi, 10 năm. Cô muốn nhẫn nhịn, cô muốn nở nụ cười chiến thắng, cô rất muốn nói lời cảm ơn. Nhưng cô không nhịn được, gần như vào lúc xác nhận được, nước mắt cứ thế tuôn trào, rơi lên thư phán quyết, nhanh chóng thấm ướt cả tờ giấy. Mẹ Cao vẫn khuyên cô, vỗ vai mà nói, không sao đâu, đây là chuyện tốt rồi, nên mừng mới phải. Nhưng cô không nhịn được, thậm chí cô còn để mặc hình tượng mà ngồi sổng xuống đấy, cô siết chặt tờ phán quyết, cô dùng đôi mắt ngấn lệ mơ hồ của mình nhìn lần nữa, cuối cùng không thể đè nén được cảm xúc, khóc toán lên. Đó là tiếng khóc như thế nào? Không phải chịu đựng, không phải dễ nghe, mà là sau mấy tháng chỉ một mình bản thân phải nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có được tin tốt, khóc tỉ tê nước nở trong giọng của cô có khiếp hãi có oan ức có khuất nhục phải gánh chịu cùng kiên cường chi ra cô lúc đó không khóc hoặc cùng lắm chỉ nhẫn nhịn khóc là bởi vì còn chưa phải lúc cô sợ dũng khí của mình sẽ bị trút hết cô ép mình phải chịu đựng nhưng giờ đây cô chẳng còn sợ nữa cô muốn trút hết bao oan ức và nỗi không cam lòng ra ngoài trong lúc nhất thời cả căn phòng chỉ có tiếng khóc cô vang bọng mẹ cao và mẹ tống thôi cười đúng thế cho dù ngày ngày sống chung với nhau nhưng bọn họ cũng chẳng phải là cao ca bọn họ không hiểu được chuyện mà cao ca đã trải qua hai người nhìn cao ca mà nước mắt trào dâng hai người họ một người là mẹ ruột của cao ca yêu cô như chính bản thân mình một người là nhìn những ngày qua cao ca đã sống thế nào làm sao có thể không đau lòng được cơ thể cô gái vẫn còn đang run rẩy tống phỉ hai mắt đỏ bừng ngồi xuống ông cả người cô vào lòng anh vỗ vai cao ca khuyên nhủ đã tốt rồi qua rồi mọi thứ đều qua rồi. Cao ca không chịu nói gì, nhưng vì có chỗ dựa là tống phỉ nên vùi đầu vào ngực anh tiếp tục thúc thiết. Tống phỉ không chút do dự ôm lấy cô, lòng anh quặn đau, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô, không sao đâu, bàn đã bị trừng trị rồi, những người khác cũng sẽ phải chịu trừng phát. Càng lúc sẽ càng tốt thôi, tin anh nhé. Cùng lúc đó, nhà họ triệu cũng nhận được thư phán quyết như vậy. Cũng giống nhà tống phỉ, hôm nay ở đây đều tụ tập một nhóm người có liên quan triệu thiên vũ và chương nhã tỉnh cùng luật sư bàn duệ thư phán quyết vừa đến chương nhã tỉnh không đợi kịp mà xé ra cầm thư phán quyết nhìn xem bàn duệ ở cạnh nhắc nhở trang cuối trang cuối chương nhã tỉnh vội vã lật ra sau thậm chí còn kéo rách giấy nhanh chóng dở đến trang cuối cùng tổng cộng có mấy hàng chữ kết quả phán quyết vất rất rõ ràng chương nhã tỉnh nhìn mà không dám tin vào mắt tay chợt thả lỏng một sấp giấy rơi thẳng xuống đất. Tuy bàn duệ không xem nhưng cũng đoán được là kết quả gì. Anh ta gấp gáp ngồi xuống lật ra xem, bên trên ghi chữ 10 năm. Lúc này chỉ thấy chương nhã tỉnh lắc triệu thiên vũ mà nói, 10 năm, cao nhất là 10 năm. Sao bọn họ có thể làm vậy chứ, dựa vào đâu mà họ xử 10 năm, con trai em mới 20 tuổi, làm sao có thể xử 10 năm được. Nói xong bà ta chợt nhớ đến luật sư, quay phát đầu lại. Bàn Duệ chỉ cảm thấy cả người ấn lạnh, đúng như dự đoán, chương nhã tỉnh lao đến, kéo lấy cà vạt của anh ta, túng lấy anh ta lắc chất vấn, không phải cậu có bản lĩnh sao? Không phải cậu nói hay lắm sao? Mười năm, dù tôi có dốt cũng biết đây là mức phạt cao nhất, tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy mà cậu đã làm gì hả? Vừa nói bà ta vừa tác bàn Duệ một cái. Triệu Thiên Vũ cũng sợ hết hồn, vội bước đến giữ chương nhã tỉnh lại. Bàn Duệ bên kia rất sửng sốt, anh ta đâu nghĩ lại đánh ngươi. Cơn tức của chương nhã tỉnh không nhỏ, huống hồ còn để móng tay, một tác rơi xuống làm má bàn duệ đau rát, đưa tay lên sờ thì thấy có trướng máu, hủy mặt rồi còn đâu. Thật ra trong lòng bàn duệ cũng biết, xử 10 năm đồng nghĩa với việc nhà họ triệu và anh ta không thể qua lại được nữa, cho dù anh ta có làm chó thì bọn họ cũng không dùng anh ta nữa, mà dĩ nhiên chính bàn duệ cũng không chịu được tức, nói với chương nhã tỉnh, tôi đã nói là bào chữa có tội rồi, bằng chứng xác thật đến thế, vậy mà các người cứ khăng khăng đòi bào chữa vô tội. Tôi đã nói điều này từ lâu lắm rồi, kiểu bào chữa không thực tế này sẽ chọc giận thẩm phán mà thôi, nhưng hai người cứ không nghe, bây giờ còn trách tôi ư. Đánh người ư. Chuyện của nhà các người, tôi không lo được nữa. Rồi anh ta quay đầu bước đi. Chương Nhã Tĩnh còn đang nổi điên, Triệu Thiên Vũ cũng không có thời gian để ý đến bàn duệ, gọi gì giúp việc đến đỡ Chương Nhã Tĩnh lên lầu nghỉ ngơi nhưng chương nhã tỉnh đã bị đả kích lớn, nằm yên một chỗ không động đậy, có điều nước mắt không ngừng lăn dài, tự lẩm bẩm, mười năm, bần bần ơi, là mẹ vô dụng, đã để con phải chịu khổ rồi. Con trai của mẹ ơi! Triệu Thiên Vũ không nhìn nổi, liền nói, không phải còn có thể kháng án sao? Em đừng! Ông ta chưa nói xong thì chương nhã tỉnh đã bật dậy, hai mắt tóe lửa, đúng thế đúng thế, có thể kháng án mà, em muốn kháng án, em nhất định phải kháng án dù gì triệu thiên vũ cũng là người biết rõ tình hình ở phiên tòa hôm đó ông ta cũng đã thấy thật ra trong lòng đã sớm có câu trả lời nhưng chẳng qua là không muốn thừa nhận nói ra mà thôi kỳ thực có kháng án cũng không có ích gì nhưng ông ta không thể nói ra lúc này chương nhã tỉnh đã điên lên rồi ông ta chỉ có thể gật đầu được kháng án còn bàn duệ thì ngược lại nỗi giận đùng đùng xông ra ngoài anh ta cũng thông minh sợ đến lúc đó nhà họ Triệu sẽ xử lý mình nên đến bệnh viện làm giám định vết thương trước, rồi lúc này mới đi bộ về nhà, nghĩ thời gian sau này sẽ sống ra sao. Anh ta không thể ở lại thành phố Tân được nữa rồi, vốn trước đó đã thu kiện tống phỉ mà mất đi một lượng lớn khách hàng, mà nhà họ Triệu là khách hàng lớn nhất còn lại của anh ta, lần này thu nữa, e rằng chẳng còn lại gì. Anh ta phải đổi chỗ thôi. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên, anh ta cúi đầu nhìn, là điện thoại của Trương Manh. Anh ta vốn không muốn bắt máy vì chẳng có tâm tình nào, nhưng Trương Manh gọi mãi không chịu dừng, cuối cùng chỉ đành phải nghe máy, lập tức nghe thấy Trương Manh hỏi, kết quả phán quyết đã có ở trên mạng rồi, ban bị tù 10 năm thật sao? Sao có thể là giả chứ? Đó là tin tức truyền ra từ buổi họp báo, nhưng cô nàng không dám tin, chỉ có thể hỏi lại. Bàn duệ mặt sát cô ta, vừa nghe đã nổi đoá, đúng vậy đấy, nên cô bớt bớt đi, chính cô ngụy tạo bằng chứng đấy cô có biết với án hình sự mà làm chứng giả thì sẽ bị phạt thế nào không hả vào tù ngồi đấy nói rồi anh ta cúp máy nhưng không ngờ lại dọa trương manh sợ vốn trương manh đợi kỳ nghỉ đông đến sẽ về nhà nhưng vì vụ kiện của c c dĩ nhiên cũng có phần vì người nhà họ triệu mà cô ta cứ nói riết với bố mẹ là trong trường có chuyện cần mình giúp nên phải ở lại dù cô ta biết cao ca có rất nhiều bằng chứng nói không chừng có cả cơ hội thắng khi đó cô ta cũng đang nghĩ bất kể thắng thua thì dù sao cô ta cũng có thể giúp nhà họ triệu đến lúc đó không còn chuyện gì nữa đợi học kỳ mới bắt đầu cho dù thua kiện thì cũng không liên quan đến cô ta cô ta cũng biết làm chứng giả là không đúng nhưng một là nhà họ triệu uy hiếp cô ta dù cô ta không làm thì cũng phải làm hai là trong tình hình đó cô ta bắt đầu nghĩ đến điều tốt đẹp cảm thấy dù có thua thì cùng lắm chỉ giáo dục phê bình mà thôi cô ta vẫn luôn nghĩ như vậy mà không dám đi kiểm tra nhưng vừa nghe đến ý của bạn Duệ, có vẻ như sự tình không đơn giản. Cô ta gần như lên mạng tìm kiếm, kết quả tìm được tội ngụy tạo chứng cứ ở điều khoản 305 trong luật pháp, tình tiết không nghiêm trọng thì xử tù dưới 3 năm hoặc tạm giam, tình tiết nghiêm trọng thì xử tù từ 3 đến 7 năm. Bàn tay cầm ly nước sôi của cô ta nới lỏng, ly nước rớt xuống áo ngủ làm cô ta thét lên vì nóng. Mẹ Trương Manh nghe mà sợ hãi, vội đi đến hỏi thăm, con không sao chứ. Trương Manh vẫn chưa hoàn hồn, nhưng không muốn cho mẹ biết nên chỉ có thể lắc đầu, không sao ạ, à, đổ nước thôi. Đã làm mẹ giật mình rồi. Lúc này mẹ Trương Manh mới đi ra ngoài. Cô ta ngẩn người đứng ở đó một lúc lâu mới bình tĩnh được, suy nghĩ một chút rồi sờ điện thoại tính gọi cho Cao Ca, nhưng giữa chừng lại tắt đi, hình như không hay cho lắm, Cao Ca khó nói được, cô ta đã đắc tội với Cao Ca rồi. Cô ta lại nghĩ, bấm gọi cho Lâm Thiến Thiến, Lúc đang chờ nhận điện thoại thì cô ta nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Đã gầy đến mức da bọc xương, hệt như ma quỷ. Joy US. Cùng tham gia đội ngũ Subemkais.vn Trả lời báo cáo. Chú ý đặc biệt, thông báo Reset Pass và hỗ trợ thành viên Maypipan 140 tác giả đăng lúc 26 phút trước chỉ xem của tác giả chương 51. Trong ngày mồng mười ấy mặc dù với công chức đi làm thì ngày ấy có nghĩa là đã hết Tết đi làm lại bình thường, nhưng đối với đại đa số sinh viên mà nói thì vẫn còn đang trong nghỉ đông, là ngày trong dịp Tết. Nên cuộc gọi của Trương Manh cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta chờ đến mức gần tuyệt vọng thì Lâm Thiến Thiến mới nghe máy, đầu dây đầy ấp tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt, hẳn là Lâm Thiến Thiến đang thảo luận chuyện của Cao Ca với người nhà đây mà, giọng nói vô cùng hưng phấn, lúc nhận điện thoại còn nói, bạn con thắng rồi, xử 10 năm đấy con đã nói là cậu ấy kiên cường lắm rồi mà, nhất định sẽ được bồi thường như mong muốn. Nói xong câu này mới quay đầu đi hỏi Trương Manh, alo, Trương Manh à, sao cậu lại rảnh rỗi gọi cho mình thế, không phải nói không để ý đến mình nữa sao? Đó là lần sau khi Cao Ca chuyển đi, Trương Manh ghét Lâm Thiến Thiến vì giúp Cao Ca nên cùng với Lưu Mỹ Hà cô lập Lâm Thiến Thiến. Lúc này Trương Manh còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết xin lỗi, lúc đó là mình sai, mình xin lỗi cậu cô nàng vốn dơ nanh múa vuốt nhưng giờ đây lại biến thành thỏ nhỏ làm lâm thiến thiến cảm thấy sai sai từ chối thẳng đừng như thế mình không chịu nổi đâu cậu gọi đến tìm mình chắc là có chuyện chứ gì đương nhiên cầu xin người khác là việc khó khăn nhất nhưng giờ đây không cầu xin thì có thể làm gì nữa cô ta thật sự sợ cao ca sẽ tố cáo mình trương manh hít sâu một hơi rồi nói thiến thiến à là có chút việc liệu có thể có thể nhờ cậu nói giúp với cao ca một chuyện hộ mình không mình. Cô ta còn chưa nói xong thì Lâm Thiến Thiến đã ngắt lời, nếu là nói chúc mừng năm mới vạn sự như ý thì được. Nhưng còn liên quan đến vụ kiện thì khỏi nói đi. Mấy tháng nay cao ca chẳng dễ dàng gì, bây giờ khó khăn lắm mới thắng được, mình không muốn nói những chuyện này với cậu ấy, miễn khỏi mất hứng. Trương Manh ngẩn người tại chỗ. Lâm Thiến Thiến không thấy cô ta nói gì thì hỏi lại, cậu còn việc gì không? Không có thì cúp máy đây, người nhà còn đang chờ mình trương manh thở dài biết nói gì được nữa đây đã bị từ chối như thế rồi không không sao đi học gặp lại vậy hẹn gặp lại giọng lâm thiến thiến rất nhẹ khác hẳn chất giọng nặng nề của trương manh cô nàng thở dài rồi cúp máy cô ta ngồi đợi trong phòng một lát thì lại đứng dậy cảm thấy như thế này không ổn bắt đầu thu dọn đồ đạc lúc này mẹ cô ta đi vào thấy thế thì ngạc nhiên hỏi sao con lại dọn đồ rồi trương manh đáp con có việc bận nên phải về trường trước phải đi ngay bây giờ. Cô ta vừa nói vừa ném quần áo vào vali, mẹ cô ta lại nghi hoặc hỏi, manh manh, con không thoải mái hả, nghỉ đông thì về muộn, còn bây giờ mới mồng 10 đã đi, phải nửa tháng nữa các con mới đi học lại mà, con về sớm thế làm gì? Con lại gây chuyện gì nữa à? Trương manh nào dám nói thật, chỉ nói, không có, chỉ là lên năm ba nhiều việc thôi. Mẹ Trương Manh vẫn không tin, không phải con có thai đấy chứ, con về nửa tháng rồi vẫn chưa thấy có. Trương Manh nổi khùng lên, quay sang nói với mẹ, con bảo đảm là không có, mẹ đừng đoán bậy bạ nữa, thật sự là có chuyện mà. Con không giấu gì mẹ đâu, được rồi, mẹ nói một tiếng với bố hộ con nhé, con đi đây rồi xách vali ra trạm xe buýt. Về phía cao ca, sau khi nhận được tin chắc chắn thì bao nhiêu áp lực phải gánh vác trong suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, không nhìn được mà khóc toán lên, còn tống phỉ đau lòng người yêu mà ông ngay cô vào lòng, hai người cứ thế đắm chìm mà quên mất quan hệ của mình vẫn còn chưa công bố. Dù sao mẹ Cao cũng là mẹ của con gái, đương nhiên nhạy cảm hơn, vừa nhìn thì thấy không đúng, dù Tống Phỉ coi như là ân nhân nhưng cũng không thể ông Cao ca như thế được, lại còn dán vào tai con bé mà nói chuyện nữa, quá thân mật rồi. Bà vừa muốn cản lại vừa sợ không để mặt Tống Phỉ, cuối cùng lại hết cách, đang chuẩn bị bước lên thì lại bị mẹ Tống kéo lại. Mẹ Cao làm tư thế với bà, thế là mẹ tống dứt khoát kéo người vào phòng mình vừa khép cửa lại mẹ cao không nhịn được mà nói chị ngăn tôi làm gì hai đứa nó thế là không được không thể như vậy được mẹ tống liền hỏi vì sao không thể như vậy chứ hai đứa nó mẹ cao nghĩ khá lâu mới giải thích hai đứa nó cũng chẳng phải bồ bịch gì ông nhau thế sao được không được tôi phải vào nói chuyện với chúng dù có vui đến mấy cũng không thể làm thế được Kết quả mẹ Tống lại cản lại, nhưng không phải dùng tay cản mà là nói, hai đứa nó yêu nhau rồi. Mẹ Cao sửng sốt, gắn gượng dừng bước chân, quay đầu lại với vẻ không dám tin, chị nói gì cơ. Yêu Nahu rồi. Chuyện từ khi nào? Sao chị lại biết, sao tôi không biết gì thế? Lúc nào à, là hôm 30 Tết đó. Chị ngủ sâu quá nên chắc không nghe, tôi ngủ không sâu lắm, thằng nhóc đó vừa rời giường là tôi đã nghe thấy rồi, còn tưởng nó đi tìm nước uống kết quả một lát sau lại thấy cao ca cũng dậy rồi hai đứa nó mò giày trong tối mặt vào rồi chạy xuống dưới ngắm tuyết mẹ cao nói cũng không hẳn nhà bà là con gái nhất định phải chú ý nói không chừng thanh niên thích ngắm tuyết nên cùng ra ngoài mà thôi mẹ tống bật cười tôi cũng xuống theo mà tống phỉ là con trai tôi tôi thấy nó sáng nào cũng chạy qua bên này là thấy sai sai rồi hai đứa nó đã yêu nhau rồi đấy chỉ khỏi phải nghi ngờ gì đâu tin tôi đi kỳ thực sao mẹ cao có thể không thích tống phỉ được dáng người tốt lại còn chu đáo sự nghiệp thành công lại còn hiền lành biết đi đâu tìm con rể như thế nhưng bà sợ người ta xem thường cao ca không phải là me ruột bà cũng xem thường con gái mình mà là sợ người ta bắt nạt cao ca làm con bé tổn thương bà lại suy nghĩ rồi ngồi xuống hỏi chị à chị chị không tức giận sao mẹ tống là người thông minh vừa nghe đã hiểu ý lúc này bèn nói con người chị ấy chị suy nghĩ đi đâu vậy có gì mà tôi phải giận chứ tống phỉ không thích cao ca ư thằng bé thích chứ cái tính cách đó của nó là do tôi nuôi lớn tôi quá thừa hiểu ấy chứ một khi đã không thích thì chắc chắn sẽ không để ý cao ca không tốt con bé có gì mà không tốt kiên cường dũng cảm có ý kiến không dao động dạo này con gái như thế khó tìm lắm tôi vui còn không kịp nữa đấy mẹ cao còn muốn nói gì đó thì bị mẹ tống ngắt lời tôi biết chị muốn đến chuyện mà con bé gặp phải nhưng tôi đâu có trách nó đâu từ ngày đầu tiên tống phỉ để cao ca vào ở tôi chưa từng coi thường con bé lần nào mỗi ngày tôi đều theo con bé nhìn con bé ngày ngày chịu đựng từng bước một thế nào kết quả vì chuyện này mà tôi bắt bẻ con bé thì chị à tôi là người thế nào vậy chứ bà khẽ vỗ lên tay mẹ cao chị yên tâm tôi sẽ đối tốt với con bé trong phòng khách khó khăn lắm cao ca mới cầm được nước mắt Kết quả phát hiện ra hai người lại quên khuấy đi mọi thứ Cô mở mắt ra nhìn Nhưng người đâu rồi Trái lại Tống Phỉ lại thấy cô khá đáng yêu Không nhìn được cúi đầu lén hôn lên mặt cô Ở trong phòng mẹ anh rồi Cao ca không nhìn được nói Cái này Tống Phỉ lôi khăn tay ra lau nước mắt cho cô Nhất định là thấy cả rồi Hai mẹ sợ làm phiền chúng ta nên vào phòng rồi Cao ca vẫn có chút lo lắng Nhưng Tống Phỉ đã nắm tay mà khuyên Em yên tâm đi, không phải mẹ của hai ta đều giống nhau sao đợi một lát sau thì hai bà đi ra lúc này cao ca mới biết lời tống phỉ nói là đúng mẹ cao không lên tiếng còn mẹ tống thì nói thẳng nhìn cái gì không giấu nổi nữa chứ gì tống phỉ này mẹ biết chắc chắn là ý của con mẹ nói cho các con biết tác phong giấu dếm gia trưởng thế này là không thể nào chấp nhận được ở nhà họ tống tống phỉ mới nói với mẹ anh mẹ không phải là người nhà họ tống nữa rồi mẹ tống trợn mắt được rồi, mẹ đã thương lượng chuyện này với dì cao của con rồi, coi như thông qua hai ta. Sau này nếu có tin tức khác, ví dụ như đính hôn kết hôn sinh con ấy, thì phải thông báo trước, nếu không sẽ xử lý theo gia pháp. Chuyện này thì Tống Phỉ đồng ý rất nhanh, bảo đảm sẽ báo cáo trước. Lúc này mẹ Tống mới vui vẻ nói, được rồi, hôm nay xong hỷ lâm môn, không cần nấu cơm gì nữa, mẹ với dì cao con đã bàn nhau rồi, hôm nay phải ăn mừng thật đã vào hai người bọn mẹ trả tiền mời hai đứa ăn đại tiệc tống phỉ và cao ca đưa mắt nhìn nhau trên mặt hai người đều là nét tươi cười vào lúc này đã không thể khóc nổi nữa nên gật đầu trương manh xuống xe hơi từ sớm cô ta biết giờ cao ca đang ở đâu do trước đó nghe người họ triệu nói trực tiếp chạy xe vào tiểu khu kết quả lại không vào được cô ta hết cách vào lúc này vừa không muốn gọi cao ca lại vừa muốn liên lạc với cô chỉ đành lấy điện thoại ra gọi Điện thoại vang lên mãi rất lâu mà không có người nghe máy. Trời lạnh làm cô ta cuống cuồng, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời. Gọi từng cuộc từng cuộc một, đến lần thứ ba cuối cùng cũng kết nối được, nhưng không phải là giọng của cao ca mà là âm thanh vô cùng phấn khích của một người phụ nữ trung niên. Alo ai đấy? Tìm ai vậy? Cô ta vội nói: Cháu chào gì? Cháu là bạn học của cao ca, cháu muốn tìm cậu ấy có vài chuyện. Dĩ nhiên đối phương chính là mẹ cao, con bé đi vệ sinh rồi. Đợi lát nữa gì bảo nó gọi lại cho cháu. Trương manh đành chịu, chỉ có thể đáng vân. Kết quả qua 10 phút, đúng như dự đoán Cao ca gọi đến, cô ta lập tức nghe máy, dùng giọng cấp bách xưa nay chưa từng có mà gọi tên Cao ca. Cao ca à, mình là Trương manh, mình, mình đang ở cửa nhà cậu, cậu xuống gặp mình đi, mình đã đợi cậu mấy giờ liền rồi. Giọng của Cao ca ở đầu dây rất lạnh, tôi không có ở nhà, đang ở ngoài ăn cơm, không tiện gặp cậu. Cậu về đi trương manh vừa nghe thế bèn vội la lên cao ca cậu đừng cúp máy mình biết cậu hận mình nhưng không phải là mình cố ý mình cũng đau khổ lắm chứ có biết không nhà họ triệu rất khó ưa ngày nào mình cũng mơ thấy ác mộng cậu có biết không giờ đây nỗi oan của cậu đã được rửa sạch nhiều người ủng hộ cậu như thế nhưng cậu có nghĩ đến chuyện trước đây để lộ chuyện mình đi phá thai hại mình bị biết bao chỉ trích và oan ức không cậu ngày ngày đấu tranh vì quyền lợi của mình nhưng cậu có từng nghĩ bản thân làm hại đến quyền lợi của mình không cao ca không ngờ cô ta lại còn nói lý bèn trực tiếp nói thẳng cậu đáng thương nhưng còn đáng hận hơn tôi chỉ nói sự thật còn thứ cậu nói là giả hai ta hoàn toàn khác nhau tôi không nói với cậu nữa cậu về đi trương manh lập tứ chỏi cô cậu muốn kiện mình phải không có phải cậu kiện mình làm chứng giả không cao ca nghĩ rồi nói nếu muốn kiện thì chẳng những cậu mà còn cả Tổng Phạm Tống Gia Cường và cả bà nội tôi nữa, đều sẽ kiện hết. Cậu đã được rửa oan rồi, vì sao cậu có thể so đo như vậy chứ, cậu biết là cậu sẽ hủy hoại mình mà. Trương Manh không nhịn được hô lên, cậu không thể rộng lượng hơn sao hả? Sao cậu phải xét nét như thế chứ? Nhưng Cao Ca lại không bị đả kích, tôi rộng lượng với các người chính là khiến mình tổn thương. Hơn nữa, nếu như không giết gà dọa khỉ thì làm sao có thể để loại người như cậu trùng bước chứ? Hủy hoại cậu không phải là tôi mà chính là cậu. Trương Manh giận điên người, gào lên vào trong điện thoại, cậu sẽ phải hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận. Cao ca cúp máy luôn. Trong ngày mồng mười ấy, mặc dù với công chức đi làm thì ngày ấy có nghĩa là đã hết Tết đi làm lại bình thường, nhưng đối với đại đa số sinh viên mà nói thì vẫn còn đang trong nghỉ đông, là ngày trong dịp Tết. Nên cuộc gọi của Trương Manh cũng chẳng dễ dàng gì Cô ta chờ đến mức gần tuyệt vọng Thì Lâm Thiến Thiến mới nghe máy Đầu dây đầy ấp tiếng cười đùa Vô cùng náo nhiệt Hẳn là Lâm Thiến Thiến đang thảo luận chuyện của Cao Ca với người nhà đây mà Giọng nói vô cùng hưng phấn Lúc nhận điện thoại còn nói Bạn con thắng rồi Sử 10 năm đấy Con đã nói là cậu ấy kiên cường lắm rồi mà Nhất định sẽ được bồi thường như mong muốn Nói xong câu này mới quay đầu đi hỏi Trương Manh Alo, Trương Manh à, sao cậu lại rảnh rỗi gọi cho mình thế, không phải nói không để ý đến mình nữa sao? Đó là lần sau khi Cao Ca chuyển đi, Trương Manh ghét Lâm Thiến Thiến vì giúp Cao Ca nên cùng với Lưu Mỹ Hà cô lập Lâm Thiến Thiến. Lúc này Trương Manh còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết xin lỗi, lúc đó là mình sai, mình xin lỗi cậu. Cô nàng vốn dơ nanh múa vuốt, nhưng giờ đây lại biến thành thỏ nhỏ, làm Lâm Thiến Thiến cảm thấy sai sai, từ chối thẳng, đừng như thế, mình không chịu nổi đâu cậu gọi đến tìm mình chắc là có chuyện chứ gì đương nhiên cầu xin người khác là việc khó khăn nhất nhưng giờ đây không cầu xin thì có thể làm gì nữa cô ta thật sự sợ cao ca sẽ tố cáo mình trương manh hít sâu một hơi rồi nói thiến thiến à là có chút việc liệu có thể có thể nhờ cậu nói giúp với cao ca một chuyện hộ mình không mình cô ta còn chưa nói xong thì lâm thiến thiến đã ngắt lời nếu là nói chúc mừng năm mới vạn sự như ý thì được nhưng còn liên quan đến vụ kiện thì khỏi nói đi Mấy tháng nay Cao Ca chẳng dễ dàng gì Bây giờ khó khăn lắm mới thắng được Mình không muốn nói những chuyện này với cậu ấy Miễn khỏi mất hứng Trương Manh ngẩn người tại chỗ Lâm Thiến Thiến không thấy cô ta nói gì thì hỏi lại Cậu còn việc gì không? Không có thì cúp máy đây Người nhà còn đang chờ mình Trương Manh thở dài Biết nói gì được nữa đây Đã bị từ chối như thế rồi Không, không sao Đi học gặp lại vậy hẹn gặp lại. Giọng lâm thiến thiến rất nhẹ, khác hẳn chất giọng nặng nề của trương manh, cô nàng thở dài rồi cúp máy. Cô ta ngồi đợi trong phòng một lát thì lại đứng dậy, cảm thấy như thế này không ổn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này mẹ cô ta đi vào, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, sao con lại dọn đồ rồi? Trương Manh đáp, con có việc bận nên phải về trường trước, phải đi ngay bây giờ. Cô ta vừa nói vừa ném quần áo vào vali, mẹ cô ta lại nghi hoặc hỏi, Manh Manh, con không thoải mái hả nghỉ đông thì về muộn còn bây giờ mới mồng mười đã đi phải nửa tháng nữa các con mới đi học lại mà con về sớm thế làm gì con lại gây chuyện gì nữa à trương manh nào dám nói thật chỉ nói không có chỉ là lên năm ba nhiều việc thôi mẹ trương manh vẫn không tin không phải con có thai đấy chứ con về nửa tháng rồi vẫn chưa thấy có trương manh nổi khùng lên quay sang nói với mẹ con bảo đảm là không có mẹ đừng đoán bậy bạ nữa thật sự là có chuyện mà. Con không giấu gì mẹ đâu, được rồi, mẹ nói một tiếng với bố hộ con nhé, con đi đây rồi xách vali ra trạm xe buýt. Về phía cao ca, sau khi nhận được tin chắc chắn thì bao nhiêu áp lực phải gánh vác trong suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, không nhìn được mà khóc toán lên, còn tống phỉ đau lòng người yêu mà ông ngay cô vào lòng, hai người cứ thế đắm chìm mà quên mất quan hệ của mình vẫn còn chưa công bố. Dù sao mẹ cao cũng là mẹ của con gái, đương nhiên nhạy cảm hơn, vừa nhìn thì thấy không đúng, dù Tống Phỉ coi như là ân nhân nhưng cũng không thể ông cao ca như thế được, lại còn dán vào tai con bé mà nói chuyện nữa, quá thân mật rồi. Bà vừa muốn cản lại vừa sợ không để mặt Tống Phỉ, cuối cùng lại hết cách, đang chuẩn bị bước lên thì lại bị mẹ Tống kéo lại. Mẹ Cao làm tư thế với bà, thế là mẹ Tống dứt khoát kéo người vào phòng mình. Vừa khép cửa lại, mẹ Cao không nhịn được mà nói, chị ngăn tôi làm gì? Hai đứa nó thế là không được Không thể như vậy được Mẹ Tống liền hỏi Vì sao không thể như vậy chứ Hai đứa nó Mẹ Cao nghĩ khá lâu mới giải thích Hai đứa nó cũng chẳng phải bồ bịch gì Ông nhau thế sao được Không được, tôi phải vào nói chuyện với chúng Dù có vui đến mấy cũng không thể làm thế được Kết quả mẹ Tống lại cản lại Nhưng không phải dùng tay cản mà là nói Hai đứa nó yêu nhau rồi Mẹ Cao sửng sốt Gắn gượng dừng bước chân quay đầu lại với vẻ không dám tin chị nói gì cơ yêu nahu rồi chuyện từ khi nào sao chị lại biết sao tôi không biết gì thế lúc nào à là hôm 30 tết đó chị ngủ sâu quá nên chắc không nghe tôi ngủ không sâu lắm thằng nhóc đó vừa rời giường là tôi đã nghe thấy rồi còn tưởng nó đi tìm nước uống kết quả một lát sau lại thấy cao ca cũng dậy rồi hai đứa nó mò giày trong tối mặt vào rồi chạy xuống dưới ngắm tuyết mẹ cao nói cũng không hẳn, nhà bà là con gái, nhất định phải chú ý, nói không chừng thanh niên thích ngắm tuyết nên cùng ra ngoài mà thôi. Mẹ Tống bật cười, tôi cũng xuống theo mà, Tống Phỉ là con trai tôi, tôi thấy nó sáng nào cũng chạy qua bên này là thấy sai sai rồi, hai đứa nó đã yêu nhau rồi đấy, chỉ khỏi phải nghi ngờ gì đâu, tin tôi đi. Kỳ thực sao mẹ Cao có thể không thích Tống Phỉ được, dáng người tốt lại còn chu đáo, sự nghiệp thành công lại còn hiền lành, biết đi đâu tìm con rể như thế nhưng bà sợ người ta xem thường cao ca không phải là me ruột bà cũng xem thường con gái mình mà là sợ người ta bắt nạt cao ca làm con bé tổn thương bà lại suy nghĩ rồi ngồi xuống hỏi chị à chị chị không tức giận sao mẹ tống là người thông minh vừa nghe đã hiểu ý lúc này bèn nói con người chị ấy chị suy nghĩ đi đâu vậy có gì mà tôi phải giận chứ tống phỉ không thích cao ca ư thằng bé thích chứ cái tính cách đó của nó là do tôi nuôi lớn tôi quá thừa hiểu ấy chứ một khi đã không thích thì chắc chắn sẽ không để ý cao ca không tốt con bé có gì mà không tốt kiên cường dũng cảm có ý kiến không dao động dạo này con gái như thế khó tìm lắm tôi vui còn không kịp nữa đấy mẹ cao còn muốn nói gì đó thì bị mẹ tống ngắt lời tôi biết chị muốn đến chuyện mà con bé gặp phải nhưng tôi đâu có trách nó đâu từ ngày đầu tiên tống phỉ để cao ca vào ở tôi chưa từng coi thường con bé lần nào mỗi ngày tôi đều theo con bé nhìn con bé ngày ngày chịu đựng từng bước một thế nào kết quả vì chuyện này mà tôi bắt bẻ con bé thì chị à tôi là người thế nào vậy chứ bà khẽ vỗ lên tay mẹ cao chị yên tâm tôi sẽ đối tốt với con bé trong phòng khách khó khăn lắm cao ca mới cầm được nước mắt kết quả phát hiện ra hai người lại quên khuấy đi mọi thứ cô mở mắt ra nhìn nhưng người đâu rồi trái lại tống phỉ lại thấy cô khá đáng yêu không nhìn được cúi đầu lén hôn lên mặt cô, ở trong phòng mẹ anh rồi. Cao ca không nhìn được nói, cái này. Tống phỉ lôi khăn tay ra lau nước mắt cho cô, nhất định là thấy cả rồi, hai mẹ sợ làm phiền chúng ta nên vào phòng rồi. Cao ca vẫn có chút lo lắng, nhưng tống phỉ đã nắm tay mà khuyên, em yên tâm đi, không phải mẹ của hai ta đều giống nhau sao. Đợi một lát sau thì hai bà đi ra, lúc này cao ca mới biết lời tống phỉ nói là đúng, mẹ cao không lên tiếng, còn mẹ tống thì nói thẳng nhìn cái gì không giấu nổi nữa chứ gì tống phỉ này mẹ biết chắc chắn là ý của con mẹ nói cho các con biết tác phong giấu dếm gia trưởng thế này là không thể nào chấp nhận được ở nhà họ tống tống phỉ mới nói với mẹ anh mẹ không phải là người nhà họ tống nữa rồi mẹ tống trợn mắt được rồi mẹ đã thương lượng chuyện này với dì cao của con rồi coi như thông qua hai ta sau này nếu có tin tức khác ví dụ như đính hôn kết hôn sinh con ấy thì phải thông báo trước, nếu không sẽ xử lý theo gia pháp. Chuyện này thì Tống Phỉ đồng ý rất nhanh, bảo đảm sẽ báo cáo trước. Lúc này mẹ Tống mới vui vẻ nói, được rồi, hôm nay xong Hỷ Lâm môn, không cần nấu cơm gì nữa, mẹ với dì Cao con đã bàn nhau rồi, hôm nay phải ăn mừng thật đã vào, hai người bọn mẹ trả tiền mời hai đứa ăn đại tiệc. Tống Phỉ và Cao Ca đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều là nét tươi cười, vào lúc này đã không thể khóc nổi nữa nên gật đầu trương manh xuống xe hơi từ sớm cô ta biết giờ cao ca đang ở đâu do trước đó nghe người họ triệu nói trực tiếp chạy xe vào tiểu khu kết quả lại không vào được cô ta hết cách vào lúc này vừa không muốn gọi cao ca lại vừa muốn liên lạc với cô chỉ đành lấy điện thoại ra gọi điện thoại vang lên mãi rất lâu mà không có người nghe máy trời lạnh làm cô ta cuống cuồng chỉ cảm thấy đầu óc rối bời gọi từng cuộc từng cuộc một đến lần thứ ba cuối cùng cũng kết nối được nhưng không phải là giọng của Cao ca mà là âm thanh vô cùng phấn khích của một người phụ nữ trung niên. Alo ai đấy, tìm ai vậy? Cô ta vội nói, cháu chào gì, cháu là bạn học của Cao ca, cháu muốn tìm cậu ấy có vài chuyện. Dĩ nhiên đối phương chính là mẹ Cao, con bé đi vệ sinh rồi, đợi lát nữa gì bảo nó gọi lại cho cháu. Trương Manh đành chịu, chỉ có thể đáng vân. Kết quả qua 10 phút, đúng như dự đoán Cao ca gọi đến, cô ta lập tức nghe máy dùng giọng cấp bách xưa nay chưa từng có mà gọi tên cao ca cao ca à mình là trương manh mình mình đang ở cửa nhà cậu cậu xuống gặp mình đi mình đã đợi cậu mấy giờ liền rồi giọng của cao ca ở đầu dây rất lạnh tôi không có ở nhà đang ở ngoài ăn cơm không tiện gặp cậu cậu về đi trương manh vừa nghe thấy bèn vội la lên cao ca cậu đừng cúp máy mình biết cậu hận mình nhưng không phải là mình cố ý mình cũng đau khổ lắm chứ có biết không nhà họ triệu rất khó ưa ngày nào mình cũng mơ thấy ác mộng cậu có biết không giờ đây nỗi oan của cậu đã được rửa sạch nhiều người ủng hộ cậu như thế nhưng cậu có nghĩ đến chuyện trước đây để lộ chuyện mình đi phá thai hại mình bị biết bao chỉ trích và oan ức không cậu ngày ngày đấu tranh vì quyền lợi của mình nhưng cậu có từng nghĩ bản thân làm hại đến quyền lợi của mình không cao ca không ngờ cô ta lại còn nói lý bèn trực tiếp nói thẳng cậu đáng thương nhưng còn đáng hận hơn tôi chỉ nói sự thật còn thứ cậu nói là giả hai ta hoàn toàn khác nhau tôi không nói với cậu nữa cậu về đi trương manh lập tứ chỏi cô cậu muốn kiện mình phải không có phải cậu kiện mình làm chứng giả không cao ca nghĩ rồi nói nếu muốn kiện thì chẳng những cậu mà còn cả tòng phạm tống gia cường và cả bà nội tôi nữa đều sẽ kiện hết cậu đã được rửa oan rồi vì sao cậu có thể so đo như vậy chứ cậu biết là cậu sẽ hủy hoại mình mà Trương Manh không nhìn được hô lên, cậu không thể rộng lượng hơn sao hả? Sao cậu phải xét nét như thế chứ? Nhưng Cao Ca lại không bị đả kích, tôi rộng lượng với các người chính là khiến mình tổn thương. Hơn nữa, nếu như không giết gà dọa khỉ thì làm sao có thể để loại người như cậu trùng bước chứ? Hủy hoại cậu không phải là tôi mà chính là cậu. Trương Manh giận điên người, gào lên vào trong điện thoại, cậu sẽ phải hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận. Cao Ca cúp máy luôn. Trương Manh gọi điện xong thì không đi tìm Cao Ca nữa, đương nhiên Cao Ca cũng sẽ chẳng tìm hiểu về cô ta làm gì, trái lại Lâm Thiến Thiến thường xuyên gọi đến, có lần nhắc đến Trương Manh thì nói, có thể Trương Manh hối hận rồi, mình đoán lúc đó cậu ta cũng không ngờ cậu sẽ cố chấp thế đâu, e rằng cũng không ngờ cậu lại thắng. Dẫu sao nhà họ Triệu cũng có tiền có thế mà. Từ chỗ ấy cũng có thể thấy được, sau lưng vụ án này, gần như mọi người đều đã trưởng thành hơn. Nếu là Lâm Thiến Thiến của trước kia, một người tốt bụng thì nhất định sẽ nói, chắc cậu ấy cảm thấy có lỗi với cậu nên muốn nói xin lỗi đấy. Nhưng bây giờ, nhìn cô ta làm âm, nhìn cô ta điên dại, nhìn cô ta nói dối, sau đó nhìn cô ta vì sợ mà cầu xin tha thứ, dù có là người tốt cũng chẳng nói được câu gì. Cao ca cũng đồng ý, dựa người ra sau ghế, xem chương trình Tết trên TV mà nói, là vì sợ mình tố cáo cô ta, sợ ngồi tù mà thôi. Đã sai còn không biết nói xin lỗi. Bộ chỉ có mình cô ta tổn thương thôi ư? Đến một chút ấy nấy cũng không có, lại còn bảo người khác tha thứ cho cậu ta, xin lỗi mình không làm được." Lâm Thiến Thiến tò mò hỏi, "Vậy cậu có kiện không?" Cao Ca khẳng định nói, "Kiện." Lâm Thiến Thiến đồng ý, "Đúng thế, dựa vào gì mà không thể kiện chứ, nhất định sẽ có rất nhiều người nói, một cô gái đang còn yên ổn thế, cậu mà kiện thì coi như xong." Nhưng chẳng có ai chịu nghĩ nếu không phải cậu kiên cường cố nhẫn nhịn thì cũng xong lũ ngồi. Có điều, chắc chuyện này sẽ ồn ào lắm đây. Cao ca cũng biết điều đó, nếu không Trương Manh đã chẳng nói gì mà cậu sẽ phải hối hận, dĩ nhiên là do không cam lòng rồi. Có điều cô cũng chẳng thèm để ý, nói với Lâm Thiến Thiến, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không sao đâu, cứ mặc cậu ta thích làm ồn thì làm. Trên đời này không có lý nào mà cô ta nói dối phỉ bán làm hại người khác, rồi chỉ cần khóc lóc là có thể cho qua, vô sự nhẹ người cả. Không đời nào. Lâm Thiến Thiến nói, mình đã xin đổi phòng ký túc xá rồi, ở mà cứ hoảng hốt. Cậu còn về nữa không? Hai ngày nay Cao Ca đã thuê nhà xong rồi, hôm qua mới đến, ở ngay cạnh trường học, mẹ cô lại định làm nghề cũ là bán đồ ăn vặt, bên này gần trường lại nằm ở vùng ngoại ô nên một là lượng khách đến khá cao, hai là tiền thuê cũng không quá đắt đỏ. Cao Ca nói, không đâu, mình đã thuê nhà với mẹ rồi. Tay nghề mẹ mình không tệ, cậu có rảnh thì lại ăn." Lâm Thiến Thiến vui vẻ nói, "Thế thì tốt quá." Đợi khi cúp máy thì nghe thấy tiếng mẹ Cao đang gọi Tống Phỉ, "Hôm nay là ngày nghỉ nên Tống Phỉ đi theo bố anh, vốn đã bảo là không đến nhưng không biết sao lại đến." Cao Ca cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy đón anh, vừa vặn đối mặt với Tống Phỉ, Tống Phỉ xoa đầu cô, không hỏi gì mà nói thẳng, "Triệu Bân đã kháng án rồi." Chuyện này cũng nằm trong dữ liệu cả Mặc dù án cưỡng hiếp tạo nên tổn thương lâu dài cho phái nữ, nhưng tỷ lệ báo án rất thấp, không nói đến chuyện có thể đưa ra phán quyết với người này được không, chỉ riêng cân nhắc mức phạt thì thật sự không cao mấy. Luật pháp quy định án cưỡng hiếp là từ 3 đến 7 năm tù, nếu có tình tiết tồi tệ, ví dụ như cưỡng hiếp quá nhiều phụ nữ, cưỡng hiếp ở nơi công cộng thì mới xử 10 năm tù trở lên, tù chung thân hoặc tử hình. Còn vụ án như Triệu Bân là thuộc loại đầu tiên nhưng phán quyết trong thực tế phần lớn đều có hạn thi hành án từ 3 đến 5 năm, trừ đi thời gian ngồi ở trại tạm giam, hơn nữa còn giảm tội thì e rằng cộng gộp lại cũng chỉ có 2 năm. Triệu Bân bị xử 10 năm là hình phạt nặng nhất trong quy định, làm sao Triệu Bân có thể đồng ý, chắc chắn sẽ kháng án. Cao Ca liền hỏi, lúc nào thì phúc thẩm? Tống Phỉ nói, phải khoảng hơn nửa tháng nữa, em không cần phải để ý đâu, cứ giao chuyện này cho anh. Dĩ nhiên, anh nói Hai chuyện lần trước nói với em, một là truy tố tội ngụy tạo bằng chứng, anh đã bàn xong với bên cơ quan công tố rồi, đợi khi kháng án kết thúc thì bọn họ sẽ truy tố. Phía chúng ta là bồi thương dân sự, anh đã chuẩn bị tài liệu rồi, đến lúc đó em không cần phải tham dự, có anh là đủ. Thời điểm cuối tháng 2, cuối cùng Cao Ca cũng sắp tự trường, mà phiên tòa phúc tẩm của vụ án cưỡng hiếp cũng bắt đầu. Vì Triệu Bân và luật sư mới của hắn ta không thể nhận định sự thật của lần sơ thẩm, bằng chứng đưa ra khác biệt mà những điều kiện của phiên tòa phúc thẩm khác lại không hợp với hắn nên lần này không công khai thẩm án quan tòa tra xét lại toàn bộ tài liệu vụ án và bằng chứng lại hỏi triệu bân lần nữa nghe ý kiến của đám người trần kiều đợi đến hôm cao ca tự trường thì kết quả phúc thẩm đã công bố thư phán quyết được đưa đến thẳng tay cao ca kết quả rất đơn giản giữ mức án cũ đến nước này mặc dù còn nhiều chuyện khác vẫn chưa xong nhưng chí ít vụ án cưỡng hiếp này đã hạ màn. Từ ngày 13 tháng 10 Cao Ca bị cưỡng hiếp, cho đến ngày đưa đến thư phán quyết ở lần phúc thẩm này là ngày 28 tháng 2, Cao Ca đã dùng 4 tháng 18 ngày để lấy lại công bằng vì chính mình. Có điều cùng một phán quyết nhưng không cùng phản ứng, lúc trước vì kích động nên cô khóc nức nở, còn giờ khắc này, trái lại cô khá là thản nhiên, cô tin vào mình, tin vào tống phỉ, tin vào những cảnh sát tốt như mạnh lỗi và lưu mân cũng tin tưởng mỗi một người chính nghĩa. Mà trong cùng ngày kết thúc phúc thẩm, cơ quan công tố liền lấy tội trương manh, Tống Gia Mạnh và bà Cao Lưu Phượng Anh đã ngụy tạo bằng chứng mà kiện ra tòa, còn Tống Phỉ thay cao ca đề nghị kiện dân sự, yêu cầu triệu bân bồi thường tiền chữa bệnh và phí an ủi tinh thần cho cao ca, tổng cộng là 500.000 tệ. Nhưng những chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cao ca, ngày hôm sau cô vẫn cứ đi học như bình thường phán quyết của phiên tòa sơ thẩm đã sớm được truyền ra bên ngoài phần lớn mọi người không biết về lần phúc thẩm nên đều cho rằng cao ca đã sớm thắng kiện trên đường đi có không ít người mỉm cười với cao ca còn có người bạo gan đi đến chúc mừng cao ca thế nên đoạn đường đã từng rất khó bước đi này đã trở nên bằng phẳng sáng lạng hơn nhiều đợi khi cao ca vào lớp học soạt một tiếng rệnh vang phát ra vì di chuyển băng ghế sau đó nghe thấy lâm thiến thiến hô to cao ca chúc mừng cậu bạn cùng lớp gần như ra sức vỗ tay. Khoảnh khắc đó Cao Ca đứng nguyên tại chỗ, vẫn nhìn những người bạn học này, cô nhìn Lâm Thiến Thiến luôn ủng hộ mình, nhìn những phần lớn bạn học mỉm cười với cô, cũng nhìn thấy các bạn học lấy Lưu Mỹ Hà đại diện mà thờ ơ với cô, không bày tỏ thái độ gì. Bọn họ đều mỉm cười. Bỗng nhiên cô nhớ lại ngày 14 tháng 10 đó, nhớ đến bác canh thừa đập vào cô trong nhà ăn, nhớ đến cô bất đắc dĩ quay về phía nhiều chiếc điện thoại như thế mà tuyên bố mình bị cưỡng hiếp. Nhớ đến mình đã xin bọn họ đừng rêu rao chuyện không đâu mà có thể thì hãy mỉm cười với mình Cũng nhớ đến ngay chính trong căn phòng này Trương Manh đã nói với cô Cô chỉ là muốn lừa tiền chứ không phải bị cưỡng hiếp Đời người có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện bị lãng quên Nhưng cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm đó Dĩ nhiên, còn có ngày hôm nay nữa Cô xông lên phía trước Cô không chán chường Cô bất chấp danh dự Cuối cùng cô đã không còn bị bị chuyện đồn nhảm hay bị những tên côn đồ đó đánh nữa, Cô lại thông dòng đứng tại nơi này, trở thành người hoàng mỹ về danh dự. Chợt cô nghĩ đến những vụ án mà Tống Phỉ đã đưa cô xem kia, nếu như bọn họ đều có ngày này thì tốt biết bao. Họ sẽ không còn tự ti, sẽ không vì thế mà uất ức, sẽ không hủy hoại chính mình không hận chính mình mà gả cho chính người cưỡng hiếp hoặc nhảy lầu tự sát. Cô phải thừa nhận rằng, ngày đó mình đồng ý cùng làm với Tống Phỉ là vì bị cảm động, còn hôm nay đứng nơi đây, cô lại nghĩ đến những chuyện kia thì càng muốn làm hơn bởi vì cô đã nhìn thấy được hy vọng. Lâm Thiến Thiến thấy cô ngẩn người thì thấp giọng gọi cô, Cao Ca. Cao Ca sực tỉnh, cô vẫn đứng im không nhúc nhích, cuối người cảm ơn tất cả rồi mới ngồi vào cạnh Lâm Thiến Thiến. Kết thúc chúc mừng, sau đó là chương trình quen thuộc, giáo viên hướng dẫn nói về những vấn đề cần chú ý khi tự trường, ủy ban lớp thì nói mấy chuyện đại loại như thu phí lớp, sau đó là khích lệ cổ vũ rồi giải tán. Kết quả còn chưa kịp giải tán thì có người đột nhiên đẩy cửa phòng học ra nói với cô giáo không xong rồi trương manh muốn nhảy lầu. toàn bộ người trong phòng đều giật mình khiếp hãi lập tức trào rào đứng lên lúc này cao ca mới phát hiện ra ban nãy nhìn lướt xung quanh cũng không thấy trương manh đâu cô nhìn lâm thiến thiến lâm thiến thiến cũng lắc đầu mình đổi phòng rồi giờ không ở chung với cậu ta nên cũng không để ý rồi cô ấy thấp giọng hỏi cậu biết chuyện gì sao cao ca nói chắc chính là cái mà cậu ta bảo là sẽ không để mình sống tốt rồi Lưu Mỹ Hà cũng sợ hãi, dù sao cũng cùng phòng, thế là bạn nói, tối hôm qua cậu ấy vẫn bình thường, sáng nay sau khi nghe máy xong thì không được bình thường nữa, buổi chiều lên lớp em gọi cậu ấy mà cậu ấy không chịu đi, còn nói là có chuyện bảo em đi trước. Cô giáo nói, đi xem xem sao đã. Lâm Thiến Thiến nghe thế liền thấy Cao Ca không thích hợp để đi, bèn đẩy cô ra nói cô cứ ở lại là được. Kết quả giáo viên tám phần cũng đoán được nguyên nhân nhảy lầu nên túng lấy tay Cao Ca, kéo cô đi đến nơi trương manh nhảy lầu chính là tòa ký túc xá của bọn họ không tính là cao chỉ có bốn tầng cô ta đã khóa trái cửa tầng thượng leo lên lan can mà ngồi nhìn rất nguy hiểm lúc bọn họ đến thì bên dưới đã tụ tập khá đông đều đang khuyên ngăn cô ta nhưng trương manh không để ý đến bọn họ cứ thế mà khóc còn ngoái đầu nhìn người chuẩn bị xông vào từ ký túc xá không cho phép bọn họ đập vào cửa sổ tầng thượng Cô giáo nhìn mà sốt ruột, chưa đến bến dưới đã vội la lên, có chuyện gì thì em cứ nói, đừng như thế, nguy hiểm lắm, Trương Manh à, em nghĩ lại đi bây giờ em mới mấy tuổi chứ, hơn nữa em còn là con một, xảy ra chuyện thì bố mẹ em biết làm thế nào. Không biết là cô ta nhìn thấy cao ca hay là được khuyên mãi mà vào lúc này cuối cùng cô ta cũng mở miệng, nức nở nói, không phải em không muốn sống nữa, em rất cố gắng, em làm gì cũng cố gắng cả. Em biết em làm sai chuyện nhưng em cũng có nguyên nhân cùng là bạn học vì sao không thể tha cho em mà phải tố cáo em cao ca à mình xin cậu đấy được không mình xin cậu đừng kiện mình cả nhà chỉ có mỗi mình mình bố mẹ mình mà biết thì sẽ tức đến chết mất chẳng thà mình chết ngay bây giờ nhất thời tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cao ca mọi người trong trường đều biết chuyện trương manh đã làm đúng là cô ta đã sai ngay từ đầu đã nói dối vu hãm phỉ bán sau lại thì lên tòa làm chứng giả không có gì là đúng cả quan trọng nhất chính là cô ta và cao ca không phải người xa là gì cũng không chỉ là bạn học bạn cùng phòng mà cao ca còn từng giúp cô ta bạn nói có đáng ghét không tất cả mọi người đều cảm thấy ghét bỏ bạn nói cách xa sao tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng thể nào qua lại với cô ta được nhưng vấn đề là bây giờ cô ta ngồi trên sân thượng ký túc xá muốn nhảy lầu thế thì mọi chuyện ấy đều có thể thương lượng. Ngay đến cả giáo viên phụ đạo cũng không nhìn được mà nói, Cao ca, hay là em đến khuyên nhủ đi. Cao ca nhìn xung quanh, bọn họ đều có chung một ý này, dù sau đó cũng là một mạng người. Mặc dù biết chưa chắc cô ta đã nhảy thật, nhưng vấn đề là, ngộ nhỡ thật thì sao? Cao ca không hề cảm thấy phiền, buồn rầu hay là vì sao mọi người có thể giúp cô ta ép tôi như thế? Bởi vì cô biết, mọi người ở đây đều là người tốt, là người hiền lành bình thường, lúc cô tứ cố vô thân, tám phần là mọi người cũng đến giúp mình với tâm tính đó, thế nên mới có nhiều người mỉm cười với cô như vậy, còn giờ đây, chẳng qua bọn họ chỉ đơn giản là lo lắng về mạng người. Cao ca ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ đã nhìn thấy tình hình bên dưới nên trương manh không nói thêm gì, cô ta chỉ nhìn qua nhìn lại, nhìn đám người đằng sau không để bọn họ đi vào, nhìn cao ca bên dưới sẽ xử lý như thế nào. Cao ca thấp giọng nói với giáo viên hướng dẫn, đã có người lên trên đó chưa giáo viên hỏi người bên cạnh rồi nói đã báo cảnh sát rồi nhưng e bây giờ người không vào được em ấy không cho phép đập cửa sổ cao ca nghe thế bèn nói tìm cho em một cuốn tạp chí đi những người bên cạnh vừa nghe thế lập tức di chuyển mày có gì giữ cổng ở bên cạnh đưa tờ tạp chí cũ cho cô cao ca cùng tròn lại đưa lên miệng làm loa nói cô thử âm lượng trước sau đó mới gọi một tiếng trương manh hiển nhiên trương manh đang chờ câu trả lời của cô mặc dù không đáp lại nhưng vẫn cứ thế nhìn cô cậu không trả lời nhưng tôi biết cậu nghe thấy vậy tôi nói thẳng luôn cao ca ngẩng đầu lên nhìn cô ta cậu nhìn tôi khóc cả buổi như thế không có lời gì khác muốn nói với tôi sao trương manh ngỡ ngàng nhìn cô nghĩ ngợi rồi hỏi cao ca cậu nói gì cao ca thở dài tôi nói gì ư tôi nói cậu khóc cả buổi toàn nói cậu thê thảm thế nào cậu không thể ngồi tù cậu có nguyên nhân bảo tôi tha thứ cho cậu một mạng nhưng không có một câu xin lỗi nào đến một câu xin lỗi cũng chẳng có tôi hỏi cậu dựa vào đâu tôi sẽ tha thứ cho cậu đây cao ca vừa nói thì mọi người mới hay biết một chuyện ồn ào như thế mà lại không xin lỗi một câu sơ thẩm kết thúc cũng đã hơn một tháng rồi vừa nghĩ như vậy mọi người càng nhìn trương manh càng thấy ghét con nhỏ này đúng là tệ hại trương manh cũng phát hiện ra lỗi này đúng là cô ta chưa từng nói thật cô ta quên khuấy mất chuyện ấy cô ta không phải kẻ ngốc đương nhiên biết ý nghĩa của câu xin lỗi quan trọng đến đâu bèn vội vã nói mình không phải do mình không tìm được cậu sao mình muốn nói xin lỗi với cậu mình sai rồi cao ca à cao ca vừa nghe thế bèn cười cậu qua loa như thế tưởng chúng ta đang chơi trò gia đình à có điều vì mục đích mà xin lỗi thì tôi cũng chẳng lạ lùng gì chúng ta nói chuyện của cậu đi tôi biết cậu muốn nghe điều gì muốn nghe tôi nói rằng dù cậu đã làm sai nhưng chúng ta là bạn học ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy có thế nào thì cũng có hai năm tình nghĩa cậu lại là con một chuyện này còn liên quan đến tiền đồ sau này của cậu tôi nên rộng lượng tha cho cậu trương manh không lên tiếng cao ca nói tiếp tôi còn biết cậu rất thông minh hôm nay tôi đã thắng kiện coi như là thắng được cuộc đời này còn cậu nói không chừng sẽ bị tôi kiện ra tòa có khi phải ngồi tù cậu là kẻ yếu cậu thảm đến mức phải nhảy lâu. Cậu biết mọi người ở đây đều là người hiền lành, bọn họ tốt bụng mỉm cười với tôi, nên vào lúc này cũng tốt bụng cảm thấy cậu đáng thương. Cậu đạo đức giả làm bọn họ thấy rằng vào lúc này, tôi nên lùi một bước, tôi nên rộng lượng hơn, cho dù là bị lừa thì cũng nên tha cho cậu. Đương nhiên Trương Manh sẽ không thừa nhận, mình không có. Cậu đừng có ác ý suy đoán mình như thế. Cậu có hay không thì trong lòng cậu là rõ nhất. Cao ca trực tiếp phản bác, nhưng sự thật là vậy sao? Cậu lấy thân phận gì mà đòi tôi tha cho cậu, cậu lấy lập trường gì mà bảo tôi tha thứ đây? Cậu thảm lắm sao? Cậu bị cưỡng hiếp sao? Cậu bị người từng được mình giúp đỡ phản bội sao? Thậm chí cô ta còn nói dối làm nhục dèm pha cậu ư? Cậu bị hàm oan không rửa sạch được sao? Cậu có bị người ở trên mạng nói mình là gái đi khách không? Hay cậu có bị côn đồ chặn cửa nhà làm náo loạn chỗ ở không? Cao ca vừa dứt lời, Mọi người đều im lặng. Người ở trong trường này đều đã thấy rõ từng chuyện một xảy ra. Cao Ca nói, "Cậu không hề, cậu chẳng trải qua việc gì cả. Ngay từ đầu cậu đã lựa chọn con đường tốt nhất cho mình. Vào lúc bạn cùng phòng của cậu gặp nguy hiểm nhưng vì sợ mà lật đật rời đi, thậm chí ngay đến một cuộc điện thoại báo cảnh sát cũng không có, cậu biết rõ cô ấy gặp phải bất hạnh nhưng vì lương tâm bị mê muội mà nói dối dèm pha." cậu đuổi cô ấy ra khỏi lớp ném quần áo đồ dùng của cô ấy xuống đất rồi đuổi khỏi phòng cậu chỉ để lại đường lui vì bản thân chứ không phải vì cô ấy nhưng cô ấy vẫn cho cậu một cơ hội trước khi ra tòa cô ấy đã nhờ bạn học hỏi cậu có muốn quay đầu lại không nhưng chính miệng cậu đã từ chối trương manh à cao ca đứng bên dưới dù không nổi giận nhưng ai ai cũng cảm nhận được cơn giận của cô vậy cậu nói cho tôi biết cậu dựa vào đâu mà đòi hỏi lương tâm ở người khác trong khi bản thân chưa từng có lương tâm với họ hả cậu dựa vào đâu mà kỳ vọng người khác rộng lượng với mình trong khi bản thân chưa từng rộng lượng hả tôi là người bị hại còn chưa nhảy lầu một kẻ đồng lõa như cậu mà dám đòi nhảy lầu sao lại đem những lời đó ra uy hiếp tôi phải tha thứ cho cậu cậu đừng có hà hiếp người quá đáng trương manh gần như phản bác cậu nghĩ nhiều rồi mình không có mình chỉ cảm thấy mình đã sai không nên chịu trừng phạt nặng đến thế phải ngồi tù đấy quá nặng rồi cao ca bật cười lần này cô không nhìn trương manh mà nhìn những người đang đứng nơi đây cậu ta cảm thấy nặng tôi biết chứ trong các cậu chắc chắn cũng có người cảm thấy nặng tôi quá tuyệt tình cậu ta đã rơi vào hoàn cảnh đó mà sao có thể ác như thế lúc ấy cậu ta cũng chỉ do hết cách mà thôi nhưng tôi muốn nói cậu ta có rất nhiều cách để thoát khỏi tình cảnh khốn đốn bây giờ cậu ta có thể âm thầm báo án cậu ta có thể bo bo giữ mình không nói câu gì nhưng cậu ta lại chọn cách khiến người ta tổn thương nhiều nhất ấy là đổi trắng thay đen đây là điều mà người tốt bụng có thể làm sao chẳng qua bản tính của cậu ta bộc lộ ra mà thôi cũng không chỉ có người thi hại bang là hung thủ ngay cả đồng lõa cũng là hung thủ hơn nữa những người này bọn họ có thể là bạn học là bạn thân của các cậu cũng có thể là người thân hay nói cách khác rõ ràng bọn họ nên là những người ủng hộ các cậu nhất thế nhưng lại đâm dao vào các cậu. Nếu hung thủ làm tổn thương da thịt cậu, thì như vậy chính bọn họ đã làm tổn thương xương cốt các cậu. Còn tại sao bọn họ dám làm như thế, là vì không sợ gì, chính là giống như trương manh vậy đấy, cậu ta cảm thấy tôi không có biện pháp gì, chỉ tùy tiện nói một câu thì nên tha thứ cho cậu ta. Cao ca ngẩng đầu nhìn trương manh, tôi nói cho cậu biết, đừng hồng. Tôi dung túng đồng lõa có nghĩa là sau này sẽ có nhiều người bị hại chịu tổn thương hơn tiện thể nói cho cậu biết không phải tôi không tha cho cậu người kiện cậu không phải tôi mà là cơ quan công tố hay nói cách khác từ khoảnh khắc cậu lên tòa làm chứng giả đó trở đi cậu đã đưa bản thân bước lên con đường đó rồi không ai có thể giúp cậu được cả cậu tự thu xếp ổn thỏa đi nói đoạn cô đặt tờ báo xuống quay đầu rời đi còn ở trên sân thượng trương manh sợ đến ngay người cô ta không biết rõ đã xảy ra chuyện gì chẳng qua là nghe được tin mình bị kiện từ luật sư mới của nhà họ triệu mà thôi cô ta tưởng rằng cao ca tha thứ rút đơn kiện lại là được nhưng không ngờ rằng vốn chẳng liên quan gì đến cao ca còn cô ta vẫn cứ ở đây bị chỉ trích hoài dĩ nhiên vế sau không quan trọng mà quan trọng bây giờ là cô ta phải ngồi tù thật ư sao có thể chứ bên này giáo viên hướng dẫn cũng hơi sợ đi theo cô nói em ấy nhảy thật thì sao cao ca dừng bước nhỏ giọng nói không đâu cậu ta chỉ uy hiếp em thôi cậu ta không dám đâu em nói như thế chắc cậu ta tuyệt vọng rồi cô khuyên mọi người giải tán đi em không đồng ý không còn người làm ồn nữa tự cậu ta sẽ xuống nhanh thôi hoặc cảnh sát đến cũng sẽ thuận lợi đưa xuống giáo viên hướng dẫn nửa tin nửa ngờ cuối cùng không dám khuyên mọi người vây xem giải tán vẫn đứng tại chỗ khuyên lúc này trương manh không làm ầm cũng không khóc lóc nữa cứ ngồi đằng kia không chịu động đậy Khoảng 10 phút sau thì cảnh sát đến, có người trải đệm ở dưới lầu, có người đi lên đợi thời cơ phá cửa sổ kéo cô ta lại. Đến khi Cao Ca nhận được điện thoại thì đã hơn 20 phút trôi qua, lương tối thiểu dở cợt, vốn chẳng phí sức chút nào hết, cảnh sát còn đề phòng cậu ta nhảy xuống mà chuẩn bị rất nhiều, kết quả phá cửa rồi, cậu ta không phản kháng mà cứ thế bị kéo xuống. Giờ Lưu Mỹ Hà còn đang đi theo cậu ta đấy. Nhưng cậu cũng lợi hại lắm, bọn họ đều cảm thấy cậu nói rất có lý không ai muốn làm kẻ đạo đức giả cả cao ca ừ một tiếng từ ngày đó trở đi trương manh không đến trường lại nữa nghe nói là xin nghỉ rồi cũng không ở ký túc xá nữa mà chuyển ra ngoài ở mấy hôm sau trương manh còn cho người đưa thư xin lỗi gián kín đến cho cô cao ca nhìn nhưng không trả lời đến khi mở phiên tòa ngụy tạo bằng chứng thì đã là nửa tháng sau nghe nói trương manh ở trên tòa khóc trồng nước mắt nước mũi tèm lem bày tỏ mình đã hối cãi rồi lại còn lôi bản copy của thư xin lỗi ra, thuận tiện đem việc mình nhảy lầu hôm đó thành biểu hiện của hối cải. Nhưng rất rõ ràng, diễn xuất của cô ta không thể nào che giấu được sự thật cô ta đã làm chứng giả. Mà đoạn clip cao ca mắng kia cũng lan truyền sùng sục trên mạng, có lần Tống Phỉ trở về từ nhà bố anh còn nói, rất nhiều đồng nghiệp đều thấy rồi, cô ta nói có lý. Phiên tòa này tuyên án vào ngày mồng 1 tháng 4, Tống Gia Cường vì đồng lõa và làm chứng giả mà xử tù một năm. Còn Trương Manh cũng vì làm chứng giả mà ngồi tù 6 tháng Còn bà Cao cũng đồng thời là bà nội Cao Ca Bị tạm giam 3 tháng Cao Ca cũng không biết những hình phạt đó có nặng hay không Nhưng không liên quan gì đến mình cả Câu trả lời của Tống Phỉ rất đơn giản Bọn họ đều là người có đạo đức nghề nghiệp Có năng lực phán đoán phải trái Em không thể nào dùng một câu nói mà làm ảnh hưởng đến họ được Trừ khi em nói đúng Cao Ca nghĩ ngợi Dường như là thế, từ ngày đó trở đi cô không còn gặp Trương Manh lại nữa, nghe nói cô ta được giảm hình phạt nên còn 3 tháng, thực ra lên năm 4 đại học thì có thể đi học lại bình thường, nhưng cô ta đã nghỉ học, theo lương tối thiểu nói thì có thể là lần này muốn tránh xa bọn họ. Còn bà cô không xúi dục được bố cô nên để bà cô cả là Cao Đại Lâm gọi điện đến mắng cô, hơn nữa còn đoạn tuyệt quan hệ bà cháu, đuổi ra khỏi nhà họ Cao. Nhưng Cao ca chẳng thèm để ý, có điều bố cô vẫn còn đang liên lạc với cô, chỉ là không nhắc đến chuyện bà nội nữa, Cao Ca với ông cứ thế không mặn không nhạt qua lại với ông ấy. Thật ra như thế cũng tốt. Sau đó là án bồi thường dân sự cho Cao Ca, vì sự thật đều có cả nên quá trình tòa án thẩm tra rất thuận lợi, sơ thẩm nhanh chóng xử bồi thường tiền điều trị và tiền tổn thất tinh thần cho Cao Ca tổng cộng là hơn 45.000 tệ. Có lẽ vì đã tống ban và tống gia cường vào ngục nên dù là số tiền này, nhà họ Triệu vẫn cắn rất chặt, lại còn đòi kháng án dằng co hơn một tháng sau đó trong trí nhớ của cao ca kỳ đầu tiên của năm ba đại học cô đã phải vượt qua trong kinh hoàng sợ hãi còn học kỳ hai của năm ba ấy đã trôi qua trong những vụ kiện cũng may là còn có tống phỉ anh đã xuất hiện vào lúc cô cần nhất bất kể là tình yêu hay sự nghiệp lên đến năm bốn cao ca đã chính thức thực tập ở văn phòng luật sư của anh còn chuẩn bị thi lấy bằng tư pháp nữa thậm chí cô còn bắt đầu thực nghiệm Đến một vài trường học thuyết giảng về bảo vệ phụ nữ, cũng đến rất nhiều trường học nói cho họ hay sức mạnh của nụ cười dành cho người bị hại, cũng từng đối mặt hỏi ý kiến của người bị cưỡng hiếp cho bọn họ sự giúp đỡ. Có lẽ vì cô còn quá non nớt, hoặc sự nghiệp cô chỉ vừa mới bắt đầu, ngay đến cả lá sen mới nhú như sừng nhọn cũng chẳng phải, nhưng cao ca rất vui, cô thích nét mặt của các thính giả sau khi mình diễn thuyết xong, cũng thích cùng Tống Phỉ bận rộn qua ngày, càng thích hơn là vào đêm khuya hai người ở trong văn phòng bận chuyện riêng của mình, sau đó như có thần giao cách cảm mà ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của nhau. Câu thơ trích trong bài tiểu trì của Dương Vạn Lý, ý chỉ còn non nớt tay mơ. Đúng rồi, bạn trai cũ của cô là Lâm Thụ Hẳn đã thấy tin tức, qua hơn nửa năm lần đầu gọi điện đến, anh ta nói vẫn còn thích Cao Ca, bố mẹ anh ta cũng rất bội phục dũng khí của Cao Ca, hỏi cô có thể tiếp tục được không? Nhưng câu trả lời của Cao Ca là, xin lỗi chúng ta không hợp nhau. Còn ở trong trường, có lẽ vì thời gian đã lâu, có lẽ lại có nhiều chuyện hơn xảy ra, có lẽ vì Cao Ca đã không làm MC cho trường nữa mà trở thành học bá đeo kính rộng đen ngày ngày đến thư viện tìm tài liệu đọc sách, nên cuối cùng chuyện này từ sôi sùng sục trở nên nguội lạnh. Mọi người thấy cô sẽ không cười nữa, cơ hồ không còn ai nói với cô hãy cố lên nữa, bọn họ hoặc là nói chuyện cười đùa với nhau, hoặc là lạnh nhạt lướt qua vai cô mà đi. Có một ngày Cao ca học tự học xong, tống phỉ đến đón cô ăn sinh nhật. Cô đứng ngay ven đường, dưới ánh mặt trời, nhìn sân trường cùng những người đi qua đi lại. Lúc tống phỉ đến thì chợt thấy dường như cô đang khóc, bước chân gấp rút hơn, đi thẳng lên lầu khẽ hỏi Cao ca, sao thế? Sao lại khóc? Đâu có. Cao ca không nhìn được nằm trong lòng anh, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, sau đó nói, anh phỉ, anh xem bây giờ tốt biết bao, bọn họ không nhớ em nữa, nhìn em như nhìn một nữ sinh bình thường trong trường vậy thật tốt quá rồi tống phỉ vỗ lên lưng cô thân mật nói đồ ngốc đây là do cảm động quá nên khóc đấy không phải cao ca từ tốn nói với anh em cảm thấy không hề dễ dàng gì không mất đi thì sẽ không biết được cuộc sống yên ả có bao nhiêu khó khăn cảm ơn anh cũng cảm ơn mọi người tống phỉ xoa đầu cô ngốc à sau này sẽ càng tốt hơn với lại chúng ta sẽ giúp nhiều người có cuộc sống như thế này hơn nữa, anh mãi mãi ở bên cạnh em. Cao ca hé môi cười, em biết mà, đây là câu chuyện đẹp nhất. Cầu cho mỗi một nữ sinh từng gặp bất hạnh, đều sẽ có cuộc sống như thế. Tôi sẽ phấn đấu cả đời vì điều đó. Cao ca, tống phỉ. Hoàng Chính Văn. Ve trên cây kêu trăm trang làm người sầu não. Nhưng bên trong lớp học lại im lặng như tờ một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục màu đỏ đang đứng nói trên bục giảng. Đấy là một ngày hè cuối tháng 6, còn nơi đây là một trường cao đẳng trung học ở thành phố Tân. Thời gian này vốn là lúc học sinh vừa kết thúc kỳ thi cuối chỉ hận không thể bung lụa, nhưng giờ đây, trong căn phòng có thể chứa 300 người lại chật ních. Đa phần ở đây đều là nữ sinh, cũng xen lẫn vài cậu nam sinh, còn một bộ phận khác chính là lãnh đạo trường và giáo viên giữ trật tự đứng trên bục giảng chính là Cao Ca, người tuyên truyền chống xâm hại. 5 năm, năm trước, Cao Ca kiện thắng con nhà giàu Triệu Bân, vụ án này đã đưa đến sự chú ý rộng rãi khắp thành phố Tần, vào lúc chưa công bố bản tuyên án, trong đại học thành phố Tần có không ít học sinh tự nguyện lên phố kêu gào vì Cao Ca, hầu như người dân thành phố Tần đều biết đến cô. Cũng vào 5 năm, năm trước, sau khi Cao Ca thắng kiện, cô liền bước lên con đường thuyết giảng chống xâm hại. Những năm gần đây, dấu chân của cao ca trải rộng từ nam ra bắc những buổi diễn thuyết có không dưới trăm buổi mới đầu là không ai biết đến phải tự trả tiền hành động còn giờ đây cao ca đã thành lập nên một tổ chức chống xâm hại của riêng mình có 12 người tuyên truyền giảng giải còn có cả phía truyền thông hợp tác nữa vào tháng 5 năm nay hiệp hội phụ nữ thành phố tần còn biểu dương cô lần diễn thuyết này thật ra cũng do trường học cố thúc đẩy lắm mới được vì giờ đây cao ca rất bận thời gian cũng không dư nhiều Kỳ thực thời gian này không hề thích hợp, đã có rất nhiều học sinh nghỉ học đi du lịch cả rồi, bọn họ còn lo liệu có lắp kín được phòng hay không. Kết quả nửa tiếng trước giờ khai mạc, nơi đây đã không còn một chỗ ngồi. Vì an toàn nên trường học không cho phép thêm người vào sân nữa. Cao Ca trên bục giảng so với 5 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, lúc này cô đã kết thúc phần lớn nội dung bài giảng, chỉ còn lại phần đặt câu hỏi cuối cùng, cô vừa tuyên bố thì lập tức có không ít cánh tay giơ lên. Cao Ca gọi hai người Đều là những câu hỏi rất thường gặp Chị có sợ không? Danh tiếng phải làm thế nào? Cao ca đều trả lời cả Đến câu hỏi cuối cùng Cao ca đứng tại chỗ nhìn Cuối cùng trông thấy một cô bé rất xinh xắn Khoảng chừng 16-17 tuổi Trông rất cấp thiết Cao ca nói với cô ấy Em nào? Cô bé nhanh chóng cầm lấy micro Nhìn xung quanh rồi nói Chị có hối hận không? Nếu chị không báo cảnh sát Thì chị có thể sẽ yên ổn tốt nghiệp Tìm việc làm làm một người bình thường chứ không phải đi đến đây chia sẻ những điều ấy với chúng em em biết điều này rất vĩ đại cũng rất cần thiết nhưng chỉ có hạnh phúc không đây là lần đầu tiên cao ca gặp phải câu hỏi này lúc truyền giảng gần như mọi người đều tập trung vào nội dung cưỡng hiếp dĩ nhiên cũng có người cảm thấy hứng thú với tâm lý quá trình mà cô đã trải qua nhưng hỏi cô có hối hận không thì lại là người đầu tiên cao ca không khỏi đưa mắt nhìn cô nữ sinh ánh mắt của cô gái ấy vô cùng trong suốt đơn thuần Cô ấy nói, "Em không có ý mạo phạm chị, chỉ là em thấy đau lòng quá. Em biết chị nói đúng, nhưng có lúc im lặng cũng sẽ bảo vệ mình." Rất rõ ràng, câu hỏi này cũng đã khiến nhiều người cảm thấy hứng thú, có không ít người nhìn lên Cao Ca. Trái lại Cao Ca lại mỉm cười, khi cô cười lên trông rất đẹp, cộng thêm bộ đồ đỏ mặc hôm nay lại càng rực rỡ hơn, cô nhìn cô bé ấy trước rồi nói, "Chị rất cảm ơn vì em đã đau lòng, nhưng chị rất ổn." những lời này cũng không phải cổ vũ bản thân mà là một kiểu giải bày trạng thái bản thân đúng thế báo cảnh sát sẽ khiến chị mất đi rất nhiều thứ danh tiếng bạn bè cuộc sống yên tĩnh nhưng vấn đề là ở chỗ nếu không báo cảnh sát thì chị sẽ mất điều gì im lặng sẽ bảo vệ được mình đồng thời cũng giam cầm mình chị sẽ đánh mất bản thân sẽ bị hủy hoại chị sẽ trở thành một người dù nhìn bên ngoài là bình thường nhưng trong lòng đã tự động trục xuất bản thân lựa chọn của mỗi một người sẽ không giống nhau chị cũng không cho rằng tất cả mọi người đều phải đứng lên nhưng đối với chị mà nói những điều ấy là quan trọng hơn không phải vì bây giờ chị sống rất tốt mà nói như thế mà bởi vì chị đã từng là người như vậy nên mới sống tốt còn về hạnh phúc được sống chung với người yêu được gọi là hạnh phúc đúng không vậy thì hôm nay rất hợp để trả lời rằng chị hạnh phúc bởi vì hôm nay chính là ngày chị kết hôn cũng vì vậy mà cố ý mặc bộ đồ màu đỏ này Bây giờ, có một chiếc xe đang đậu ở ngoài cổng chờ chị, đợi chị trả lời xong hết tất cả những câu hỏi này, chị sẽ ngồi lên đó để đi gặp chú rể của mình. Mà chú rể chính là luật sư đại diện lúc trước của chị, em nhìn xem, giờ đây rất hợp để nói một câu, đó là cuộc sống khép lại một cánh cửa sổ thì chắc chắn sẽ vì bạn mà mở một cánh cửa sổ khác. Cánh cửa sổ này rất tốt, chị rất thích. Cô dứt lời, có lẽ vì nhắc đến Tống Phỉ nên mặt hơi đỏ, bên dưới đã có rất nhiều thính giả kích động có lẽ chẳng ngờ rằng lại trùng hợp như thế gặp phải ngày kết hôn của cao ca cao ca cười nói với họ nếu vào lúc bình thường thì chị rất hy vọng được giao lưu nhiều hơn với các em nhưng hôm nay phải xin lỗi rồi thời gian không đủ chị phải đi trước vậy cảm ơn các em đã đến cô vừa nói xong chẳng biết là ai cất giọng la lên tân hôn vui vẻ sau đó liền có không ít người hét lên theo tân hôn vui vẻ giọng thiếu niên thiếu nữ trong vắt tươi trẻ nghe rất xuôi tai, Cao Ca lại cảm ơn mọi người rồi mới xách đồ, đi về phía Lâm Thiến Thiến đang chờ ở cửa. Lúc gần đến nơi, chợt có một nam sinh hô lên, sớm sinh quý tử. Nhất thời, trong phòng học vang vọng đầy tiếng cười. Suýt nữa Cao Ca đã trẹo chân, may mà có Lâm Thiến Thiến đỡ cô. Xe được phép lái vào sân trường, hai người nhanh chóng lên xe. Đây là xe đa dụng nên không gian bên trong khá rộng, Lâm Thiến Thiến vừa trách móc vừa đưa áo cưới đã chuẩn bị cho Cao Ca, Cậu đúng thật là, hôm nay là ngày gì rồi mà còn nhận diễn thuyết thế. Thời gian căng quá đấy. Cao Ca vừa cởi quần áo vừa nói, không phải mới 10 giờ thôi sao? Hôn lễ là 12 giờ mà, không sao đâu. Bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Cao Ca nói rồi nhận lấy áo cưới mặc vào người. Sau đó ngồi xuống, thợ trang điểm ngồi ở đằng sau lập tức đến, bắt đầu trang điểm giúp cô, một người khác thì làm tóc cho cô. Lâm Thiến Thiến tranh thủ trả lời cô. Xong hết cả rồi, Tống Phỉ đã đến nhà cậu rồi đấy, bọn họ đi chậm lắm, chúng ta đi nhanh lên là có thể đến kịp 10 rưỡi để đón dâu. Cao ca khen cô nàng, mình biết cậu đáng tin nhất mà. Lâm Thiến Thiến nghe thế thì bật cười, được rồi, không phải lần trước cậu cũng vội chạy ngược xuôi chuẩn bị cho hôn lễ của mình sao? Nửa năm trước Lâm Thiến Thiến đã kết hôn, Cao Ca đặc biệt chạy về làm MC. Cao Ca nói, đó là điều hiển nhiên rồi. Vừa nói cô vừa cầm tay mình, ôi, Hôm đó cậu có căng thẳng không thế? Sao tay mình lại lạnh vậy chứ? Lâm Thiến Thiến đưa tay ra sờ, đúng thế nhỉ. Trời nóng bức thế này mà tay lại lạnh cống. Cô nàng vừa giúp Cao Ca làm ấm vừa nói chuyện để cô thả lỏng tâm tình, lúc đầu sẽ có căng thẳng, nhưng sau khi anh ấy kéo tay mình thì không còn nữa. Cảm thấy mọi thứ đều đã có anh ấy, cậu yên tâm đi, cậu cũng sẽ vậy thôi. Vậy ư? Cao Ca nghĩ đến Tống Phỉ, hẳn sẽ vậy rồi. Lúc nghĩ về anh đều chỉ thấy an toàn. Xe chạy đến nhà Cao Ca hết 20 phút. Mẹ Cao và dì giúp việc, còn cả các phù dâu đang đứng chờ, vừa thấy cô là đồng loạt vỗ ngực, cuối cùng cũng không trễ giờ, chỉ nói xem cái con nhỏ này ấy, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, làm tôi sốt sắng cả buổi sáng. Vừa nói xong thì có người gõ cửa. Có người ở bên ngoài la lên, đến đón dâu. Ngay tức khắc cả phòng rối hẳn lên, Lâm Thiến Thiến vội đẩy Cao Ca vào trong phòng để cô ngồi yên trên giường đã sắp xếp sẵn, phù dâu bên ngoài đã bắt đầu đưa ra đề thi. Mấy cô nàng này đều là ở văn phòng luật sư, đều là đồng nghiệp với phụ rể cả, vào lúc này đang còn đối chọi gay gắt, miệng lưỡi hai bên đều không tệ, qua lại ba bốn hiệp mà vẫn chưa phân thắng thua được, Lâm Thiến Thiến cũng sốt ruột, thấp giọng nói, làm ồn lên thế làm gì, mau để chú rể vào đi. Kết quả vào lúc này lại nghe thấy giọng Tống Phỉ nói, bên trong mở cửa thì tiền thưởng cuối tháng tăng gấp đôi. Nhất thời trong phòng náo nhiệt lên hẳn, chưa đến 5 giây, Tống Phỉ đã xuất hiện trước mặt Cao Ca. Năm nay người đàn ông này đã 33, vào độ tuổi có sức quyến rũ nhất, anh bước đến thu hút ánh mắt của Cao Ca, rõ ràng vẫn chưa kéo tay nhưng bao căng thẳng đã quên hết. Tống Phỉ đứng trước mặt cô, trong tiếng ồn ào của đám quỷ bên cạnh, anh quỳ một chân xuống, vươn tay ra với cô, "Cao Ca, anh đến cưới em về nhà." Cao Ca không nén nổi đôi mắt ương ước. Cô đưa tay qua, Người đàn ông dùng lực kéo cô đến gần, hai người đứng chung với nhau. Tống phỉ đưa cô ra phòng khách, làm lễ với mẹ Cao rồi thì dựa theo tập tục, anh ngồi sổm trước mặt Cao ca, cổng Cao ca lên đưa cô xuống lầu. Bờ vai anh vừa rộng lại dày, Cao ca nằm bò trên đó rất vững vàng, vào lúc người khác không để ý còn nói nhỏ, có mệt không anh? Tống phỉ trả lời anh, cổng em thì làm gì có chuyện mệt. Hôn lễ chính thức được cử hành ở tòa Cao ốc thành phố Tần vì quan hệ của bố Tống Phỉ nên kích thước không lớn lắm, mời đến hầu hết là người thân bạn tốt. Bố mẹ Tống Phỉ đều đến cả, phía Cao Ca lại chỉ có mẹ cô tham gia. Hai năm trước bố cô Cao Vu Thành có liên lạc, cũng đã nói chuyện kết hôn với ông, Cao Vu Thành gửi cho Cao Ca 10.000 tệ nhưng lại từ chối đến, chỉ nói với Cao Ca, con rể là luật sư Tống là được rồi, nhưng bố không có mặt mũi nào gặp cậu ấy, bố không đi đâu, con nhớ chăm sóc mình đấy. Hình thức hôn lễ gần như là cố định không đổi, đầu tiên hai người tay trong tay bước vào lễ đường, tiếp đến là người chứng hôn phát biểu, tuyên thệ hôn lễ, trao nhau tín vật, sau đó mới là lúc cô dâu chú rể đọc diễn văn. Tống phỉ dùng tay phải nhận lấy micro, còn tay trái vẫn nắm cao ca không buông. Anh nhìn một lượt người bên dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt cao ca, tôi biết, hôn lễ mà đọc diễn văn thì phải cảm ơn rất nhiều người, cảm ơn mọi người đã đến chơi cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng con cảm ơn mọi người đã chúc phúc tôi và cao ca đều không quên những điều ấy nhưng hôm nay người tôi muốn cảm ơn nhất chính là vợ tôi cao ca cảm ơn em đã dũng cảm kiên cường nếu không chúng ta sẽ không thể gặp được nhau cảm ơn em luôn tin tưởng anh nếu không chúng ta sẽ không thể nào hiểu nhau được cảm ơn em luôn kiên trì cố gắng nếu không chúng ta sẽ không thành công điều anh muốn cảm ơn em nhất là cảm ơn em đã đến đó là món quà tuyệt nhất trong cuộc đời anh. cao ca, anh muốn cùng em mãi mãi đến già. anh muốn buổi sáng thức dậy có thể thấy gương mặt đang say nồng của em. anh muốn lúc làm việc có em cùng bầu bạn. anh muốn trong mỗi một giai đoạn của đời mình luôn có em ở đây. anh muốn khi chúng ta già đi vẫn có thể cầm tay trao môi hôn. cao ca, em có đồng ý không? cao ca đứng nơi đó nhìn người đàn ông thâm tình này mà rung lên, nhưng cô không muốn khóc, cô chỉ muốn cười, là nụ cười phát ra từ đáy lòng cũng chẳng đợi MC đưa micro đến mà nói luôn, em đồng ý, anh Phỉ. Hết chương 54. Hết truyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.